lỗ. Quần đùi chơi thêm quả tóc vuốt, phải làm được một sữa không thật cò, nó lại khóc suốt dăm ba cái stream, cứ đêm là vào làm. Ngồi trong lồng kính chạy các gì đồ bảo tàng, chuyên gia tư vấn tâm lý cho thật đông các cháu. Cái nhiều trẻ con Lương Văn Can ngày mùng 1 tháng 6. Em nào còn bé quá giờ mai đi học ngủ nhanh, còn các em còn lại hãy về với tộc của anh. Làng này là căng đét, tộc này là chất lư, không phải là ăn đét, tộc này là bất tử. Trường tộc là bố sói chồng của bà chủ cây, quỳ phân là biệt đội cân hết tất cả đối thủ vây. Làng này là căng đét, tộc này là chất lư, không phải là ăn đét, tộc này là bất tử. Trường tộc là bố sói chồng của bà chủ cây, quỳ phân là biệt đội cân hết tất cả đối thủ vây. Độ tộc, độ tộc, mới về với tộc của anh, mới về với tộc của anh, độ tộc. Thì đấy, thích thì theo tôi về, nguyên cả bộ tộc anh em thích không lớn tôi thề. Muộn thì ngồi nghe ra mặt chuyện của mấy ông già, chơi ở ao làng ăn đặc sản là khô gà. Còn nếu đã không thích thì đừng qua thăm đây, đừng để tôi mà ngứa mắt lại khóa môn 300 giây. Nói thế này thì nó lại bị hợp lý, là hổ báo có to đến đâu cũng phải đua sói vé tí. Làng này là căng đét, tộc này là chất lư, không phải là ăn đét, tộc này là bất tử. Trưởng tộc là bố sói chồng của bà chủ cây, người sắc là biệt đội cần hết tất cả đối thủ vây. Làng này là căng đét, tộc này là chất lư, không phải là ăn đét, tộc này là bất tử. Trưởng tộc là bố sói chồng của bà chủ canh, rất là biệt đội cần hết cả đối thủ vành đội. Độ tộc, độ tộc, mời em về với tộc của anh, mời em về với tộc của anh, độ tộc, độ tộc, độ tộc, mời em về với tộc của anh, mời em về với tộc của anh. Làng này là căng đét, tộc này là chất lư, không phải là ăn đét, tộc này là bất tử. Trưởng tộc là bố sói chồng của bà chủ cây, phân là biệt đội cần hết tất cả đối thủ vây. Làng này là căng đét, tộc này là chất lư, không phải là ăn đét, tộc này là bất tử. Trưởng tộc là bố sói chồng của bà chủ cây, phân là biệt đội cần hết tất cả đối thủ vây. Ái trời ơi. Cảm ơn Đông sinh ra nhá. Cảm ơn em, cảm ơn Loki nhá. Cảm ơn em nhiều. Hello, xin chào các bạn nhá. Chúc các bạn giữa tuần vui vẻ. Chúc các bạn buổi xem stream thật là bùng lở. Này mệt quá không ạ? Ừ, đang định sủi buổi nghỉ ngơi một tí. Mấy hôm nay thằng Tùng nhà tôi nó ở nhà. Thế là sáng dậy nó cứ nghịch. Trời ơi, không ngủ được. Thề đau hết cả đầu. Lúc nào người trong tình trạng ể oải thiếu ngủ ấy. Cảm ơn Hải nhá. Cảm ơn em nhiều. Cảm ơn Đức. Cảm ơn Đức nhá. Chúc Đức xem stream vui vẻ nhá. Các bạn đợi tôi tí, tôi ngoài mũi cái tôi ngứa mũi quá. Khó chịu thực sự. Cảm ơn Mai nhá. Chào em. Hello em. Này có gì hot không nhỉ? Ngoài mũi bình thường mà. Có gì đâu. Ui rồi, mà có những cái hành động bình thường kiểu cắn móng tay, móng chân, xong rồi là ngoáy mũi, xong rồi búng cứt mũi các thứ. Tôi thấy là kiểu nó bình thường mà, có làm sao đâu. Mình có nhu cầu thì mình cứ giải quyết thôi các bạn. Khó chịu thế nhở? Do thời tiết hay sao ấy? Chỗ anh có mưa không ạ? Không. Hôm nay tôi thấy đọc báo, tôi thấy dọa là Hà Nội chuẩn bị lại có dông với cả mưa, chuẩn bị lũ lụt các kiểu. Ừ. Thế đéo nào, chả thấy mưa đâu cả. Cảm ơn Tú nhá. Nay là mùng 1 âm. Sáng nay thì thằng Tùng nó nghịch quá, tôi không ngủ được. Thế là 9 giờ sáng tôi dậy mẹ rồi. Trong khi 7 giờ tôi mới đi ngủ, ngủ được có một tí. Tiện dậy thắp hương hóa vàng cái gì luôn. Ui lâu lắm rồi mới dậy buổi sáng các bạn ạ. Trời đẹp thực sự. Lâu lắm mới dậy sáng sớm. Thấy những cái tia nắng nó le lói qua khung cửa sổ. Ui thời tiết nó thật là thích. Đây thắp hương cái xong rồi ăn sáng cái. Lại xuống ngủ tiếp. Hơi mệt tí nhưng mà vui.
Sau này tôi mà đổi lại cái giờ sinh hoạt. Trông thế chứ thỉnh thoảng mà mặc dù mình được ngủ ít nhá, nhưng mà mình dậy đúng theo cái giờ của một người bình thường ấy, tầm 8 giờ 9 giờ dậy ấy, thấy người khỏe ra vãi cả đái ra. Thế là tôi thấy một số ông là dậy việc đầu tiên các ông biết là làm gì không? Đéo phải đánh răng, đéo phải là ăn sáng, cũng đéo phải là tập thể dục, hít thở không khí. Dậy phát là kéo bi thuốc lào. Ui rồi, dậy phát là làm điếu thuốc thơm cho nó thơm mồm bổ phổi. Ui trời ơi. Mẹ nghe đã thấy nó hại phổi vãi đái rồi. Sáng dậy người ta phải vặn vẹo người một tí, xong người ta phải tìm chỗ nào không khí nó thoáng mát, tập vài bài thể dục cơ bản, hít thở khí rời, cười một cái cho đời nó vui. Mẹ các ông dậy các ông kéo bi thuốc lào xong rồi mắt lờ đờ vật mẹ ra đấy. Đến khổ. Sấm á, sấm đâu mà sấm. Nghe thấy gì đâu. Làm gì có. Nhưng mà thì nó cũng phê công nhận. Công nhận sáng sớm ra hút thuốc lào nó cũng khác thật. Khác với cả mấy bi thuốc lào buổi trưa với cả buổi chiều. Thì có chơi Resident Evil không ạ? Có chơi nhá, nhưng mà chắc là muộn muộn đi. Tại vì game đấy ít người xem được lắm. Game ấy kiểu chơi thì nó hay thôi, nhưng mà các bạn xem kiểu cảm giác không được bánh cuốn cho lắm. Tôi chơi thì nghiện và đái luôn không ạ? Đéo dừng lại được. Cảm ơn Đạt nhá. Anh giờ giữ liên lạc xã giao người yêu cũ không ạ? Anh không. Từ cái hồi chia tay cái là người yêu cũ của anh chủ động block Facebook của anh. Anh lúc đấy thì anh cũng chả có gì vương vấn nữa, nên là anh chả quan tâm gì cả. Block thì thôi, có làm sao đâu. Cảm ơn TT nhá. Cảm ơn em nhiều, thank you em. Tôi chả nhớ gì cả đâu, nhưng mà đến khi mà tôi bắt đầu lấy vợ tôi vào là vợ tôi bắt đầu hay bị tò mò. Hình như là bản tính của phụ nữ là như thế, hay tò mò về mấy cái mối quan hệ cũ của mình đấy, xong rồi cũng bắt đầu lân lê ngó Facebook các thứ. Tôi cũng không quan tâm cho lắm, mà tôi cũng chẳng cần quan tâm đâu, vợ tôi tự kể tôi hết. Người cũ anh dạo này như này, người cũ anh dạo này như kia. Anh có quan tâm đâu, tôi kể thì cứ kể thôi. Đó, Minh Lý nhá. Anh có thể cho em xem qua cấu hình máy của anh được không? Kìa, em lên trên quả vlog mới nhất của anh ấy. À không phải vlog đâu, video lắp máy tính ấy, là trong đây có cấu hình máy tính đầy đủ hết. Ui, nhìn quả RAM nó chạy đẹp không? Tôi đang để quả hiệu ứng mưa rơi ấy các bạn. Nếu như các bạn muốn sở hữu cho mình một cặp RAM có đèn LED RGB đẹp như thế, mưa rơi trông róc rách như thế, thì hãy chọn ngay cặp RAM Dominator Platinum RGB của Corsair các bạn nhé. Có đủ các loại luôn, từ 8GB, 16GB cho đến 64GB. Các bạn thích lắp 128GB cũng có. Hiệu ứng đèn lung linh, lại còn có cả phần mềm ai cua đứng hình mất 5 giây. Các bạn có thể điều chỉnh đèn LED theo đúng ý của mình, cá nhân hóa mà không sự bị trùng lập với cả ai cả. Cảm ơn Lâm Núi nhá. Cảm ơn em nhiều. Nhưng mà nó đẹp thật. Cảm ơn không nhá. Cảm ơn em nhiều, thank you em. Không phải quảng cáo, nhưng mà mấy cái đồ của cô xe nó cũng đẹp thật. Cảm ơn Trương Giang nhá. Tôi thứ bảy là tôi nghỉ giờ chim các bạn nhá. Thứ bảy là tôi nghỉ giờ chim để tôi lắp một số đồ linh tinh tinh cái. Đợt rồi có một cái tranh của bạn bạn Việt Mỹ mà bạn hay vẽ tranh ở trên TikTok ấy, bạn ấy có vẽ một cái tranh bột mà xong rồi bạn hất bột lên xong thành cái ảnh của tôi, mà trước tôi có xin bạn tôi up lên trên fanpage ấy. Thì đợt rồi tôi có nhận được rồi, nhưng mà cái thùng này nó hơi to. Mẹ to vãi đái đó. Nhìn trên ảnh thì tôi thấy là kiểu cái tranh nó vừa vừa thôi, nhưng đến lúc tôi nhận được thì mẹ nó làm cái khung gỗ kiểu tôi đéo biết là tả với cả các bạn là to nhào nữa. Xong nó lại còn đóng đinh rồi nữa. Hôm cách đây khoảng 2 hôm tôi vừa mới đặt mua một bộ khoan xịn sò con bò, xong trong đấy là có đủ luôn cả mấy cái cậy này, xà beng này, xong rồi là khoan này, xong rồi búa này. Đấy, để tôi mở cái thùng này ra. Thì nếu như mà để mở cái thùng ấy tôi dự tính là mất đâu đấy khoảng tiếng rưỡi. Thì thứ bảy này tôi phải nghỉ một hôm để tôi mở cái thùng này ra, tiện thì tôi quảng cáo một số phần cứng mới tôi mới được tặng luôn. Đấy, nói rõ quan điểm với cả các bạn thế. Thì có gì tôi cứ làm đã, xong rồi thứ hai này chủ nhật tôi rảnh thì tôi sẽ ngồi edit, xong thứ hai tôi sẽ chiếu các bạn xem. Lắp thì lâu thế thôi, nhưng mà dự kiến là video sẽ dài khoảng 3 phút các bạn nhá. Cảm ơn Xoa Bi nhá. Sâu tân mic chị tự chế của anh đi ạ. Cái chân mic tự chế của tôi ấy, thì cái này các bạn tự làm cũng được. Cái chân mic của tôi đây. Các bạn biết cái chân gắn mic. Đây, nó là cái chân này. Chân gắn micro. Đây, nó là cái chân này. Nó tùy từng chỗ nhá. Có chỗ thì nó bán khoảng lốp rưỡi, có chỗ thì bán 3 lốp, nhưng có chỗ thì bán khoảng 80.000 thôi. Tôi nhớ cái này tôi mua hình như là 80.000 hay sao ấy. Nhà tôi thì mua hai cái này. Cái này trông thế thôi nhưng mà nó lợi hại phết các bạn ạ. Đấy, từ cái này tôi chế ra cái chân mic này này. Đây, nó sẽ có cái kẹp bàn này, thì nhổ cái đoạn này, cái đoạn trên này tôi bỏ tạm đi, chưa biết làm gì cả. Đoạn dưới tôi cắm mẹ đúng cái mic vào phát thì nó thành cái chân mic này luôn. Dây tôi đi dưới gầm bàn các bạn ạ. Cái này các bạn có thể đỡ được cả webcam luôn các bạn nhá. Rẻ mà. Hợp lý, hợp lý.
Tôi tính tôi hay lọ mọ chế đồ lắm. À, ngày xưa tôi hay mua cái bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật, các bạn biết cái bộ đấy không? Cảm ơn Thành Trung nhá các bạn nhiều. Cái bộ đấy mẹ chế được nhiều đồ vậy đấy luôn. Nó là kiểu mấy cái thanh bằng nhựa xong nó có lỗ ấy, mình thích chế cái đéo gì chế. 6656 nhá. Nay mùng 1 chúc cả bộ tộc may mắn đi. Ơ nãy vừa chúc rồi. Cảm ơn em nhiều. Con da bướm ấy nhậu mua ở đâu vậy? Ngày xưa tôi mua trên Tao Bao nhưng mà bây giờ nó đéo bán nữa rồi. Thực ra là bây giờ các bạn mua vẫn có mà. Bằng một cách thần kỳ nào đấy, có mấy cái chỗ người ta bán hàng như kiểu là Shopee hay là Tiki ấy, vẫn thấy bán được mấy cái sản phẩm kiểu súng bắn đạn thạch này, xong rồi dao giết các thứ, các bạn lên search cái là ra ngay à. Cảm ơn Tú Trinh nhá. Các ông cứ hình như là các ông kiểu cứ hỏi chứ có hay sao ấy. Ừ thật. Search một cái là ra ngay mà cứ hỏi tôi cơ. Anh đã bao giờ mua đồ trả góp giá trị lớn chưa? Nhà anh vẫn đang trả góp 20 năm em. Cảm ơn Đạt nhá. Cảm ơn em nhiều, cảm ơn Tần nhá. Tôi hôm nay nhận được một cái mail đáng yêu vậy đấy các ông ạ. Ok, bấm nhầm mẹ rồi. Nhìn này. Nhìn cái thiệp đáng yêu không? Gửi chú độ Misi. Cá mắt kiếng nhá. Ông lại còn quảng cáo kênh YouTube mắt kiếng đen xì xì nữa. Thôi thôi để tôi block mẹ ông vào luôn đi cho nó nhanh. Ghét đéo chịu được. Tôi ghét cái kiểu tôi đéo phải khó tính đâu các ông ạ. Nhưng mà tôi ghét cái kiểu khôn vặt ấy. Ở ngoài cũng thấy thằng nào khôn vặt là tôi đéo chơi cùng đâu. Tôi ghét lắm. Mắt kiếng đen xì. Này thì đen xì này. Lỗi nhá. Đây các bạn. Tôi vừa nhận được quả thiệp trông đáng yêu vậy này không? Chứ độ Misi. Đấy. Xin gửi chú độ Misi, cháu là Jamita, cháu được hơn chục nồi bánh chưng rồi. Hôm nay cô giáo dạy cháu làm thiệp nhưng không có ai để gửi nên cháu gửi cho chú. Chúc chú mạnh khỏe và bớt lươn hơn ạ. Cháu hết giấy rồi, cháu chào chú. Đáng yêu vậy đấy luôn, nhìn cái thiệp này, đúng kiểu thiệp của bọn trẻ con làm luôn đấy. Tâm thư đỉnh dã man luôn. Yêu vậy đấy. Gửi qua mail luôn nha, chưa thấy gửi qua địa chỉ nhà tôi. Ừ, gửi qua địa chỉ nhà tôi à, tôi sẽ cầm. Tôi có một cái hộp, tôi có một cái hòm gỗ. Hòm gỗ gọi là hòm lưu giữ kỷ niệm các bạn ạ. Tất cả những cái thư từ các kiểu các bạn gửi kèm đấy, tôi toàn vứt hết vào trong cái hòm đấy. Cảm ơn Xuân Vinh nhá. Việt Nam Hà Nội bắt đầu có sấm chớp. À rồi, cảm ơn Bucky nhá. Anh còn áo bóng đá không ạ? Hiện tại thì không các bạn ơi. Tôi không biết được là có nên kinh doanh cái mặt hàng áo bóng đá hay không, tại vì mẹ dịch như này thì đéo ai mua áo bóng đá về làm gì. Ừ, có được đá bóng đéo đâu mà bán. Các Bảo Vương nhá, với cả chi phí làm ra một cái áo đá bóng tôi thấy là có vẻ nó bị đắt hơn so với cả cái áo bình thường. Cảm ơn Đức, cảm ơn em nhiều. Cảm ơn Tài Hoàng nhá. Cảm ơn em. À, hôm trước có trò đéo gì nhỉ? Trò Pico Park à? Mê game. Anh hay xem clip bên em ấy. Nha, để tôi thử vào tìm anh em có chơi Pico Park không nha. Qua vừa đao về xong. Đã biết là có ai đao chưa? Ừ. 7 đâu nhỉ? Wow. 7 ơi. Đây, em đây. Em đao Pico Park chưa? Pico Park chưa nè. Đao rồi anh ơi. Anh em đao Pico Park về chơi đi. Đao rồi anh ơi. Ok anh ơi. Đao đây đang giảm giá có 60 mấy nghìn à. Hạt rẻ. Cứu em cái nha. Ham, 6 mấy nghìn cứu mày. Thôi để em nạp. Đây để tao cứu. Mày nhập lửa nè anh ơi. Ây da, không nói sớm. Dạ mày con nít. Tỷ số bao nhiêu rồi? Mày làm bao nhiêu rồi? 13, 12 rồi anh ơi. Gần xong rồi nè. Pico Park. Bắt thằng con nít đi khỏi. Pico Park. Anh nhìn em bỏ người thế giới này. Sau 3 nghìn. Hát rẻ. Gần áp. UC for myself. Ôi. Ai mà mày quản nết thì mà mày uy tín. Đéo quản nết thì nết để che mắt anh. Đường thì tài hoàng nhá. Chết, che mắt mày, che mắt nó đéo đâu. Mày ăn để che mắt hơn ấy. Anh cứu mày rồi nhá, bộ nhá. Wow. Uy tín. Ôi, em cảm ơn đậu nhá. Đây nhá, bắn nó trận đi tí anh quay lại. À hôm nay tôi có nhận được một cái email của một bạn ấy gửi về cái vấn đề đấy là cảm giác là
đầu buổi stream mà tôi tương tác với cả các bạn rất là nhiều, nhưng mà đến khi tôi vào chơi game thì tôi đéo tương tác gì với cả các bạn cả, thì tôi cũng đéo biết được là cái kiểu stream của tôi mấy năm nay nó có gì thay đổi không, nhưng mà tôi thấy thì nó vẫn thế thôi. Tài Hoàng ơi, em đừng spam nữa không, cảm ơn em nhiều nhá. Tôi thấy là mấy năm nay nó vẫn thế, tại vì khi mà tôi bắt đầu chơi game rồi thì tôi muốn là kiểu tập trung vào game nhiều hơn, chứ một tí tôi lại quay ra tôi trả lời donate, xong một tí tôi lại quay ra tôi nói chuyện với cả kênh chat, thì cái nội dung kiểu người xem nó sẽ không được liền mạch cho lắm, thì không biết ý của các bạn như thế nào. Cảm ơn Sydney nhá, cảm ơn em nhiều. Thế mà ông này spam vãi đái thế nhở. Thì tôi không biết được là ý của các bạn là muốn như thế nào, nhưng mà cá nhân tôi thấy là kiểu khi mà lại chơi game mà nên tập trung vào game thì nó sẽ hay hơn, như tại lúc ấy đúng là tôi phục vụ người xem mà các bạn, đúng không? Cảm ơn Hoài nhá, cảm ơn Bo nhá. Mã ghế của anh là Corsair T3 rất xa quát. Ờ đúng rồi, hình như là thế, nghe tên có vẻ con quen rồi đấy em ạ. Có vẻ là nó hợp lý rồi đấy. Cái ghế này tôi không biết được là ở Việt Nam có bán hay chưa, nhưng mà cách đây khoảng hơn một năm là bên Corsair họ gửi trực tiếp cho tôi từ bên Hồng Kông về, lâu phết rồi đấy. Thế mà ngồi cái ghế nỉ này thì nó hợp lý hơn các bạn, nó không bị bong da. Mẹ ngồi một thời gian bong da khó chịu lắm mấy cái ghế da. Cảm ơn Leo nhá, con em nhiều. À, đợi một tí để tôi vào chơi game với cả mấy anh em luôn các bạn nhá. Hôm nay tôi hơi bị đau đầu một tí cho nên là đéo có chuyện gì nói, đầu tôi đéo nảy ở số không ạ, anh không thông cảm tôi cả nhá. Cảm ơn Đức nhá, cảm ơn dân Cà Mau nhá. Anh cũng anh cũng từng yêu đơn phương rồi em ạ, nhưng mà tại vì lâu quá rồi nên anh cũng đéo nhớ được nữa. Cảm ơn dân Cà Mau nhé, cảm ơn em, cảm ơn Gắn nhá, cảm ơn em nhiều, chúc em stream vui vẻ. Cảm ơn em, thank you em. Cờ tỷ phú á, tôi đang định tìm lại cái cờ tỷ phú ngày xưa ở bọn 360 Mobi, nhưng mà hôm qua tôi có tìm lại rồi, nhưng mà trông có vẻ như là nó đóng con mẹ cửa thật rồi các ông ạ. Game này nó hay vãi đái luôn ấy, nó lại còn Việt hóa nữa thì đéo hiểu bây giờ kiểu mình có thể mở được cái server của game đấy, hay là mình có thể mua được cái suộc của game đấy về để mình mở lại cho các bạn chơi được không nhỉ? Cảm ơn Văn Định nhá, cảm ơn bạn nhiều. Ý, thank you bạn nhiều. Lần đầu donate lớp, trời ơi. Cảm ơn Thế Anh nhá. Tối chơi game gì á, tôi cũng chưa biết được. Nay mệt dã man. Nay tôi bị thiếu ngủ nên là tôi bị oải tí các bạn. Đéo chịu được, mệt quá. Cảm ơn Thế nhá, chúc mừng sinh nhật em. Cảm ơn anh em nhiều. Ô bông mai hôm nay ra sự kiện gì của FIFA Live 4 mới đúng không? Ra mùa mới anh ạ, còn sự kiện thì như là chưa, phải 1-2 hôm ấy. Ok, em sẽ thử ra sự kiện mới luôn. À ok, đợi mít đấy không nhỉ? À đọc. Tăng hết về City nhá, ném Stare và Jungle. Ok, 25 okay. Một Ballet này. Ông mà chết là thua ấy bố. Ném vào này đi. Flat rồi, đi. Ờ sao tự nhiên mạ mà rơi vào một cái ngày kiểu nó lười vãi đái mà đéo muốn làm cái gì cả. Cái chuyện mở mồm ra nói cũng đéo thể buồn nói là thế đéo đấy nhở. Sao mình lười thế nhở? Hay là do thời tiết nhở? Cảm ơn Hip nhở? Cảm ơn em nhiều, cảm ơn Tần. Anh có biết game Battle Gym không anh? Anh hình như là có em ơi. Cảm ơn em nhiều. Cảm ơn xin Tùng Dương nhá. Ờ anh biết cái cờ tỷ phú đấy rồi, nhưng mà kiểu hình như bên nó đóng cửa rồi ấy, thì bên làm sao để mình mua được cái suộc đấy mà mình mở lại nhở các bạn nhở. Kiểu mình mở lại nhưng mà mình cũng mở lại theo kiểu đấy là không cần nạp tiền đâu, anh em cứ vào chơi bình thường thôi. Game mới hay mà, game mới chơi cuốn vậy đấy luôn. Cảm ơn Giao nhá, cảm ơn bạn. Không phải, hình như là tại vì kiểu mẹ hơn tuần nay cứ loanh quanh ở nhà, nó bị tù túng mẹ đầu óc hay sao ấy, đấy không muốn làm một cái gì cả. Ờ cảm ơn Tùng nhá, cảm ơn em nhiều. Thank you em. Quả bia trên cao bằng á? Úi dồi ôi. Cảm ơn Sơn nhá. Em vừa bị 4 con chó đuổi chạy từ chiều khúc vào tân chiều. Em có thấy mệt không? Trời ơi, nó đuổi nó chỉ cắn thôi chứ nó có làm cái gì đâu. Không chết được em. Nó có vẻ như trong kiểu phim zombie là nó sẽ cấu xé mình, xong rồi nó sẽ xẻ thịt mình, xong rồi nó ăn thịt mình đéo đâu. Chó bình thường, chó ta ấy, các bạn, mẹ nó chỉ cắn đớp bóp phát thôi là nó đi về. Hoặc là các bạn chạy qua cái phạm vi của nó, người ta gọi là chó khậy gần nhà mà các bạn. Các bạn chạy vừa vừa thôi, chạy qua mẹ, chạy qua hết cái vùng của nó, cái qua cái khu nhà nó, cái nó đéo đuổi đâu. Hoặc là nếu như các bạn cảm thấy là mệt quá đéo chạy được thì các bạn dừng lại cho nó cắn bóp phát, thế là xong. Khổ quá, 4 con thì mấy. Mỗi con cắn một miếng, chia đều hai chân ra xong rồi đi tiêm. Cảm ơn Thành nhá. Cứ phải chạy làm đéo gì khổ ra đấy. Về em có thấy mệt không?
đây xuống sức không? Cảm ơn Duy Đạt nhá. Mà nó đuổi tầm sáng sớm hay đuổi cái tầm chiều chiều thì đéo nói làm gì, thì mình lại được tập thể dục. Đây mẹ 10 giờ tối mẹ rồi chó đuổi. Thôi cắn mẹ luôn đi cho nhanh, còn chạy làm đéo gì nữa. Cảm ơn Duy Đạt nhá. Cảm ơn Hoàng, cảm ơn em nhiều. Tôi chân tôi mẹ mày mấy vết sẹo chó cắn từ ngày xưa. Tôi ngày xưa lại còn bị chó nhà cắn cơ mới cay không ạ. Mẹ nuôi được con chó lớn lớn nó tấp cho phát. Hôm đấy bố tôi lấy ra mẹ thịt mẹ luôn, đéo nói nhiều. Hồi đấy nhà còn mẹ đang đói hiểu không? Mẹ chó phản chủ thế là chó phải giết thôi. Bố tôi bảo thế, thế là thôi phang luôn. Cảm ơn Gân nhá. Ui, cảm ơn em nhiều. Nhiều em. Ờ ngày xưa cái cờ tỷ phú đấy nó kiểu nó là địa danh ở Việt Nam ấy. Nó có ở Bắc Ninh này, xong rồi Đà Lạt này, Nha Trang này, Đà Nẵng này, các thứ này, chơi cảm giác nó cũng hay hơn, thân thiện hơn, giao diện nó cũng xịn sò con bò. Cảm ơn Đông Sinh Gia nhá. Cảm ơn Hip. Em dự định chuyển vào trong Sài Gòn làm việc á? Nhưng mà tùy vào cái công việc của em, việc là em làm việc gì nhá, không phải việc gì cũng vào trong Sài Gòn nó cũng hợp đâu nhá. Như cái nghề của anh thấy là ví dụ như bạn nào làm về cái mảng giải trí chẳng hạn thì tôi thấy em vào trong Sài Gòn nó hợp lý. DJ đi dùng nhạc nhẽo, streamer, diễn viên các thứ thì vào trong Sài Gòn này đất nó đất giải trí thì nó hợp lý hơn. Nhưng mà có nhiều nghề thì tôi thấy ngoài Bắc làm nó cũng đéo khác gì cả. Mà quan trọng cái của tôi ấy, lúc nào cái công việc của tôi lúc đéo nào thế tôi ưu tiên là phải mẹ gần gia đình cơ. Chứ tôi đéo muốn làm việc xa các bạn ạ. Đằng sau cái gì á? À đằng sau là hai cái đồ chơi mới của tôi các bạn ạ. Đâu? Nó là cái đồ VR, kính thực tế ảo ấy. Tôi có bộ PS4 ngày xưa cách đây khoảng 3 năm mẹ rồi. Mua bộ PS4 xong rồi có một bạn ấy tên là Huy Ba Mặt Tiền ở Bắc Ninh, bạn ấy có tặng cho bộ kính thực tế ảo VR, sau đấy tôi vứt ở trong kho. Đợt gần đây thì tôi chuyển sang PS5 nên tôi thừa bộ PS4. Thằng Tùng nhà tôi thì đợt này nó lại đang nghỉ học nên nó đéo biết làm gì cả. Ừ thì tôi vừa mới lắp lại cái bộ PS4 ở trên tầng 6 cho nó chơi. Với cả tiện này tôi lắp luôn cái kính thực tế ảo. Ui lâu lắm mà tôi mới lắp lại kính thực tế ảo. Hôm nay ngồi lắp lại xong rồi ngồi chơi cuốn vãi đái luôn không ạ. Hợp lý. Nhưng mà buồn cái kính thực tế ảo đấy đéo chơi lên trên stream được. Chơi lên stream kiểu nó cứ ngu ngu thế đéo nào ấy. Che mẽn mặt luôn. Thì bọn trẻ con cũng chỉ cho nó chơi mấy trò công biết cái trò mà cầm cái kiềm ánh sáng xong rồi chém 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 để nghe nhạc không? Đấy, bọn trẻ con cho chơi mấy cái trò đấy được rồi. Chứ nó không phải là chơi mấy cái trò chém giết bắn nhau như kiểu anh em mình. Thôi anh lên nhá. Có giờ anh sẽ dự định ở thành phố không anh? Sao lá nhào nhỉ? Cảm ơn Bảo Khôi nhá, cảm ơn Xu Nguyễn nhá. Alo, cờ tỷ phú ấy, nhưng mà nó phải cờ tỷ phú nào mà trông nó bắt mắt một tí mà các bạn xem các bạn thấy thích cơ, kiểu kiểu thế. Cảm ơn Trương nhá. Các bạn nhiều. Mẹ bắn đèo bắn lâu thế nhở? Ồ. Chứ đi bắn xong rồi. Cảm ơn Nà Mè nhá. Cảm ơn em, thank you em. Xong chưa ấy nhở? Dưới. Có vẻ ui, giao cuối rồi này, giao cuối, giao cuối, giao cuối. Gần xong rồi nè. Chưa xong. Đánh quá. Anh lòng đồng xin sờ móc chết. Đang mỏi mồm quá, mà lười nói chuyện vãi đái thế. Go, 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 go. Okay. Chó đâu nhở? Khơi taxi nó bảo kinh quá. Taxi này thua à? OT à? Thua. Vâng anh cần bán rồi. Thôi cho các bạn xem nút trận CSGO. Buồn lắm ốp thế. Cảm ơn Cà Mau nhá. Còn gì thì mất rồi anh. Anh lửa xa đây, anh lửa gần. Ok. Ai ra một? Má, trả bài chen nó luôn. À, xong game rồi anh ơi. Palette này. Ok, đợi tí nha. Cảm ơn Leo nha. Các bạn đợi tôi tí nha. Nốt trận này đổi chơi game kìa. Lầu anh ơi. Gần luôn. Lầu một, lầu một. Nhìn biết anh A rồi em ơi. Ôi đi toàn mẹ A mày. Ui gay gần. Mẹ luôn. Sau smoke, sau bên phải smoke. Phách taxi này. Anh thôi. Hai. Cảm ơn Đông Anh nhá. Ông ngoài. Một trong góc. Úi địt, bà e. Hai trong góc luôn. Một ba lết. Ba. Trời ơi. Đi được. Ba thằng nó về cùng lúc à. Ui, bảy làm được hai thằng ở đây bảy. Flick lên trên thắt vào đầu nó luôn đỉnh điêu. Bảy ơi. Đỉnh vãi đái luôn thề. Ôi thế là hay rồi. Nai trai anh ơi. Vô anh ơi, chơi game kia đi. Nai trai, nai trai. Đào đè. Chui rồi vô tường ngon. Chơi game dễ. Pico Pack. Hiểu đâu đi Hiếu. Lấy gì?
Pico Pack 62.000 thôi hiểu. Game đấy là game gì đó? Game kiểu mấy đứa phối hợp với nhau để qua màn á. Pico Pack cái đánh vần trông có vẻ vui đấy anh ạ. Đánh vần cho anh cái không. Đây này, tên đây này. Pico P I Park. Park. Cái gì? Park là cái công viên. Công viên. Sáng nay có thằng nào thấy người cứ ể oải mệt mỏi không? Hay là mẹ mũi tao đi nhỉ? Pico Pico gì ấy. Không anh ạ, khỏe vãi lì anh ơi. Thế à? Nhưng mà tí không được, không được refund nhanh đồ. Em nghĩ là do anh ngủ. Ôi mẹ mày 62.000 thì mẹ refund đéo gì em. Trời ơi. Mấy em refund hơi nhiều đấy. Trong game hay như thế này thì làm sao mà có thể refund được, chơi cả đời. Em phải đáng yêu vãi. Bình thường mình được đá bóng ấy, nhưng mà hôm qua mình không được đá bóng anh ạ. Đúng rồi, mình không vận động mình bị y ấy. Đúng. Tao cho mày 5 phút. Em vào rồi anh Đỗ ơi. Chơi như nào? Em vào rồi. Em vào luôn rồi nhá. Đây đây tao vào rồi nha. Online mode. Game mic gì 6 mê vậy. Mà một game đéo 9 mê vậy. Giống đếc cả màn hình rồi. 9 mê. Ừ, 9,3 mê. Anh hot đi Đỗ. Thì từ từ tao đang down, mẹ tao tưởng nó down rồi, vãi cả lìn ạ. Hóa ra tao chưa down ạ. Online. Đéo hiểu kiểu gì ơi. Refund mình thiếu một ngày refund trước đi cho mọi tí tính sau. Ô kìa, bây giờ bấm refund làm đéo cho chơi nữa đâu lợn ạ. Đâu, bấm refund vẫn chơi được mà. Không. Bây giờ nó tự xong thì mà. Mẹ 60.000 refund gì hiếu. Cảm ơn quang thần nhá. Mẹ refund game mà đắt thôi chứ mấy game này cũng refund thì chết, người ta đánh giá và ý thức dòng họ đấy. Game này mình phải siêu tầm mất à. Ừ. Đúng rồi hiếu. Game hay nên chơi ngay. Hiếu ơi. Hết. Hiếu cứu chip á. Đây em cứu cho anh chip ơi. Ok, đéo có chỉnh là cấu hình cấu hiếc đéo gì à? Coi ơi. Có phải là như nào anh nhỉ? Chiều nay chip là bạn mở hòm chết tôi. Em tạo vòng nha nhìn. Đâu? Tạo đây. Đâu, ad friend chip thì cứu cho. Thôi thế để em cứu luôn cho nhanh em có bạn đây này. Cảm ơn bảo, cảm ơn giáo mọi người. Cảm ơn các bạn. Để em cứu chú chip. Hãy cứu chú. Alo. Alo. Tiếng nhạc như kiểu tiếng nhạc Mario ấy. Đi killer game này tôi mà làm game pixel. Sao đéo ok được. Đây được rồi. Anh đội ơn Khôi nhá. Trời ơi. Online play mod. Ê nha, chú chip đừng bảo cháu mõm đấy nha. Ôi mõm. Cái ok, sao hình của các ông trông nó cứ bị nhiễu nhiễu thì đéo nào nhỉ? Anh là inside đấy. Ừ, tôi đéo bị nhiễu đâu nha. Ờ. Game này chơi được. Rồi nhưng không được. Game này chơi được 100 người mọi người. Bấm bật anh rồi mà không được anh ấy à. Friend. Ai đây? Anh màu xanh lá cây đấy. Ôi anh Khôi xanh lá cây. Vào phần nào để chơi online đây. Ấn vào online mode anh, xong vào friend. Play mode, xong vào friend. Ui anh Khôi dễ từ đấy. Mày ơi, hôn nhau. Mày không đặt pass à? Kích được không nhỉ? Kích được. Màu đỏ like đấy, màu vàng like đấy. Nó không có bát anh ạ. Tao là xanh nước biển nhá. Ơ xanh nước biển đâu xanh rồi? Xanh nước biển là 7 rồi. Thế bấy là em đó mà chúng ta. Bông mai vàng. Em là màu hồng. Thôi rồi, để tao tím mộng mơ nhá. Ok, tím mộng mơ hình như là ok. Đấy đúng không? Anh Khôi. Ơi, em đang ghép với ai nhỉ? Kiểu em xanh nước biển. Từ từ, bây giờ điểm danh đã. Em là xanh nước biển nè, màu tím này là ai đây? Ui, tao màu tím, tao màu tím. À, tím màu tím nữa, em màu tím nữa. Màu hồng này là ai? Em màu hồng đứng góc này, em màu hồng đứng trong góc này. Còn cam này là ai? Cam. Xanh lá là anh Khôi này, màu đỏ là ai? Quang. Từ từ xếp hàng nha, đây này, tao này, tao này, tao màu tím này. Thằng Bô là màu hồng như tím đéo đâu. Ô, bao giờ gì ạ? Em màu hồng đứng trong góc. Đây này, xong đến lượt tao này, đấy, tao cạnh thằng Bô này. Cao bạc là ai nhỉ? Bô bạc là ai? Cảm ơn Slow nhá. Chồng với nhau mọi người, chồng với nhau đi. Ơ, có 8 người rồi. Ừ, có 8 người thôi. Bạc lại. Ok, vào đi. Thằng Bạc lại. Bạc lại, kích luôn, không trả lời kích luôn. Tao, địt mẹ. Táp nói chuyện nha mọi người. Táp à? Ok. Cái mày mẹ mình đang nói chuyện Discord rồi mà. Thì có gì đâu nhìn ra. Ôi nhờ, từ làm đéo đã đủ 8 thằng. Đủ rồi mà. 8 rồi anh, 8 nhân 8 rồi. Đủ rồi anh ơi. Bây giờ, đâu, vào thử mà. Bài gì đây? Level 1/1. Nhạc to đi. Let's go. Nào, đi qua phải. Đây rồi. Ok kìa. Đi. Nhảy qua. Ai đi chơi đầu anh vậy?
Ai, từ cái này phải phối hợp, cái này phải phối hợp. Đấy. Nhảy lên. Chồng lên, chồng lên. Nhất quá. Ok, từ từ. Rồi, dịch cái thành cái cầu thang đi. Từ từ. Cao lên đi. Đây này, đây này. Đúng rồi. Hay. Đấm nút. Rồi, đi. Hay đó. Xịt đây. Từ từ. Lấy chìa khóa. Tiếp. Lên đủ số. Lên rồi, đi. Nào, đừng nhảy nữa. Đừng nhảy nó không lên. Rồi, đi. Rồi, đi qua đèo. Tao. Xuống lại. Từ từ đã. Mẹ, chúng mày vội thế. Xếp hàng đi. Đây, từ từ đã, cho lên hẳn, đã lên hẳn cao đã. Đây, sắp xuống. Rồi, 2, 3, đi đi. Mở cửa đi. À, đi 3 về 8 thì đó nào. Bên đây 2, từ từ đây. Rồi, lấy cây mọi người. Bên đây. Bên này 8 người mới đẩy được à? Phải 8 người mới đẩy được. Chồng lên. Đây. Ok. Đi. Đợi tao với. Đây. Đây, đưa chìa khóa đây. Bà này dễ thế nhở? Chìa khóa nhảy qua đây. Ok, ta cứu chìa khóa kìa. Ủa rồi sao em lên ta? Đẩy ngược cái này. Ôi, từ từ nó lên kiểu đéo gì? Đẩy ngược lại. Không, bên đẩy ngược lại, đúng rồi, đẩy ngược lại. Ôi. Đừng bỏ em. Đẩy ngược lại đã, cứ lúc mày đã. Rồi. Rồi mày lên đây. Rồi đi. Yo. Con này dễ nhở? Mẹ dễ thế nhở? Game này dành cho tùng sói chơi kìa. Ừ, cảm ơn chị bé tí nhá, cảm ơn em nhá. À, tùng sói rủ cả lớp về chơi. Mạnh ba. Game này 4 gam là xong rồi anh. Ủa cái gì đây? Từ từ. Từ từ bình tĩnh. Nào ai màu vàng đấy. Nào nghiêng phải. Mẹ thằng nào màu vàng đây? Nghiêng phải, xanh lá trước. Rồi. Đây. Đi. Bấm nút. Lấy chìa khóa kìa. Mà nó bị kẹt. Hai. Bị kẹt rồi. Đẩy cái đấy thôi. Đẩy cái này. Đừng đèo. Đừng đẩy kia nữa. Đây. Rồi. Ui giời, mẹ dễ thế nhở? Easy. Này, tụi tôi hiểu không? Mở cửa nào. Thằng nào đây vào đi. Đi. Em. Đấy. Tím ơi. Từ từ, ta đang chỉnh lại bên ngoài. À, đâu anh? Mẹ thằng bố con lò ra làm đéo gì vậy? Đi đâu? Ôi, đi rồi quay lại. Game được team building đỉnh rồi. 4 cái là xong rồi anh. Phá đảo rồi. Đấy, chuẩn bị phá đảo rồi, xong anh em refund được 63.000 đấy. Phá đảo. Đây. Đợi nhau, đừng. Ôi, từ nhá. Lên. Bò nhá. Đấy à. Đây, sáu thằng. Rồi. Đừng nhảy nữa, nó gạt lại. Lên. Đúng rồi, lên. Bớt người. Chúng mày đi bớt đường bên kia đi. Xuống bớt đi. Qua đây. Đấy, lên đi. Rồi. Đi bên trái. Ok. Để xuống. Rồi, qua rồi. Rồi. Ok. Đứng đây. Rồi, đi qua trong. Rồi, đi. Đi kìa, 4 đứa đi kìa. Đè lên cái kia. Cái này phải xuống qua được. Cái này. Thiếu một đứa. Ông nào giỏi dữ vậy. Sang đây một người đi. Một người sẽ sang đây. Đéo sang được. Okay. Ôi, đéo sang được. Thế một thằng sang hẳn bên kia đi. Ờ, đây. Đúng rồi.
Đi qua đây, ok. Ok kìa, sao lại xuống? Không phải. Bây giờ đẩy xuống lại, đẩy nó xuống lại cho em lên. Có 6 người phải sang bên kia, 6 người phải sang bên kia thì mới xuống mới đây cũng được. 6 người xuống là được. Không, bây giờ đứng 6 người xuống cái đó, xong rồi mọi người chồng lên, nhảy lên một người, em nhảy lên là cái đó sẽ lên lại, hiểu không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Lên đây 6 rồi xong một người lên là được. Lên tới 6, lên tới 6. Nhanh nhanh nhanh. Đấy, từ từ nè. Rồi. Chưa này. Rồi. Vô này. Đấy. Rồi. Ok. Vào đây tao cầm chìa khóa, tao cầm chìa khóa. Ok, anh phải xuống mới được. À đây à, tao phải xuống à? Ôi giời ơi. Ôi, rồi 4 6, chúng mày 6 rồi còn đéo nữa. 6 rồi à. Ờ 6 rồi mà. Không được. Vô đây, vô không được. Đấy. Rồi. Phải nặng hơn 6 rồi, hiểu không? Bây giờ mình phải nhảy lên bớt nè, chồng người. Rồi, chồng lên, lên bớt đi. Đó, rồi lên. Rồi lên nó lên. Rồi. Lên. Từ từ để kia nó qua một lần vòng nữa đã, qua thêm lượt nữa đã. Đẹp lên. Đấy thằng vàng lên. Đúng rồi. Rồi. Đi. Ok. Hai người một. Cứ hai người một lên thôi. Hai người một thôi. Nhảy qua luôn đi. Qua luôn đi. Rồi, từng thằng một. Nhảy qua. Xếp hàng đi. Hai người thôi, nó mới đi lên được. Một người. Chìa khóa kia, ông chìa khóa kia nặng quá, ông đi cuối đi. Ông chìa khóa như tính một hay sao ấy. Em xuống. Thứ hai à? Đấy, được. Đi. Đây nha, tao để luôn nha. Mở cửa đi bớt đi. Bốn luôn này đi. Nhảy luôn. Mở cửa đi. Yo. Sao lúc 3 lúc 4 đấy nhở? Chả hiểu cái gì. Ừ, đéo hiểu kiểu gì luôn. Không, cái đó hình như là đủ người. Hay là tối thiểu. Tối thiểu là 2. Tối thiểu 2. Ui. Áo đảo gì đấy? À đây như kiểu nó theo màn ấy, mỗi màn này bây giờ mới là go together này. À mỗi màn có 4 à? Thế là 4 x 8. À 4 3 2 à? 32 bài à? Sao lại có cái dây này? Từ từ đừng để thắt nút. Rồi. Tao thứ hai này, tao thứ hai này. Rồi, ok. Đi từ từ với bạn ơi, kéo xuống nó. Đi. Ui dồi ôi, ai bạn ơi. Kéo. Ai. Rồi, đến tôi này. Đây. Hai. Rồi. Mượt em ơi. Ôi, kéo luôn đấy. Kéo luôn. Rồi, bạn nhảy lên đầu tôi, xong bạn lên. Đấy, xong rồi. Nào. Đừng chen. Lùi lại. Rồi. Bạn dịch đi, bạn dịch đi đây. Đấy. Rồi. Bạn dịch thêm tí nữa bạn ơi. Xít quá. Lên đây. Ok, nhảy. Rồi, nhảy lên. Rồi, ok. Chìa khóa dưới anh ơi. Đây, kéo. Nhưng mà đi đầu kia, không phải đầu này. Đó, rồi. Ok. Hay. Ôi, thế đi. Thêm người. Thêm thằng xuống đi. Hai người. Đây. Lên này. Rồi. Dễ thế nhở? Ok, thằng Bô không về à? Có đi không? À đây. Cảm ơn Quang Thắng nhá. Tinh thần đoàn kết lên cao rồi đấy. Game này phải làm 20 người anh ạ. Ủa? Đây đâu? Đéo còn dây nào? Nào cứ đi theo hàng đi, mạm cứ nhảy linh tinh. Ủa? À, vô đây xếp dây thì sao ấy? Ok. Ai vậy? Ok. Ôi giời ơi, chết. Ôi chết luôn ạ. Từ từ. Chúng mày đừng nhảy qua đầu nữa, đi theo hàng đi. Anh chip vội thế. Từ từ. Hay là xếp hàng vào. Hay là xếp lên đầu nhau. Hay là xếp lên đầu đi, chạy một mạch qua bạn ơi. Đúng rồi. Chạy qua. Lên. 1 2 3 chạy đi. Từ từ nha, 1 2 3 chạy nhá. Người ở dưới chạy là tất cả đều chạy. Lên trên đi. Không cần đâu, nhảy rồi. Ra một đỏ là ai đấy? Xếp thành một hàng anh ơi. Nhảy lên. Cao á. Đúng rồi. Một hàng cao á.
Ở kia. Ở kia. Kia. Này hình như là hai hàng cũng chạy kịp đấy, hai hàng chạy kịp mà. Đấy đấy, nhà chạy kịp rồi này. Ok, thôi đừng có nhích nữa, Slakay ơi. Đỏ là ai đấy, đỏ là ai đấy? Em. Tao xong mày cùng chạy được. Rồi, đứng tích lên. Để mẹ. Mấy thằng chân đừng di chuyển nhá. Ok. 2 1 2 3. Yeah! Ôi đi bọn mình. Ok ạ. Ui cái gì quá trên kia. Không thế thì chồng lên một thằng thôi, một thằng ở dưới đi thôi. Đi một thằng thôi. Ờ một thằng đi thôi. Chím ra đi, chím ra ở dưới đấy. Cái chỉ phá trên cao nhất nha. Tôi đi. Thế này lên đầu ta đi, lên hết đầu ta đấy. Nè, lên đây. Đấy, lên đây. Rồi đứng treo sang, đúng rồi đứng treo sang. Kéo đây lên hết. Được chưa? Ok chưa? Rồi. Đi nha, đi này. À chịu quá kìa. Ôi mày thế mẹ. Rồi hay. Hay. Thế thế nhở? Hay. Đi. Vô. Hay. Ai lấy chìa khóa đấy? Nhanh vậy. Ờ, nhảy kéo vậy. Buồn cụ tè mà anh em tắm biết thật. Ây da, đu dây. Lại dây à? Lấy. Ôi! Xuống vào 4 thằng thôi. Rồi. Đây, bên tao đúng rồi, bên phải đúng rồi. Em trái cục nè. Rồi. Từ từ nha. Ba thằng thôi. 5 thằng kéo. Đây. Kéo. Mẹ xíu vậy. Người thôi. Xuống 3 thằng thôi xem nào. Nó trôi anh ơi, không gọi vậy em không xuống. Anh nhảy xuống chứ. Em nghĩ là 2 thằng thôi. Đây. Không, 3 thằng mới đến. Từ nhá, từ từ. Tay rồi. Chạy ngược lại. Chạy ngược lại. Kéo rồi này. Kéo rồi này. Kéo lên lại. Chưa lấy được chìa khóa. Kéo lên lại. Kéo lên lại đã. Mày phải nhảy cơ. Hai thằng nhảy nhá. Nhảy với em nha. Hai thằng nhảy đây. Kéo đi. Đấy. Ôi, đéo được anh. Bây giờ xanh lá với đỏ nhảy chung với em nè. Ừ, anh nhảy cùng mà. Ừ, nhảy đi. Nào, xong chưa này. Anh ngược, mình chạy ngược anh em ơi. Rồi, bọn nó nhảy không, mình chạy ngược nhá. Nó tự tụt xuống anh ơi, nó tự tụt xuống mà. 1, 2, 3. Chạy ngược. Đéo được. Chạy ngược mà. Đéo được, kéo lên lại. Nhảy một lần. Chúng mày phải nhảy cùng lúc cơ, Đúng rồi. Lần đầu đây. Không, từ từ. Ta bảo bây giờ 5 thằng làm tường đây này, đừng chắc đứng gần vào đâu, đứng gần. Đấy đúng rồi, bây giờ thằng sai cả 3 thằng cùng nhảy, thằng vàng vào đấy, thằng vàng đứng yên, thằng vàng đứng yên rồi đấy, ba nhảy vào, xanh đứng trái tí. Trái đấy. Rồi, chắc chưa, 1 2 3. Ôi không, nó kéo đấy. Nó nhảy xuống anh em, mình phải nhảy kéo ngược lại. Hai thằng thôi. Rồi. Đúng rồi. Đẩy hai thằng thôi nhá, hai thằng nhá. Ok. Không đến à. Thiếu chút xíu à. Sao không giữ à, một mình em giữ đây. Có mà, bọn ta chạy ngược lại mà. Cả mấy thằng này phải chạy ngược lại cơ. Ok, kéo lên với. Đứng lên. Kéo lên. Rồi. Khó nhờ. Đừng sát vào đây. Thì mấy thằng này đéo chứ đứng bạn thấy tôi bị kẹt này. Đó là gì? Sát vào. Đừng sát mép vào. Rồi, đấy, nhảy đây. Rồi. Nhảy đây. 2 3. Ok. Thôi bây giờ tao bảo, bây giờ đổi ngược cái đi để tao với chip già nhảy cho mẹ chúng mày nhảy chán bỏ mẹ. Đây. Bây giờ làm với cái dây bên này. Chíp ơi, tao bị thắt nút rồi chíp. Rồi. Nào. Ngược lại. Thắt nút rồi. Nhảy vào đây. Đéo được. Đéo được.
Ông nói chỗ được này. Được mà, anh độ được. Nó chéo dây thì thôi nhưng mà nó vẫn được. Được mà, được. Rồi đi. Đây đi. Không sai rồi, Chúng mày học em đứng đâu? Em đứng đây đúng không? Đứng sao mà? Bố đứng đâu đây? Em đứng đâu? Chúng mày dịch sang bên phải tiếp nào, dịch hết sang bên phải tiếp nào. Được rồi, đấy. Dịch là sát tao đây, đứng sát tao đây. Rồi đứng sát đây. Bố đứng sát tao đây bố. Không, đứng sát anh đâu. Rồi. Đấy, rồi, được chưa? Được chưa? Nó bị thiếu dây sao ấy? Không thiếu bạn, mà được. Đếm đi, đếm đi. Đây. Hình như là rồi. Đấy, nào bạn đếm đi. 1 2 3. Đấy. Phát ăn ngay. Cứ phải đếm mấy thằng già làm. Xuống từ từ. Làm tường sang từng người một. Lên từ từ. Lên theo thứ tự thôi, còn kéo nhau lên. Anh kéo đúng thứ tự nhá. Kéo lên đây anh, đang kéo lên đây. Nhưng mà bên đây không đi được nè. Kéo lên. Rồi, tránh cho tao mở cửa, tao cầm chìa mà. Ok ạ. Tôi cầm chìa khóa. Rồi, vào đi. Mày thể thắt nút mẹ hết rồi. Cuồng thế chả. Bắt đầu trầm cảm anh hả? Nó u ruột. Ok, hắn nhảy một phát được luôn nhỉ, mà mình nhảy bám được. Anh ơi. Mà đấy là kinh nghiệm mà gừng càng già càng cay nó thế. Ấy, lại nữa này. Từ từ. Đứng lên đầu tao đây, tao kinh nghiệm đi đoạn này rồi. Rồi leo đầu anh Bô đúng rồi. Một ghi lên luôn, Đây. Ok, được rồi đấy. Rồi, cho cao hẳn luôn này. Rồi, ok, đi đây. Lấy cái chìa khóa rồi, Rồi, thế ôi. Ôi. Được rồi, cao quá. Cao quá. Bây giờ mình phải xếp tình hình. Ba tầng nữa nhá. Xếp mình tam giác anh ơi. Ba tầng nữa. Xếp kim tự tháp đây, kim tự tháp chổng ngược đây. Phao câu gà ấy. Cái này là đủ này. Đấy, như này. Từ, dịch ra cho nó lên nữa đi. Nhiều lá. Rồi, cao quá, 4 tầng rồi. Từ. Bây giờ ta bảo nhá, lên trước đi đã xong xếp lại sau. Lên hết đi đã xong mới xếp được. Xanh biển lên đi. Đấy, đúng rồi, lên đi. Thằng xanh biển lên đi. Xanh lên đi. Rồi, chip lên đây, cứ lên đi xong xếp lại. Được rồi, đấy, rồi, bây giờ thằng xanh biển xuống. Xuống đi. Đấy. Vừa khít lô đít kìa. Đứng yên. Ôi. Từ lấy chìa khóa ra đã, rồi lại 1, 2, 3, về này. 1, xuống bớt đi, rồi 2, 3, về luôn, bên trong bên trong. Ông bạn ơi, vô đây. Đi. Vô. Vào đây. Vào. Đi, ok bố. Mẹ thằng nào lại còn ra. Ơ kìa. Bấm nút lên là vào. Bấm nút lên. Ôi giời ơi. Dễ. Có bước biển mà. Hết rồi, qua tới màn 3. Ờ ha. Ôi cái này có. Ôi thế này là rồi. Nốt mấy cái bài này là phá đảo à? Đúng. Ui dễ nhở. Phá đảo nhanh rồi kia. Ôi thời gian ăn tiền, ăn tiền. Chồng lên nhau. Ôi chồng lên nhau ăn đấy. Đây, chồng lên, chồng lên. Đi. Bên phải con. Khoan hình. Nhảy. Thời gian. Nhảy qua đầu em, ok. Hết rồi. Ôi thiếu. Ui giời ơi. Anh bảo nha, bây giờ ăn bên trái trước không? Nó bị kéo hình, ăn bên trái trước. Chia ra bên trái, ăn hết bên trái đi, ăn sạch hết bên trái đi. Bên trái. Em làm chỗ nhảy nhá. Nhanh lên thằng vàng kìa, ơ kìa. Màu vàng. Đây là cái này. Đi hết rồi, đi em dịp vàng kìa. Xanh lá là ai đây? Anh. Ê, ăn nốt tờ kia, bạn ơi. Còn nó. Anh Bô, lên đầu anh nè. Từ, bên này đã xong đâu. Trời ơi. Từ đã, bên kia giỏi vậy, bên này xong đã. Đi ăn đi xong chưa? Đi.
Rồi ba trên ba dưới đi, ba trên ba dưới đi. Thôi đi ba xong. Rồi rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Rồi rồi rồi. Anh phải đây. Thôi. Ok, sao đéo mở cửa? Còn hiếu, còn hiếu. Cái kia chở cái kia giữa luôn. Trời ơi. Trời ơi. Tao bảo chơi tập trung vào, đừng đừng cái chìa khóa. Đừng khuất hình, mẹ khuất hình mất thời gian lắm. Nè, qua trái hết nè. Đừng có tham bên trái, ơi bên phải rồi. Đây 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 đây. Nè, chồng lên nè, rồi. Vâng, anh hết đây này đây. Xong vàng cũng lắm, giúp nhờ. Rồi. Rồi, ok. Rồi, ok, ok. Đấy, bên đây em ơi. Đây, đây, em đỡ cho anh. Đấy, đấy là hay hay. Rồi. Hai. Đúng rồi, cứ bình tĩnh thôi. Đúng rồi, đấy, mẹ mà thấy có phải dễ hơn không? Quả đấy mày ra mày. Mở cửa đấy, mở cửa đấy, nhanh, 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 nhanh. Tránh, tránh ra cho mở cửa đã. Nhanh, 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 mở mở khóa kia. Thằng nào cầm khóa kia. Đó. Em cầm đâu, em cầm à? Ô kìa, nhanh, 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 nhanh. Nó u ruột. Thề. Cầm chìa khóa kia. Áo màu vàng lại ấy nhỉ? Bùng mày. Em biết đâu. Mày. Ok, đi ra, cái gì đây? Ủa, từ từ chưa hình dung. Một nút, một nút đây. Mà trên kia 6 nút lận. Ủa, à, đạp rồi, đạp rồi, đạp được cả 6 nút rồi. Đạp hết, đạp hết, đạp hết. Đây, lên, lên. Lên, 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 lên. Đây, chìa khóa này. Từ từ, từ, dắp hết cái đồng nút này cái. Đâu mà xanh lại, xanh lại. Ở đây, chìa khóa đây. Ở đây không lên được một người, gọi đi. Cửa đâu, cửa đâu, cửa đâu, cửa đâu, cửa đâu. Cửa đâu, cửa đây, cửa đây. Cửa đây, cửa đây, cửa đây. Mở nhanh, 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 nhanh. Đéo kịp rồi. Vào, anh bảo nhá, từ từ anh bảo cái nút này là để tăng lên thời gian đấy anh em. Vừa đi dẫm nút vừa tìm chìa khóa luôn. Nhanh 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 nhanh. Đây đây, đây cơ bồ như cũ này. Chồng em lên, chồng em. Lên, 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 em mày lên đầu em mày lên đi, lên đi. Đúng rồi, lên lên rồi. Đéo được, cần một thằng nữa. À rồi rồi rồi, có thằng đỏ trên kia rồi. Lấy chìa khóa đây, lấy chìa khóa đây. Rồi rồi đi về 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 về. Đứng một tầng thôi, đứng một tầng đi thôi. Đứng đứng một tầng thôi, cho thằng cầm chìa khóa nhảy lên đầu. Rồi rồi rồi, ok ok. Ok kìa. Ok kìa, chìa khóa kìa. Ôi trời ơi, đâu chạy 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 chạy. Ôi chồng 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 lên đây, chồng lên đây chúng mày ơi. Cần 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 người chồng, cần người chồng. Lên lên vàng, lên vàng, vàng lên. Lên 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 hai. Bên kia thôi, bên kia nữa. Rồi hai. Rồi rồi rồi, xong 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 xong. Mở 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 cửa, mở cửa, mở cửa, mở cửa, mở cửa, mở cửa, mở cửa. Đéo kịp rồi, đéo kịp rồi, đéo kịp rồi. Mẹ mày, thằng tím với thằng nào đây? Bốn trái bốn phải đây, Sabon đâu đứng đó luôn. Nhanh nhanh nhảy luôn này, nhảy. Nhanh 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 nhanh. Ai lên đầu luôn này, lên đầu luôn, ai lên đây nhỉ, lên luôn này. Lên rồi, lên luôn. Một người nữa, một người nữa. Một người nữa, một người nữa. Một người nữa, nhanh nhanh nhanh. Nhanh 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 nhanh. Rồi lên đi, lên lên đi. Lên 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 lên. Không lẽ không chuyên nghiệp vậy đây. Vô phong này, vô phong này, vô chuyên nghiệp phát biểu. Lên nè. Nhanh thôi. Cũng mày dịch dịch ấy. Không không không. Không. Không phải. Dịch ra, dịch ra. Thích đâu. Rồi 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 rồi. Đấy 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 đấy. Rồi, xong 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 xong. Mở cửa đấy. Chạy ra, chạy ra. Chạy ra thôi, mở cửa. Rồi rồi. Yo 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 yo. Sợ thật. Như đi chùa chen lần xô đẩy. Có 2 giây à thề. Màn cuối nó biết như thế nào nhỉ? Ui, đi 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 đi. Đẩy nhau đi. Đi 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 đi, lấy thêm thời gian. Lấy thời gian, lấy thời gian, lấy thời gian. Trên kìa, trên nữa, trên nữa. Trên nữa, trên nữa, phải chia, phải chia bớt người ra. Rồi. Ơi, trên nữa, trên nữa. Trên cùng là chìa khóa. Không được, không được. Fail rồi, fail rồi. Thế thì ở dưới chỉ một người thôi. Từ từ nha, bây giờ tính này. Đường dưới một người này, xong trên hai người, trên nữa hai người, trên nữa hai người. Đấy. Em kẹt rồi, em kẹt rồi. Trên nữa một người. Một cái hai hai một. Ok. Ok. Ok ok. Ai là người đi dưới cùng nào? Đấy mình phải phân chia. Rồi tao lại. Đi dưới cùng nhá. Em với lại anh Khôi đi tầng 2. Rồi. Okay. Ok. Ok. Đấy xong cứ chồng nhau lên thế. Bung Min với lại Sanex đi tầng 3 đi. Rồi. 7 với lại đứng theo cái đội hình á, mới vô đội hình sao á, cứ hai người sau. Cứ chồng lên nhau thôi. Hai người sau đội nhảy lên nè.
Đi kìa. Lên, tao đi dưới cùng rồi. Đi. Rồi, lại chồng nhau lên. Đúng rồi đấy. Đấy, đi từ từ bạn ơi, đừng kéo hình, từ từ thôi. Rồi. Đúng rồi. Hợp lý. Đi, chờ nào. Em xuống trước, từ từ. Đi. Ok, tao bị kẹt đây. Thôi, đéo được. Từ từ đã. Đẩy qua trước. Đẩy cái kia đã. Đéo được rồi. Cái khúc đẩy á, để đổ qua trước. Xong rồi mới kia. Không thể dừng lại đâu, hết kịp rồi. Đéo kịp rồi. Trời ơi. Phải qua cái ngách này đầu tiên. Thì tôi phải đi qua đã, mọi người mới đẩy cái thùng này xuống. Đổ đi qua. Nhưng mà bạn đi chậm quá. Không phải, tôi còn phải tách kè mọi người bạn. Bạn mình đường bạn đéo đi. Đi. Rồi bạn đi đâu, bạn phải quay lại để đỡ mọi người lên chứ. Chíp. Đấy, lên rồi. Đã tôi. Mọi người lên đây nữa. Rồi đây. Ai cho tao lên trên đây, Hai thiếu, từng hai thiếu. Cho tao lên trên đây ạ. Đủ. Chip qua trước. Chip qua đây. Rồi, ok. Mở cửa đấy. Rồi, ok. Rồi. Ôi giời ơi. Bình tĩnh là được mà. Cuốn quá. Ui, cái lia này nhanh thế, đảo nhanh mẹ. Ê, chưa kịp 2 tiếng đâu, kịp bị phân đấy. Còn dài lắm bạn ơi. Đây là 4.1 này. Kịp anh ơi, kịp. Cái đéo gì đấy, cầm cái đéo cầm đầu à? Cái gì đấy, em có cái gì đấy? À, câu, làm câu đi. Câu. Câu kiểu gì? Từ, cho mấy thằng cầm miếng ra đi trước em nào. Ờ, ai cầm miếng đi trước. Em xuống nhá. Không, mày xuống chết. Ơ kìa. Phải giữ cái miếng đấy ở giữa thì phải đúng không? Như nào nhỉ? À, hay cho thằng con cho thằng có miếng bên phải đi trước cái màu để xem nó có chặn được cái này không. Ơ kìa. Em bấm nhầm anh ơi. Đúng rồi, nó chặn đấy anh ạ, nó chặn đấy. Đây để cho thằng miếng ngang đi trước đi em nào. Để qua đầu đi. Dàn súng đi, dàn súng đi. Nói kiểu bọn anh em mình sẽ xếp thành một cái hình gì ấy để mà nhảy để đi qua à. Không, tôi bảo để thằng Hồng có cái miếng ngang cứ nhảy xuống trước xem nào, tránh nhá cho nó đi em nào. Gan. Để qua đây. Rồi. Đấy, đúng mẹ rồi. Clear, đấy. Rồi từ từ để bọn tao lên trước đã nhá. Rồi, từ từ đấy, thằng hướng trên. Đi ra nào. Đây. Mỗi người mới là xếp một chồng lên. Ôi, từ từ. À, chồng lên. Quay lại. Ông hai người lên. Hai hàng. Thằng ở trên cùng. Nhảy lên. Săn lá nhảy lên. Ai nhảy lên đâu đấy? Cái kia phải nhảy lên chứ, anh Khôi phải nhảy lên cùng. Không, xếp thành hai hàng rồi đi. Xếp thành hai hàng. Lên nữa, ba tầng. Ba tầng nhảy nữa. Ai mà có cái khiên thì nhảy lên trên cùng. Thằng xanh lá kìa. Ơ kìa. Đây, em lên. Lên. Okay. Sao đi mẹ mày có 8 người không xếp thành mỗi hàng 4 người nhở? Xếp nhảy nhở? Đi đâu khó lắm. Không nhảy vẫn có người chết đấy. Đây. Vẫn có người chết đi này, vẫn có người chết à. Vậy tao bảo nhảy lên nữa đi, xếp thành hai hàng thôi. Hết hai hàng thôi, 4. Đó, hai hàng cao thôi. Lùi lại đi. Lùi lại. Bây giờ. Đây là 1 người bằng 3. Hàng lên. Rồi, xanh lá lên. Rồi, xong đến đây. Bình tĩnh cái lồn. Thế vãi đài ra. Đây xếp luôn ở đây. Không, từ từ cho ông đỏ đi trước ạ, cho ông đỏ đi trước ạ. Không, đi trước à. Đứng lên đi, đỏ đi. Để em. Không chết được, xuống đi. Không chết được, đi. Đấy. Rồi, bây giờ thằng nào đéo có cái miếng trên đầu thì xếp trước. Hai thằng xếp trước. Đừng đứng gần quá tí bọn nó xếp. Lùi lại. Rồi đấy, lên đi. Lên tiếp đi. Thằng xanh dịch ra đi để nó còn nhảy lên đường. Khôi. Rồi, đấy. Nhảy lên nữa đấy. Thằng ngang lên luôn đấy. Một miếng ngang ngang lên đầu của hàng 4 này. Thằng màu đỏ này lên đấy. Rồi đó. Rồi đỏ lên. Lên đi. Xếp dọc vào đường rồi. Đấy em đấy. Lên vào dịch vào chúng ta mới lên được chứ. Bây giờ thằng xanh đi trước này. Bây giờ đứng thẳng hàng. Được rồi, bây đứng thẳng hàng. Nào. Rồi, đấy, bây đứng thẳng hàng, bây đứng thẳng hàng vào. Đứng thẳng hàng vào. Đứng thẳng hàng. Rồi, okay, rồi, đấy, xong hai thằng dưới đi rồi. Đấy, đi đây. 2, 3. Cứ đi, không liên quan đến nhau đâu. Đi. Đấy, thịt mẹ đơn giản, vãi bìu ấy. Trời, cay vãi đài. Đâu, tránh để ta xuống, ta. Đứng xếp hết vào góc tường đi em ơi, đứng xếp vào góc tường thành một đường thẳng lên đấy. Đấy, rồi, mở cửa đấy. Bạn ơi, nhảy lên đường. Rồi, 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 rồi.
Để chơi game này cay vãi đái luôn ấy. Xếp ngay hài hết vui rồi. Phải tìm buộc. Đéo phải mà nói chung có đéo hiểu ấy. Ôi, có cái gì bài này. Bye bye. Có bắn được không? Ôi giời ơi. Ôi chạm là chết luôn à? Tài sâu em ấy. Tài sâu em ấy. Mình nhớ màu để đi là được. Một đường thẳng. Rồi đi một đường thẳng nghe cho dễ nào. Rồi. Lấy chen nhau không đi được. Ôi em đi sát quá. Ôi. Em lấy cái này chưa? Hai. Chúng mày tiến lên trên tí đâu, tao bị kéo hình rồi, đéo nhìn được cái gì cả. Xin lần. Ok. Ui giời, tay thằng bô. Chết thế. Thằng Quang. Chúng mày dịch lên trên một tí đi, bị kéo hình đéo nhìn được cái gì cả. Hàng mà vô giữa. Rồi, đây. Nhà có phải dễ hơn không? Đây. Ôi trời ơi, nhưng mà bị ấy sát quá. Xem ở giữa đây, giữa, tầm giữa. Đây. Rồi, xuống. Rồi, tầm bay đẹp rồi. Lên này. Xuống lấy đồ này. Hai người xuống. Một người xuống thôi, một người lấy thôi. Đấy. Hai. Rồi. Ok kìa. Em cái khóa của tao. Cay thế nhở. Em lại, một anh lại. Xuống. Em đang... Lỗi em nhìn anh xuống lấy khóa đẹp trai quá. Nhớ màu chưa? Cái này bên ngồi nè. Lấy khóa bạn ơi. Kiếp lấy. Từ từ. Chúng mày đừng... Chúng mày đừng tiến lên, tụt xuống nữa. Chỉ lên xuống thôi, đừng tiến lên nữa. Dạ dỗ mình xíu á. Rồi, chìa khóa. Vô. Ôi giời ơi. Bảo lộn ruột thế nhở. Cái màu cam ai đấy? Lên, rồi, được rồi, ngon rồi, đẹp rồi. Rồi, lấy chìa bạn đây. Mày tao xin mày đi bố. Tao bảo nhá, đã xếp thành hàng rồi, chỉ có trên dưới thôi, đừng có mà tiến lên với cả lùi xuống nữa. Em chỉ nói mọi người, vàng hơi khó rồi. Mày điên thế nhở? Ôi kìa. Xuống. Bây giờ đỏ ra xong cùng ra xong luôn. Nào cứ tiếp tục vào là cái đen ách. Nói đi chơi dễ bóp vậy, cứ đi một hàng thôi. Rồi. Ok. Lấy đó. Cái gì vậy? À, đẩy đéo kịp nó bị kéo hình đấy. Anh em lên cao một tí. Cao lên xíu. Xếp thành một hàng đi. Đấy. Chỉ lên xuống thôi nhá. Di chuyển nhá, chỉ lên xuống thôi. Ờ, chỉ lên xuống thôi. Để cho anh chiếc băng kỳ. Ôi trời ơi, mẹ mày. Cái thằng sách dương là thằng đéo nào đấy? Em lên thân nhiều. Em phải nói gì? Cay đéo chịu được. Sợ quá. Lần. Mỗi người một lần ạ. Rồi, nhích lên tới, kẹt quá. Giang người, nhích lên tới. Rồi, nhích lên đi. Rồi. Đấy. Thích mày mượt đâu rồi. Mở đây. Cảm ơn Tùng nhá. Điên thế nhở. Sai lầm mọi người ơi. Nào. Cần. Ây da. Cái gì đấy? Cứ bấm một nút đi á. Cũng mỗi thằng bấm nút mà. Cậu phép cậu với sao ấy. Phải làm sao cho nó ít hơn hoặc 4. Ý bằng 4, từ. À, nó phải đếm ngược đã. Không được. Từ mỗi thằng cứ một nút đi, Ờ. Ok à? Sao? Cái vấn đề là đạp một cái là tính cái số luôn á. À, đạp là tính luôn à? À, ít hơn số 4 à? Đạp ở số 1 đi. Không ơi. Không phải không phát máy luôn ấy. 0.5, mỗi người 0.5, mỗi người phải dưới 0.5. Màu hồng ở bên, đứng sang bên anh. Dưới 0.5 nhá. Không phải năm. Ok, đạp sớm đấy. À, 0.51 mẹ rồi. Chín kìa. Không phải 4, 0.9 kìa. Vãi lồn. Reset cái, nhầm rồi. Hết giờ, để hết giờ luôn đi. Tập đạp đi, Đừng
đừng ai đạp trước, đừng ai đạp trước, cứ đợi đã. Rồi dưới 0.5 nhá. Dưới 0.5 nhá. Nhìn ông nằm này. Thằng Hồng kia đạp rồi. Tư rồi. Mạm 0.16 này. Mọi người chỉ nhìn cái ô của mình thôi. Tôi sẽ bấm nhầm rồi. Tôi nhìn người làm được. Ôi giời 7 phút rồi. Bấm nhầm. Mã. Đồng đội nào, Ok. Đứng yên hết nè. Mẹ dễ mà. Đứng yên nào. Đấy. Rồi đứng yên nè. Rồi, mà nay nếu bấm nha. 0.5 nhá. Dưới 0.5 nhá. Đồng đội là được, không cần phải quá sớm. Rồi, 049 này. Mẹ 026 này. Đây 023 này. Không mà thằng nào 07 đấy. Thằng nào 071 đấy. 71 nha. Em không phải 71, em vẫn được mà anh. Ờ vẫn được, không sao. Được. Màu cam là ai đấy thề. Tìm từ đấy từ. Ờ, từ từ. Trừ. Từ nghiên cứu mọi người. Từ cậu trôn nha. Ôi kìa. À, cái này là bé với cả to lên. Ôi, phải bé. To quá rồi. To thế. Bé lại đi, bé lại đi. Bé lại mới qua được. Tránh ra cho nó bé lại. Bé lại kìa. Bé lại nữa, cho em bé lại nữa. Rồi. Rồi ok, đi. Yo. Đi xem cái tiếp theo nhau nào. Rồi mình phải to lên rồi. Ờ. Mình nhắm bé, nhắm bé một thằng to. Không như thế lên kiểu đéo gì. Bẻ cho em qua với. Đứng lên đầu trước đã. Không cần, ý là để đứng lên đầu một người xong rồi người đấy đứng cái nút là được. Gai, nhảy đầu tao đi xong rồi chúng mày lên. Đấy. Lên đi. Ơi, anh đứng lên cái nút là được mà. Ui giời ơi. Từ anh phải rồi, nhảy đi không nhảy đi để anh xuống bé đã. Rồi được rồi. Đây thằng đỏ xếp vào đây, thằng đỏ xếp vào trước đen. Rồi, đấy đứng yên đấy. Lên tím đi. Lên này. Rồi, ok. Rồi, đấy. Ôi, nhưng đây phải có 7 người cơ. Bảo, bây giờ đơn giản. Từ từ nhá. Anh Khôi, anh Cam ơi. Snake ơi, xuống đây. Không. Rồi, ra đây. 3, 4, 5. Cần 2 người trên này. Nhỏ lại. Rồi, xong đứng cái đầu quang lên. Em hỏi. Lại, xong đứng cái đầu trước, xong anh chip. Đúng rồi, hợp lý đấy. Ờ kìa, thế cả chip già luôn, chip già nhỏ lại đi xong đứng chip già, chip nhỏ luôn xong nhảy lên trước. Nhỏ lên. Tao để tao to rồi. Thế bạn phải nhỏ lại đi thì nó mới đứng lên được. Nhảy lên nhỏ lại trước cho những cái khác nhảy lên đầu anh to ra. Quang nhỏ lại luôn đi Quang. Rồi Quang nhỏ đi. Rồi nhảy lên đầu chip. Rồi nhảy lên đầu chip già đây. Rồi. Chip già to ra. Rồi. Ui. Ok. Sao biết? Mẹ mày cay thế nhở? Bao nhiêu người đợi? Rồi, chúng ta nha. Ok. Đừng di chuyển. Connect này. Rồi. Cảm ơn Thanh Long nhé. Vào đây. Đấy. Anh ơi, đừng bỏ em. Ở sân chip đi nhỉ? Rồi, mở cửa rồi. Bạn bé lại đây. Nhỏ lại. Đi. Rồi. Cũng không làm khó được anh em mình. Cày cú thế nhở. Uầy, xong rồi đấy. Xong bài nữa rồi đấy. Cuốn quá. Của dấu ít là gì đây? Upline only. Ồ không được, nó cho cái bóc phải upline mới được. Cái gì đấy? Gì đấy gì anh? Đấy. Đẩy được đéo đâu. Hai thằng xanh mới đẩy được. Thằng xanh mới đẩy được. Tránh nhá, thằng xanh nó đẩy. Đỏ kia. Rồi. Rồi, lên đi. Đây để xanh lại. Để lại. Từ từ thôi, để tính nhá, tính nhá. Cái xanh đấy, anh bảo nhảy qua hết đi, cái xanh đấy là đẩy ngược lại để cho thằng 7 nó lên. À ok. Nhảy qua đầu nó hết đi, qua đầu nó hết đi. Vang xuống đây đỡ để con đẩy lại ngược lại. Đấy đúng rồi. Thôi lên một. Rồi, anh Khôi đẩy cho em về. Rồi. Đây. Ok đây, không đẩy được này. À nó bị kia, anh đẩy nhảy đi, nó bị nó đang bị. Đấy. Đi xoay lui ra tí.
đâu, đi ra để tránh biến nhá, đẩy không không cần đẩy giúp nó đâu. Đừng bố, đừng nhúc nhích. Bây giờ đẩy thường được rồi, không phải nhảy. À đấy ạ. Mẹ mày đúng là khôi mõm. Rồi ok ok. Đỏ xuống rồi, đỏ dưới rồi, đỏ dưới. Thằng nâu đâu ra đẩy cái miếng này sát sát vào đi để thằng rồi. Hồng nó nhảy lên trên này. Rồi đi theo đó. Rồi thằng bô bô hồng về đây. Thôi 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 dừng rồi. Bô hồng về đây nào. Vàng vàng đi theo. Vàng đi lên, cho vàng đi lên. Cho vàng lên, cho vàng lên. Em hồng ở trên, em hồng ở trên, từ từ. Bô lên tầng 2 luôn đi. Đấy, nhảy sang kia đi. Rồi rồi đi đi tiếp, đi tiếp. Thằng đi ngược về đây, đó nó đây bên này chứ. Thằng đấy, rồi. À mày mày làm cầu cho tao. Quang quang làm cầu tao để tao sang bên kia luôn. Thằng này là thằng thằng đéo nào đấy. Cái vàng đẩy ngược lại, cái vàng đẩy ngược lại đúng không? Dịch vào, ơ kìa mày sang đây em đéo gì đi. Ủa mày nói nhỉ? Không, chồng ba cái lên nhau thì mới nhảy xuống phải hết chưa? Ơ kìa. Cái vàng nữa. Từ từ con. Đâu đây đẩy dịch vào cho anh cái, để lên trên kia cái. Vàng 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 đẩy dịch vào cho lên trên này cái. Không được, không được. Cam rồi, cam đẩy tầng dưới. Một người xuống tầng dưới đẩy đỏ, để đỏ đẩy ngược về lại. Đây 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 đây. Đỏ. Rồi nhìn đầu này. Rồi đẩy về, đẩy về, đẩy ngược lại. Đấy. Rồi. Rồi. Ơ không được, cái mày kiệu đỏ cái đây để đỏ hai cái này chứ. Cover đỏ nhảy về vòng ngược lại. Kim ơi, đừng lên đầu em nữa để em không kia đâu rồi, đâu kia đâu, đâu kia đâu. Qua đâu đỏ quá rồi mà. Ông còn bên này. Cam đâu sao bên này cam ơi. Đây nhảy được, nhảy được. Mày nhảy được mày ấy. Về đây nhảy được. Quan trọng là đỏ nó phải ở đây để đẩy nguyên cái khối này qua phải luôn, hiểu không? Đâu rồi, đỏ là ai đấy? Cái thằng màu cam là thằng đéo nào đây? Làm tầm người đi qua được chứ, nhảy lên đi. Rồi, cho đoàn lùi lại tí vàng ơi. Thế cay vãi cả đài. Rồi, đỏ nhảy lên. Rồi, nhảy lên đây, rồi nhỏ dòng xuống đây. Ờ, đúng màu đỏ qua rồi chứ. Cắp qua đâu. Phải qua lại đâu nhìn đi. Rồi, đẩy đi, đẩy đi, đẩy đi, đẩy đi. Rồi, đó giờ mới đẩy. Rồi, đi, 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 đi. Từ từ, bố đừng, 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 đẩy sát vào. Trời ơi. Trời ơi, mày đẩy sát vào, bây giờ tao đẩy kiểu đéo gì. Thôi bạn xuống đấy, để nó đẩy cả hai mẹ đi. Mẹ ạ, thề. Bây giờ lấy chìa khóa coi cuối màn là như thế nào. Bây giờ thằng Bô nhảy lên lấy chìa khóa đi Bô. Chứ fail rồi, chứ fail rồi, ừ. Rồi. Đấy, bây giờ bạn nhảy này thôi. Cái chip ở trên kìa. Đây, 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 đi, 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 chúng mày làm cầu thang đi, cầu thang để anh nhảy. Rồi lên đây, lên đây. Lên thế chứ nhảy chứ nhéo nó được. Ừ, rồi. Thôi lên được. Dịch sang trái một tí. Địt có mẹ thể canh thế chưa? Rồi. Sang đây nhảy lên luôn được sang đây bây giờ. Không lên được. Bây giờ bố béo đẩy cái cục cái xuống đây. Từ từ, chúng mày đẩy dịch cái cục này vào tao mới đẩy xuống được. Đấy, đấy. Được rồi, đây đây, đẩy nốt cái hùng vào đi. Đó, 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 đó. Đó đấy, đỏ này đấy, đỏ này đấy. Đó đây, đỏ đây, đỏ đây, đỏ đây, sang kia đã đỏ sang mẹ bên này rồi mẹ. Bây giờ nha, từ từ đã, tôi bảo im để nghe ta nói đã. Bây giờ cứ phải đẩy sang bên kia để xem nó như nào đã, tí nữa mình mới tính được. Đã xong đéo đâu. Đúng rồi, cứ đi đi, đằng nào cái này cũng fail rồi. Cứ đi đi, cứ đi đi, cứ đi đi. Còn cái đòn cái ghi. Đấy, thấy chưa? Lên được bạn ơi. Chip lên đòn cái ghi ơi. Lên 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 được. Tránh ra cho chip ra lên nào. Cho chip lên. Không cần, anh chip tự nhảy lên được. Cứ lên đây đã xong tính tiếp. Rồi, bạn xem lên được. Được rồi, rồi. Đỏ đỏ đẩy ngược lại một tí, đỏ đẩy ngược lại một tí. Đẩy ngược lại tí. Vàng vàng đẩy ngược lại tí, vàng nhảy lên đẩy ngược lại tí. Tôi đẩy ngược lại. Rồi, xích vô sẽ đã. Ờ nhảy qua. Ok, xích luôn tí. Được rồi, 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 ok. Nữa đi, nữa. Rồi, cho đỡ nhảy về. Ủa chết mẹ, đỏ đéo đủ người. Được rồi. Rồi, rồi, rồi. Bây giờ đỏ phải về đây. Không lên được, đẩy xéo xéo qua đi được. Ừ, đẩy xéo xéo cho nó nghiêng nghiêng cho đỏ về. Vàng nhảy lên đẩy cho thằng đỏ. Thằng vàng nhảy lên đẩy cho thằng đỏ cái đấy. Ừ. À thề tôi cay quá không ạ. Xong dùng rồi. Cái sáo ơi, đi đây nữa, màu vàng ơi. Có đẩy đâu. Không được. Hết rồi, hết rồi. Thôi rồi mẹ, cái này lại đi. Lại đây, lại đây. Lại đi. Lúc lại lúc nào nhỉ? À, vì trai. Đè. Bình tĩnh nha, bình tĩnh, bình tĩnh. Rồi, rồi, xanh đi trước, xanh đi trước. Con đẩy đây. Thôi đừng đẩy nữa. Đừng, đừng có đứng. Tao bảo để cho con xanh đi trước rồi cứ nhảy linh tinh. Rồi, xanh lá lên. Xanh lá kìa. Rồi, xanh lá lên đi. Đệm nó, đệm nó, đệm nó. Rồi, đẩy ngược cái cục lại cho cả lũ lên sau. Anh em nhảy hết đi. Em có đẩy đâu. Rồi, anh em nhảy hết đi. Tao sáng, tao đi trước. Rồi, đứng ở đây, đứng ở đây. Đấy. Rồi, lên. Cam đẩy cái này ra cho anh. Đẩy ra, đừng để đẩy rơi nhá. Đừng đẩy rơi nhá, đẩy nửa thôi. Được rồi, ok. Thôi, 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 rồi.
đó xếp vừa đủ rồi. Rồi chim qua đây. Mà không quá, mà không có kia. Đây, kéo hình bọn nó, đợi một tí. Kéo hình bọn nó. Đẹp giờ. Bây giờ đỏ đẩy đỡ cái kia đi. Đẩy đi. Rồi, gỡ xuống. À, cũng được. Đây, nó thẳng thế nào vậy? Đấy, nó thẳng ấy. Không cần thẳng, nó phải thành hình bậc thang. Rồi, đi. Từ từ nhá, Bobo đừng đẩy vào bộ nhá. Ok rồi. Được rồi, chip ơi, chip lên đầu tôi, chip ơi. Đấy, bạn qua bên kia đi. Qua tiếp, đổ qua tí nữa cho nó. Được rồi, ok nhá, từ từ. Rồi, đi. Thôi. Lố mẹ đấy. Cam đi. Được rồi, từ để Bô đẩy ra đã, cứ đứng yên này đã. Bô đẩy ra đây, Bô cứ đẩy hẳn ra đây. Đẩy ra nữa. Từ, đẩy ra nữa. Rồi. Đi. Đi vàng. Thôi Bô với anh đi cuối đi, kệ cứ đứng đây đợi. Cứ đẩy cho đó, đẩy ra. Đẩy ra anh sang khu vội thế. Mình đã đi đâu anh thôi, từ. Ôi anh sợ bị kéo hình. Rồi. Được rồi, đi, đẩy đấy, đẩy sát tường vào đấy. Đẩy đấy, đỏ. Thằng đỏ đẩy đấy, Từ cho chip đứng lên anh. Từ nhá, đừng đẩy sát tường. Thôi, đi nữa. Gần sát thôi, Không, cứ gần sát thôi, bạn cứ nghe thôi. Gần sát thôi. Được rồi, thôi. Bê chip xuống đẩy lại cái tấm xám vào, dịch vào thêm một tí nữa đi thì mới đủ cái bậc thang để anh em lên. Rồi, đúng. Đẩy lên. Rồi nè, phải có người đỡ chip. Được, thôi. Thằng vàng, thôi rồi, bây giờ thằng vàng lên. Từ đẩy mà thằng vàng lên, đẩy dịch vào một tí. Được rồi, lên đi. Nào. Đừng đẩy nữa đó. Để cay thế nhở. Dưới đây vào trước này. Ok à. Dễ nhẹ. Lên đi. Mày thế. Rồi cái thằng đỏ không đẩy là được, cái thằng đỏ không đẩy là được. Nhảy lên là nó bị đẩy. Thằng đỏ là thằng nào đấy? Thằng đỏ là thằng nào đấy? Em. Nhớ biết nói gì? Không, nhưng mà ví dụ như là anh bấm nhảy lên ấy thì nó bị đẩy chứ không phải là em cố tình đẩy. Đúng rồi. Nào đi. Yo, lên. Rồi, đi. Đừng nhảy nhá. Rồi, đây. Không được. Quay lại. Đừng viết lên đầu đi, thành kim tự tháp hay thành pháo công gà đấy. Từ từ nhá. Ok, đừng đi bộ thế. Đứng hết lên đầu đi. Mẹ mà thế, nó bị kẹp này. Đừng hàng 2 thôi. Đừng xếp cao quá. Không phải đứng hàng 2 mà là đứng thành hình kim tự tháp đi, một thằng đứng ở dưới cùng thôi. Rồi bạn đứng ở giữa đi. Rồi hai thằng lên đi. Nhảy lên. Rồi. Rồi, nhá, im đi, đừng xuống. Để tao phải chip đi rồi, đi chip ơi. Đi. Rồi, ok. Đi đây. Nhảy đi, chay được. Nhảy đi, từng thằng nhảy một, đi. Ui giời ơi. Tại vì nó kéo màn hình á. Hai hàng kia. Lên đi, ok. Đấy, ba người chắc vẫn kịp đấy. Là được. Đi. Rồi, thằng đi nhanh lên. Từng thằng một xếp hàng đi. Đi. Tự tin lên. Đừng đẩy. Đừng tránh đường. Đi đây kia, thằng đỏ. Nhảy đi bây giờ. Thằng xanh xuống trước. Xanh là cây đâu? Sao đéo xếp theo hàng? Đây là cây, rồi, đùa, có chìa khóa rồi. Thôi dừng, lên đi. Trời ơi, đừng đẩy nữa. Thôi chết mẹ rồi, còn gì nữa. Trời ơi. Tao mua cái đầy. Vãi cả mèo. Thì bấm nhảy lên tự đó ấy anh ạ. Sao sao tí anh ạ. Bảy em đừng đẩy sát quá bảy ạ. Cái đấy. Đâu sao mà tí con chỉnh được. Nó xếp màu như này là nó có ý rồi, hiểu không? Thì không phải, chỉ cần mỗi thằng bảy nhảy xuống trước thôi là được. Màu xanh nhảy xuống trước thôi là được. Đúng rồi, chỉ cần em đi trước luôn nha. Hình như tới màu của em hay sao ấy. Mọi người bình tĩnh đi. Không, chỉ cần mỗi màu xanh này thôi. Thật nó đổi màu ấy nhá. Xem bạn đừng sát vào đấy để cho bọn nó nhảy. Từ, xem màu gì em ơi. À đây, đúng rồi, màu xanh đúng rồi. Từ, để mọi người lên đã, Lẹ nè. Màu xanh đứng thôi. Đúng là cũng được. Bạn cứ lên đi. Rồi, ok.
Rồi. Rồi đây nào, đây nào, yo yo. Rồi nha, đừng đẩy sát nha em ơi, đừng đẩy sát quá nhá. Đây. Thôi. Rồi, ok, xong rồi đấy. Đi mở cửa đi bạn, mở cửa đi. Đi vang. Em phải nhìn cẩn thận, không nó đẩy. Thằng nào cầm chìa kia ra mở cửa đấy. Đi tiếp. Rồi, bình tĩnh. Okay. Tránh như một cửa. Rồi. Rồi. Dễ. Này, tránh à? Ai mẹ mày đổ não chết mất ạ. Game 6B rồi, 9B rồi, tao cay đấy. Đây, cứ đi cũng được. Thằng lá. Ủa, thằng lá hạp đi rồi. Đâu. Nào, chồng lên nhau đi, không tí nó lại rơi xuống bây giờ. Đừng nháy, đừng. Cứ chồng lên nhau đã, Chồng đi. Từ, khéo lên mắc đã rồi nhảy. Rồi. Nhảy đây, nhảy nhanh. Rồi, ok. Chồng trước đi. Xuống đây. Xuống đi. Ok. Nhảy làm sao được mà chồng. Xuống luôn cho nó vậy. Nó cam mà nó đấy, nhảy đi. Tự chồng. Rồi ok, rồi chạy lên nè. Đi. Thằng cam nhảy lên đấy, thằng cam nhảy hẳn lên trên đầu đấy. Rồi. Rồi ok. Xuống nè, xếp hàng sẵn nè. Từ, dịch vào để tao lấy đá, dịch vào xếp hàng. Lên đi. Rồi, hai hàng đẹp này. Rồi ok. Ui, hai hàng thôi, từ đá. Rồi. Xa thế nhở? Đấy, đéo được. Từ đã, mẹ sai ở đâu rồi? Lùi xuống. Lùi xuống bớt này. Vẫn suy nghĩ lại coi cái này. Rồi, hai hàng, đúng rồi. Một. Đấy, cẩn thận rơi đấy. Bây giờ hàng trên mình nhảy trước, xong thằng hàng dưới nhảy. Từng người nhảy một đúng không? Là cứ từ bây anh bảo nhá, không bây anh bảo nhá. Bốn là hàng trên tự biết mình ở trên rồi đúng không? Bây giờ bảo 1, 2, 3 nhảy thì bốn là hàng trên cùng sang không nhảy trước, xong bốn là hàng dưới nhảy theo luôn. Nhưng mà okay. Để bốn là hàng trên nhảy xong đã nhá, bốn hàng dưới mới nhảy, phải nối đuôi nhau nhảy luôn thì mới kịp, hiểu chưa? Hiểu. Rồi đấy, hàng trên nhảy trước này, 1, 2, 3 nhảy đấy. Nhảy theo, nhanh. Ui giời ơi. Lìn. Lại được. Nhanh lại. Bây giờ những người đi sau á cứ bấm qua phải đi, nó đẩy như này mà chưa đẩy đâu thì nó không bị mất nhịp. Mà lóc ba hàng được cái gì chứ? Chip ơi, tôi bảo này, bạn cầm cái chìa khóa bạn sang mở cửa trước đi xong bạn nhảy lại. Cho chắc, cho đỡ phải chèn nhau. Đấy, đúng rồi, đấy quay lại đi. Hai. Bây giờ những người đứng sau á cứ làm animation đẩy như này cũng được. Đấy, rồi đẩy. Không bị mất nhịp những người. Ôi giời ơi. Đẩy. Không, cái anh đâu có đẩy người đâu. Cảm người đi đầu đẩy đi nó mới cần, đi theo. Em nghĩ là chỉ cần hai hàng thôi, xong rồi hai hàng bên trên chạy xuống là được mà. Ở trên chạy xuống. Hai hàng dưới mới phải nhảy. Anh chip được chạy thử nào xem tới đâu. Không, anh ý là nhá. Anh bảo. Anh hả? Đéo được, nó bị rơi à. Không được. Phải nhảy. Tức là ở trên nhảy ấy, xong rồi nhảy. Ở trên cao nhảy xuống xong rồi ở thứ hai cũng nhảy. Tím bên đầu anh ấy. Tím. Tím hay hồng? Tím là tôi á? Đây à? Ờ. Nhảy ra luôn. Rồi nha, nhảy nhá. Xanh lá cây lên. Từ nha. Tím lên luôn. Rồi nha, đây nha, bây giờ nhá. Bây giờ tao với xanh lá cây nhảy trước xong bên dưới nhảy đấy, cứ theo tầng đấy nhá. Rồi này, tao nhảy. Tự nhìn nha, này tao nhảy này, 1 2 3 này. Rồi. Quay lại cứu. Ở dưới bị nhảy trượt rồi. Ở dưới bị nhảy trượt là không nhảy được anh ơi, nó cứ cứ từ từ thôi, không cần phải tham minh xít nhau quá đâu. Phải tham minh. Không cần phải xít nhau quá đâu, từ từ thôi. Ở bên này. Từ đây lên cao hẳn đi. Để đấy, tăng. Bây giờ không được, anh yêu đất phải cao hơn được nữa ấy. Được, em cứ chạy thẳng thôi, hàng trên cùng chạy thẳng xuống thôi, không cần nhảy. 1 2 3 Nhảy đi. Ok, thằng bô lại đéo nhảy. Mẹ ông hồng với thằng nào ấy. Thằng bô, mẹ nó đéo nhảy không ạ? Nó chạy thẳng. Thằng kia mà thằng nào. Cay thế nhở? Ông nhảy được, mọi người đứng trên đầu em sao nhảy được? Tao nhảy được cái này. Phải thăm mình chứ. Anh nhảy được cái này. Thôi, bây giờ bố bé lên trên đi, Ở đây cho người vào lên trên cùng đi, chỉ cần chạy sang thôi. Chúng ta chỉ cần một người đứng dưới. Người đứng dưới làm kim tháp ngược ấy. Rồi, đây. 1, 2, 3, tao với bố cùng đi lại. 1, 2, 3. Đi kìa. Nhảy đây ok. Đỏ cũng nhảy. Trời ơi. Thằng đỏ bị chậm thôi. Đỏ bị chậm. Ở dưới nhảy xong phải trông lên nhau để ở dưới, ở mấy bọn em có chỗ để nhảy vào. Đúng rồi, tức là ở trên nhảy xong phải đi vào trong luôn. Đúng rồi, không có chỗ để nhảy. Nhưng mà mày vẫn nhảy chậm. Vâng.
Rồi lại này lại không sao không sao lại này lại đi vào trong luôn nhá. Lại xong cái chạy sát tường luôn. Ok rồi, ok bạn ơi. Đi kìa. Okay. Nhanh thôi. Okay. Phải đếm chứ anh chim. Chậm lại mẹ vãi lồn cái gì đây? Rồi, bô lên trên bô. Rồi bô đỏ lên đây cho nó đỏ đỏ. Đấy. Rồi. Được chưa? Được chưa? Đỏ đỏ là ai chưa? Quang. Rồi. Một. Ok ok. Một, hai, ba. Okay. Trời ơi. Chậm. Mọi người. Chậm thế nhở? Chậm thế. Kìa. Để tao ông dưới cho, để tao ông dưới cho. Thao lên trên nhảy chứ. Không, quan trọng mấy thằng trên phải nhảy. Ở trên phải thăm minh nhanh lên một tí cơ, không mấy thằng dưới đéo thời gian nhảy. Tiếp lần trước đây, tiếp lần làm đầu đây đếm này. Tế bào này. Cam đứng nhảy lên, nhảy sợp sợp tí anh. Tiếp nhà, trước đi anh. Đấy. Vào nhá. Sao nhảy? 1, 2, 3. Nhảy đấy. Ok. Kế. Đấy. Đơn giản. Ôi giời ơi. Khổ, đéo chịu được. anh em mình chuẩn. Anh em mình tham minh chuẩn vãi đái luôn đấy. Tiếp này đi. Đốt bút. Ơ đừng bấm. Mẹ, ok. Anh Độ. Mẹ tôi tưởng nó lừa. Nó làm thật. Rồi từ xếp hàng thôi, từng hàng nhảy qua một. Ok, nhảy qua. Đi nhảy qua thì đi để bọn nó đằng sau nó. Bọn sau nó có. Đốt bút. Từ từ anh ơi. Đừng nghe nào, nhảy cẩn thận này. Ôi giời ơi! Trời ơi. Từ cao nó chết mẹ luôn. Tập bô. Nãy giờ mày nhảy qua không được. Từ bình tĩnh nè. Từ đây. Ôi giời ơi! Anh kịp thôi. Kéo chân tao ấy. Từ đây đây. Đây. Đấy. Nào. Ôi giời ơi. Anh Ben ơi. Mẹ hay là chúng nó cũng một lần nghe. Bực quá. Từ đây bình tĩnh nè. Bạn ơi đứng gần thế. Trời ơi, tôi bảo rồi mà. Bạn thằng nào kéo chân lên thì mà thế chú chip tệ vãi. Rồi. Ok à. Trời ơi. Anh Độ ơi. Thế sâu quá. Rồi xếp hàng đi. Đấy, tầm đấy được rồi, tầm đấy. Đấy. Rồi. Đấy. Đấy, đúng. Hây. Hây. Đúng. Ok. Đi. Thế. Bây giờ mới thoát luôn đấy. Rồi từ từ. Bạn dịch nghe. Cho bọn nó nhảy. Rồi. Ui giời. Bây giờ tao bảo nhá. Bây giờ thằng nào bây giờ như tao này, tao là thằng tự tin nhảy qua cái nút này thì tao sẽ đứng đây để tao làm tường cho chúng mày nhảy qua đấy bạn ơi. Đấy rồi, nhảy đến đầu tao xong qua. Đấy. Rồi đấy. Đi. Đi. Bình tĩnh, từng người qua đây. Hay là... Độ thế. Nhích vô. Ui. Nhích vô. Đi vào đi. Đấy, nhảy cái này. Rồi, bảy lên đây. Rồi, ok. Đó, rồi, ok. Từ từ đấy đúng rồi. Ok rồi. Rồi sang là tường luôn. Sang tường luôn. Lạp tường luôn, đứng yên đấy, lạp tường. Đứng gần thế. Đây, được chưa? Xanh đi thoải mái, xanh là xanh dương luôn. Từ thằng băng. Rồi mở cửa vào trước đi. Vào trước đi. Chip. Mấy thằng đằng trước mà. Ui. Phải đợi anh chip nhảy đã chứ mọi người. Từ thì. Ta bảo này. Thằng nào mở được cửa rồi vào trước đi trông đỡ loạn. Khổ. Không. Vào là bị kéo hình anh ơi. Không kéo hình, cứ vào đi.
Chúng mày đứng mẹ ở cửa rồi thì kéo mẹ hình rồi còn đéo nữa. Rồi, đây, 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 đây. Bạn đứng gần lắm mấy bạn nhá. Đây, 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 đây. Qua đây bạn. Đây, 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 đây. Rồi, ok. Nhảy qua đây, đây. Nhảy qua đây. Đây nhá. Sao nhảy cho lồn này còn địt mẹo ghê. Cái tay lồn cả, mẹ không nó muốn nhỉ. Ok ok. Nhà một mặt luôn à. Nên nhóng thế mà anh cắp đi. Quang ơi, tập trung Quang ơi. Tiếp lại, tiếp lại, tiếp làm sao? Để em làm địt vào tường cho cái nút bấm đằng trước. Nhưng mà nhanh quá đi. Thôi nè, hai tầng, hai tầng. Nhanh quá. Ok. Cái cũng hai tầng đi cũng được. Đó để tôi làm móng các bạn đây. Bạn không, tôi còn chết đéo đâu. Bạn chết thì còn gì nữa. Đâu đâu, bô bô bô, quả đấy bô. Từng người qua, từng người, rồi từng người, qua đây, qua đây. Ai ai em nhảy tại em làm móng đó. Mày điên à, là mày em nhảy tệ mày nhảy trước chứ. Ga 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 ga. Nhảy 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 làm móng nè. Đấy. Em nhảy lên cái móng 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 cao. Từ từ đợi 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 Quang ơi. Từ từ đợi. Đấy, rồi ok. Đấy, đợi đấy đây, đợi đấy đây. Rồi lên đi, lên đi, lên đi. Hai móng luôn. Đứng tạm lên đầu nhau đi. Rồi rồi rồi, đợi nhau này, đợi nhau này. Rồi, 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 rồi. Đừng kéo nhá, đừng kéo nhá để anh độ lên đây này. Ok. Mẹ mày đã như thế rồi. Trời ơi. Trời đất ơi. Rồi rồi lại nè, lại nè. Ơi từ 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 từ. Rồi. Từ 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 từ. Nét phá cái bãi luôn. Rồi móng nè, móng nè, móng móng bậc 2 nè. Rồi rồi đấy. Đây đâu qua chút ạ. Rồi. 2. Rồi. Rồi qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Không, không, nhảy kém không làm móng nha, nhảy kém không làm móng. Đây, ta làm móng đầu cho, ta làm móng đầu cho. Đừng đứng sát quá, móng đứng sát quá. Được rồi, ok rồi bạn ơi. Rồi, hai lẻ, hai lẻ. Rồi, ok rồi. Rồi, hai lẻ. Từ thôi, đừng chen lấn, đừng chen lấn. Ai chen đâu, thoải mái mà. Nhìn đây nè, áp vô cho có tầm nhìn này. Thôi rồi, đừng đấy. Rồi, nhảy đi. Màu hồng, màu hồng, nhảy đi. Đừng chật đấy. Từ em nhảy cuối em ngu, em ngu. Kiểu gì cũng chết này, từ từ, mẹ bình tĩnh thôi. Rồi, để lên đầu nó. Được chưa, được chưa. Đứng dịch vào đây. Sạch sạch vào gần đi, không có kéo hình. Dạ. Chẳng cam dịch sang bên phải tí đê để cho nó lên. Đấy rồi, lên lên lấy chìa khóa đi. Từ từ, từ từ, tao đi, không kéo hình tao, từ từ. Mày áp lực vãi luôn. Nhảy lên đầu thằng Hồng Ri 7 ấy, lấy chìa khóa. Được rồi, rồi, rồi. Rồi, đứng đi, anh, để em dễ quay mở cửa nè. Từ từ, đợi, 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 anh độ này, anh độ qua này. Rồi, rồi, qua hết này. Rồi, tao xong nha. Bô qua đây, bô qua. Em đi cuối à, áp lực thế. Phải cái biu. Nhảy đấy. Nhảy đấy, nhảy đấy. Dễ thế rồi mẹ. Rồi, nhảy đi, rồi. Đấy, hay. Rồi. Rồi. Hạp này. Trước rồi. 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 Áp lực nha. Hây. Ui. Ui. Hay. Phải cái biu. Ôi, trò này còn áp lực hơn cả Odebon á. Trời áp lực hơn bạn giải. Gì nhỉ? Ui, tới màn 7 rồi. Ô là còn 4 cái này nữa là phá đảo đúng không? 6 cái này là phá đảo đúng không? Phá đảo luôn không nhỉ? 4 cái này cũng. Anh có qua Nimo, anh qua Nimo. 6 nhân 4 21. Nhưng mà có phá đảo luôn không? Phá đảo luôn, phá đảo. Phá đảo luôn để chơi nốt bên YouTube đi không? Tí 1 giờ sau Nimo sau. Ok đây. Ok nha. Ok. Cái gì đó vậy? Phải nhảy, phải nhảy qua nó, phải nhảy qua nó. Ô từ 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 từ, con này sao mà để xem cái quy chế nó là à cái cơ chế nó lao ra. Nó lao về phía trước đây, nó lao chỗ này ở đấy. Nó lao lung tung qua là. Không không từ từ bạn đứng yên để tôi xem nào. Mọi người đứng yên nhá, mọi người đứng yên nhá, đứng yên, đứng yên hết, đứng yên hết, đứng yên hết mà. Xuống đi thành một hàng đi, thằng vàng kia. Đứng yên nhá, đừng di chuyển nhá, đứng yên nhá. Đứng yên nhá. Hình như tôi không di chuyển à. Đứng yên, đừng dịch. Nhích không được nhảy, không được nhảy. À, anh đi rồi cá tiếng nó kiểu nó tỉnh dậy á, mình đi chậm thôi. Nó chỉ xem màu đỏ là đứng yên nhá, đi chơi màu đỏ đứng yên nhá. Nó màu đỏ là mình phải đứng yên. Nào, không được nhảy nhá, không được nhảy. Thôi, từ từ thôi. Màu đỏ. Nào, đứng yên, đứng yên. Rồi, đi. Em đi cuối. Em đi cuối. Anh Bảy ơi vào đi. Cảm ơn 6 nha các bạn. Ui dồi mẹ đuổi kìa. Chó đuổi. Trời, khó thế nhở. Ui có con nào ở đây. Ủa, à, đây sao này nó. Ô sâu. Quá.
Hình như đèn đỏ là phải đứng yên. Gà. Để đè. Lẹ lên, sắp tới rồi. Ok kìa. Trời ơi. Khó nha. Nó bị trôi hình hơi khó anh ạ, nhảy nhanh tí. Nhanh đi, nhảy nhanh qua luôn. Nhanh đi được chậm. Đi bạn. Nhảy nhanh đi. Ok kìa. Trời ơi. Tại đèn đỏ đi đâu cho. Đấy, nhảy nó đậu được, nhảy nó đậu được. Rồi, đi. Đèn đỏ. Ok kìa. Đèn đỏ phải dừng. Đèn đỏ phải dừng à? Lại còn thế nữa thì khỏe. Ok kìa, thằng nào cứ đứng lên đầu đấy mà. Nhanh. Ok kìa. Thằng Bông Mai xếp hàng đi. Mẹ cứ đứng lên đầu là người khác đéo nhảy được. Đấy, đúng rồi. Được rồi, mọi người. Rồi. Đi, okay. Xem đèn nhá. Ui giời ơi, đã bảo đèn đỏ đứng rồi. Hình như nó nháy đèn xanh mấy phát là nó sẽ nháy đèn là phải đứng lại luôn. Vàng mà. Nó nháy là gần như phải đứng yên rồi. Nháy, đứng. Hay. Tôi biết rồi, chưa biết. Con Zoo nó sắp bò ngược lại không mọi người? Đó là con bò ngược lại. Ok, đi. Nhanh. Ủa cái này nó tưng. Ôi tưng. Cái này nhảy thế nhớ đèn đỏ thì sao? Đi. mà chồng hai là không bị đâu mà. Ok mong đoán. Ôi anh trời nhảy ơi. Đã. Để anh nhảy đã. Lỗi em rồi. Tôi nhảy. Đứng lên đầu cũng được mà. Đúng rồi, rồi chồng. Đứng yên. Tí nữa xuống dưới này đợi một nhịp nữa nhá, cho nó nhiều thời gian. Ôi trời. Bình tĩnh đi bố. Bình tĩnh thôi. Đấy. Ok. Đừng. Rồi, ok. Ôi. Đi. Rồi. Đứng dưới đợi một nhịp đi, đợi một nhịp. Đứng đây. Qua đây. Cứ đứng đi, có thời gian mà. Đây, cứ đứng đợi đi. Chồng 2 đúng không? Đứng yên. Không cần chồng 2, cứ đi thôi, chạy thẳng thôi. Anh em cứ mạnh ai người nhảy thôi. Chồng nó đứng yên anh. Nhưng nhớ lên chìa khóa nhờ. Đi. Nhanh, mạnh ai người nhảy. Nhanh. Nhanh. Đứng yên, đợi. Rồi đúng rồi, hay. Đã luôn. Phải bình tĩnh. Nhớ kiểu không may đập vào bàn phím phát thì bú thật anh ạ. Kéo. Đây. Cứ đẩy đi. Từ nha, dừng lại luôn nhá. Đấy là dừng lại là được. Sao đẩy hơi chậm thế nhỉ? Đừng tham nhá, cái này không tham. Thôi rồi, dừng. Xếp thẳng hàng, nếu chịu rồi nhá. Ê. Đi. Thôi, còn đợi. Tránh. Đi lên. Không đẩy nữa. Rồi, lên đây. Dừng. Đừng. Rồi, mở cửa đấy. Mở cửa. Rồi. Được. Nhanh. Kịp. Hai. Anh em cứ bình tĩnh như thế có phải dễ chơi hơn không? Đúng. Càng quá. Mà tí sợ. Ô con ma này. Ok kìa. Ok. Có ma. Đi nhanh. Đi chậm thôi. Đúng nhích. Nó đang ngủ đi chậm rồi. Đéo đâu. Phải đi nhanh. Đi nhanh làm đéo kịp được cái 8 này mẹ. Làm sao nhanh được vào. Đi chậm. Để cho nó ngủ. Nó ngủ. Cái mặt nó ghen ơi. Chậm thôi, đúng rồi. Đấy. Kìa, ai đây? À, phải đi chung anh ơi, phải đi chung. Phải đi chung, không được đi lẻ vậy. Thế phải đến 1, 2, 3 đi.
đấy. Không phải thôi, đừng yên tí vào, đừng yên tí anh Trần ạ. Đừng đừng yên. Đừng yên tí. Tất cả cũng bấm đồng thanh nhá. Không không không, em em nghĩ là 8 mình đi á là nó sẽ mở mắt. Không, từng thằng đi một đôi chim 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 đi trước em mà chim. Đúng rồi, từng thằng rồi, bạn đừng yên, bạn đừng yên. Bạn đừng yên nhá. Rồi để tôi. Rồi. Ờ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Từng người thôi, từng người thôi. Ông cái này tự lên, không phải xếp chồng đâu. Ây, ôi trời ơi. Phải có người nhìn nó, phải có người nhìn nó. Không phải, từng người đi thôi, đông người quá. Từng người đi là được. Người một thôi. Từng người đi là được. À, tao trêu nó này. Ờ đúng rồi, cứ từ từ thôi. Ok, từ từ, từ từ, từ từ. Xếp, xếp hình sẵn đi. Cái này nó lên. À ừ, đúng rồi. Áp lực quá, áp lực quá. Em đi này, đến em đi này. À, đây đây. Phải có người nhìn nó ấy, thật. Không, không cần nhìn, không đi cần đi. Nhìn nó 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 nhìn. À đúng rồi. Nhìn nó. Đúng rồi, đúng rồi, phải có người nhìn nó. Quay đầu lại. Thế thôi, bảy nhìn nó đấy. Mày nhìn nó đấy. Em nhìn ra mọi người đi trước đi. Rồi đấy, bọn tao nhìn nó rồi đấy. Rồi chạy đây, chạy đây, chạy đây. Rồi rồi rồi. Cái người đi qua đầu tiên á thì dịch quay lại nhìn liền, xong rồi mấy người khác mới qua được. Ok kìa. Ok, bỏ đi. Quay lại. Rồi ba thằng dưới cùng nhau đi là được. Ba thằng dưới cùng nhau đi đấy, sang phải hết đấy. Đấy. Rồi rồi, ok. Thằng cuối nhìn nó đây, Sao rồi, em nhìn rồi. Tao đéo đi nữa. Ôi, đéo được, phải kéo con ma theo rồi. Kéo ma theo. Ừ, hình như thế nào, tất cả. Ok kìa. Quay lại. Không, tất cả quay lưng lại cái là nó bay theo mà. Cần đi phải xuống. Hay là tất cả, lúc mà nó bay á, tất cả nhìn nó là nó sẽ kia. Không, anh bảo nha, anh bảo từ từ từ. Bây giờ test không, thử test. Từ từ đã, hai thằng dưới cứ đi, cứ sang đi. Được rồi nha, đừng yên, nhìn hết sang phải. Nhét ạ. Ờ kìa. Kéo được. Kìa. Phải kéo gần chứ anh ạ. Đã, kìa quay lại cứu anh chip. Làm hai hàng thôi em ơi. Hai hàng thôi. Dạ. Kéo nó lại gần trước không mọi người. Được rồi, từ từ đã. Bây giờ sang hết phòng phải đấy, sang hết phải đấy. Rồi nhìn lại, nhìn nó. Rồi được rồi. 8 người nhìn nó là được. Đây. Một người nhìn thôi được rồi, không cần 8 người đâu, một người nhìn là được rồi. Em nhìn ra đây. Rồi nha, anh bảo nhá. Không, bây giờ đơn giản, bây giờ đứng cùng nhau là nhìn hết sang phải đấy. Nhìn hết sao phải đấy. Rồi, đấy, lại nhìn hết sao phải đấy. Đi tiếp. Đi, tao đi cuối rồi. Đi. Rồi, thằng đi đầu quay nhìn đấy, thằng đầu quay nhìn thằng vàng, quay nhìn đấy. Rồi đấy, yên đấy. Rồi, 1, 2, 3 đi này. Rồi, dồn hết về đây đã, dồn hết về đây. Lên tầng đi, dồn hết về đây đây, đứng lên đầu nhau đấy. Đứng lên đầu nhau đi. Được rồi, nhìn hết sao phải đấy, Nhớ sang phải. Rồi, từ nha. Bè, chip nhìn nó nha, chip cứ nhìn nó nha. Chip nhìn, ngay đây. Từ. Ok. Từ rồi. Em có tưởng là nó đang đi xuống à? Không được sai lầm. Là. Cái đó được. Tao kiểm soát được. Đi. Từ nha, một thằng nhìn nó đi. Rồi, em nhìn ra, đi qua đi, em đứng cuối em nhìn ra. Rồi. Rồi, chạy hết đi. Ok. Rồi. Đi. Nhìn đây. Mấy cuối đi đây. Cuối lên đây. Đi bô. Rồi đây này. Quay phải đây. Bây giờ nhá, đứng hết lên đầu 7 đây, đứng hết lên đầu 7 đây. Ừ, mọi người đi em nhìn cho. Đi. Đấy, thằng 7 nó nhìn rồi. Từng người nhảy một, không phải vội, đừng vội. Đừng vội. Đó, qua rồi nè. Cái lầm của 7. Không, qua đi, bố qua đi. Bố qua đi. Không được, nhảy được, nhảy đi, nhảy thẳng luôn đi. Ok. Rồi. Rồi đi em nhìn này. Phải đi. Rồi, để cho con kia nó xuống. Vàng dịch vào đây để cho chip còn đứng lên trên. Ui, giờ lát em phải nhảy chay quá à. Anh chạy qua được, chạy qua được mà. Ừ thì đó, phải nhảy chay qua đó. Cứ bình tĩnh thôi bảy nhá, đừng vội. Rồi, okay, một lượt nữa đi. Ok. Đỏ đi xuống đi, không có lo.
Đó, đi xuống đi, đi xuống. Rồi, ok, rồi. Rồi nào, tất cả nhìn sang phải đây. Cái hình đó. Ai. Rồi, đây đi đi nhìn nha, đây đây nhìn 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 lại cho tao cái tao chạy. Rồi, tiếp đi đi nhìn nha. Đi 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 đi. Rồi đi hết nè. Đi hết nè, đi hết nè. Đi phải. Rồi rồi rồi. Em nhìn lại mọi người đi tiếp đi. Từ 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 em ơi. Cái chìa khóa này lấy kiểu gì? Như con ba phải lấy cái kia của mình đó. À. Con ba phải lấy cái mình. Vậy là rồi nha, bê bê kéo, bê nhìn hết sang phải đi để kéo hình con ma sang bên này cái đã. Được rồi. Ok. Ok. Anh nhìn lại, phải nhìn lại. Đó không nhìn lại. Em phải nhìn lại à? Không, phải 8 người nhìn lại luôn nó mới ngưng nè. Đâu một người đây rồi á. Tức là một người nhìn là được rồi, một người nhìn là được rồi. Đấy, lúc mà 8 mình không nhìn nó thì nó sẽ bay, nhưng mà 8 mình phải nhìn lại cùng lúc luôn á thì nó mới không, không một người nhìn được rồi, nhưng mà thôi anh em đứng gần nó quá. Nó bị gì bay tới thôi. Thôi một người nhìn mà. Ê. Nào mọi người đi trước nhìn đi, em đi xong rồi thôi. Kìa, màu xanh chút. Thằng vàng nhảy lên trên đấy đi. Nhảy lên trên đi. Nhảy trên đi. Đấy, rồi sang đây. Sang đây. Đúng quá. Rồi đi 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 đi. Ôm nhau đi đi. Qua đây bố béo. Thế nhỉ. Qua luôn. Ôi lại đi cuối rồi, áp lực quá. Mày cứ để cho nó xuống hẳn á, mày đi qua dễ lắm em. Ủa, xanh lá qua không? Hay là kìa không? Em cứ qua đi xong anh nhảy sau được không? Em qua luôn nha. An toàn. Mình an toàn. Hôn anh giới thôi. Hôn làm sao được. Rồi, bình tĩnh này, bình tĩnh này. Rồi. Bên này, anh Ben này. Ben ơi. Bình tĩnh Ben ơi, ai cũng nhìn anh Ben hết. Kéo ông này vào đây tí đi. Rồi đấy, dồn vào nhau đi rồi kéo, dồn vào nhau đi rồi kéo. Dồn hết lên đấy, dồn dồn đi rồi kéo. Rồi này, 1, 2, 3 nhìn sang phải đây. 2, 3. Cần tí nữa đây, rồi. Rồi, ok, ok. Một người ta, ai nhìn này, từ từ, ai nhìn, ai nhìn. Từ từ, rồi em nhìn ra, đi đi. Rồi đi này, đấy, phải có một chia ra, phải không, một người nhìn. Ơ nhưng mà có hai đường, phải một team ở trên, team dưới à? Không không, bè ở bè ở trên đường. Ở dưới đây. Cứ bốn thằng ở trên đi, ở bốn thằng trên, bốn thằng dưới cho chắc. Rồi ok nè, đi. Nhìn nhìn. Nhìn. Rồi nha, bây giờ anh bảo về nha, cả lũ cứ nhìn đi. Chip ơi. Không với ở xanh lên trước ấy. Chip ơi, không đừng. Chip ơi, bạn vòng xuống dưới đi, bạn lấy cái chìa khóa đấy. À đúng rồi, lấy chìa khóa. Nhảy lên, không chết. Rồi. Bảy cứ nhìn nó nhá. Ok, em nhìn chậm luôn đây. Bà mở cửa đấy, mở cửa đấy. Không được luôn đâu. Phải có đường cửa đi. Đây anh nhìn nó cho, anh nhìn nó cho. Rồi, ok, ok. Vào đây, vào hết đi. Anh độ lên. Vào hết đi. Vào. Được rồi, kịp mà. Rồi. Ôi giời. Mày á mày. Hay thế nhở. Bắt thở. Càng tốn calo thế nhở. Ủa đây sắp xong rồi mọi người. Uya nữa hả? Từ đang đèn đỏ hay sao? Cái gì kìa? Ủa? Nhảy à, cơ. À, tức anh em không được ở trên không trung nhiều. Thay nhau nhảy. Ủa, thôi. Từng người nhảy. Để cho nó cá hồi đã. Nhảy đi bạn. Ok không? Ok. 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 Bị lắc. Đừng nhảy nhiều quá. Đừng nhảy quá. Thôi. Rồi nhảy đấy. Hồi thanh. Rồi. Di chuyển cũng tính luôn á chứ không phải nhảy đâu. Di chuyển tính hết từ từ. Lên dần đi. Lên dần đi. Rồi dừng xíu. Đứng ngồi đi. Được rồi. Lên trên bớt ngồi cho đỡ phải hoạt động đúng rồi. Rồi để tên. Rồi giờ ở trên di chuyển cho tới tận cùng đi. Hồi đây. Cá hồi. Rồi bốn thằng trên đứng yên nhá để bọn tao bên dưới xử lý nhá. Từ. Lấy thêm một người đâu? Thằng cam thằng béo là đây. Từng người cũng được. Để một người solo thôi. Đây, để như vậy. Đi đây. Ừ, đúng rồi. Hai. Ôi kìa. Ôi. Cho thằng nào cứng nhảy ở dưới đi. Tao nhờ, tôi nhảy ra. Từ từ, đứng yên đã từng người đi.
Ui, nhiều thế. Ok, ok. Đừng nhảy đi bà ý kìa. Sao mày? Không mà cái ống ấy nhiều quá. Thằng nào nhảy qua rồi đứng yên để còn cá hồi cho bọn đằng sau đây. Đứng yên là được, nhảy qua đứng yên là được. Thôi, đợi nhiều quá các kìa. Đừng di chuyển, đừng di chuyển, đừng di chuyển, đừng di chuyển. Rồi, ông ra rồi. Rồi, hợp lý. Rồi, hai đi đi đi. Đứng đứng cho nó hồi hết ra. Cho Thanh ở đây đã, Thanh. Rồi, 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 rồi. Đây, 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 làm tường nhá. Một thằng cứng cứng nữa làm tường nữa đi. Đây để em nhảy dưới luôn cho. Làm tường giùm em, làm tường giùm em. Từ từ đứng yên cho hồi đấy, đứng yên cho hồi đã. Làm tường. Từ từ thôi. Coi mưa luôn. Rồi. Từ từ thôi. Cho hồi đầy Thanh em ơi. Rồi, ok cá hồi này. Rồi nha, bốn thằng trên đứng yên nhá, bọn trên đứng yên nhá để bọn dưới bọn tao nhảy đã. Từng người đi một, cứ từng người đi một thôi. Hai. Đó, hai. Hai. Ui giời ơi. Thôi thôi, lên trên, lên trên. Càng mềm. Tinh, thanh, 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 thanh. Ừ, đứng yên là được, đứng yên thuộc nhanh lắm. Thôi. Rồi, 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 okay. Tỉnh tỉnh, yên tâm mày ơi. Sao em phải là người cứng ở chỗ đấy á? Tại vì em làm tường đấy. Đây em làm tường nhá. Rồi, đi đi. Rồi, nhấp. Đừng nha, đừng yên, đừng yên, đừng yên, đừng yên. Qua gấp, qua gấp. Rồi. Đừng gấp, đừng gấp. Rồi. Rồi. Ok, ok, ok. Ok, dưới nhảy đây. Rồi. Từ bình tĩnh này. Quay đầu, quay đầu này. Rồi. Vàng nhảy trước này. Rồi. Ông mai trông rung thế. Máy đằng trên đang đầy năng lượng thì cứ dồn vào hết bên phải đấy. Dùng gì, easy, easy. Đừng quá nhờ. Rồi, thở, thở. Thôi, 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 để ở dưới solo này. Rồi, rồi. Solo này. Tiếp solo B này. Ok, đừng tham. Hai. 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 Từ từ. Đây là nơi. Từ từ thôi. Từ từ nha, từ cái này phải nghiên cứu nhá. Ui, điệt quá. Rồi, mấy anh trên cứ xuống em, mấy anh trên cứ xuống đây. Chỗ này full cây. Từng thằng thôi, từng thằng thôi nhá. Thôi, đứng full cây đã, full cây đã, full cây đã. Tôi đi trước rồi. Ui, đi đâu? Mất tiêu luôn. Đâu phải ta. Từ từ. Đấy, chết rồi. Ủa, một cái nửa bình đấy, một cái nửa cây đấy. Ờ, một cái nửa cây đấy, từng thằng thôi. Ok, thôi. Hai. Rồi, từ từ, từ chậm thôi, chậm thôi. Rồi. Ok. 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 Xong giờ thì đem này này. Rồi. Đợi anh đợi. Rồi, tao biết rồi. Hay là ôi cái này. Đứng yên. Không, bây giờ nhá, đứng lên hai hàng đi. Rồi, đây rồi. Đứng lên hai hàng ấy. Rồi. Không. Bây giờ nhá, anh bảo nhá, lúc nào bây giờ hai hàng thôi, hai hàng dưới thôi. Tám người đẩy. Từ từ để một người nói đó, anh bảo. Rồi, cùng nhau đẩy luôn, bảo dừng thì cả lũ cùng dừng nhá, không được di chuyển nữa nhá. Rồi, đẩy đây. Theo bảo dừng thì dừng nhá. Dừng. Rồi đẩy đây. Từ từ nhá, cái chìa khóa đây. Cái này làm tường ở dưới luôn, nó làm tường ở dưới luôn mà. Rồi đẩy đây. Đẩy đây luôn nha. Đi. Chip. Đấy. Quá. Dừng. Không mất được. Cái này nó ngắn hơn. Đấy. Rồi. Đấy, không mất được. Dừng. Từ bình tĩnh nào, chậm nào. Đi nó bảo dừng, thì cả lũ cũng dừng thế thôi là được, đi. Dừng. Rồi, chìa khóa đi trước ấy, Ờ kìa. Ba. Mẹ ơi, đấy. Toát mồ hôi hột đấy. Nhiều não quá. Dễ thế à? Đây là xong bằng 7 rồi. Dễ thế nhờ cái build à. Ôi mày gì đây? Ôi còn nhiều lắm anh ơi. Hai cái mũ à. Retro là gì ta? Từ từ. Như nào? Ủa, của hai người xếp. Không. Phải xếp ngang đấy, phải xếp ngang. Đó là một hình chung đấy. Như nào? Không xây được đâu.
xếp thẳng vào. Anh em ơi. Ôi, bộ môn này thì mình vô địch thiên hạ mẹ rồi. Úi dồi, ông nào ê, để chặt lỗ, để chặt lỗ, để chặt lỗ. Đang nghe, đang nghe nè. Không để lỗ mọi người ơi. Không để lỗ hả? À? Vậy là thua rồi hả? Thì anh phải là xếp được 10, 10, 10, phải 10 ăn được 10 cái cơ mà, đúng không? Mình chưa ăn được cái nào à? Ở đây ăn được rồi, cứ từ từ ăn thôi, cứ từ từ ăn thôi. Rồi, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Vẫn sửa sai được, sửa sai được. Ê, nhét cậu, nhét cậu vô lỗ, nhét cậu vô lỗ à. Ủa kìa. Hay. Ok. Cái bên kia thiếu cột dữ vậy, bên đây nhiều cột quá. Ơ kìa, sao bên kia... Đánh luôn rồi, cái thằng vàng cái thằng nào đây? Được rồi, được, vẫn được chú ơi. Đây, đây. Ơ, dựng rồi. Ôi, chẳng ra, còn ra. Ôi giời ơi. Em được rồi, hay quá. Ôi giời ơi. Sao bên kia lỗ nhiều đây? Sao bên kia lỗ nhiều đây? Ừ, thằng vàng nó là đéo tay nhiều luôn. Mẹ, thằng vàng là thằng nào đéo đấy? Mày chết rồi, lặp lại đi. Lại đi, mẹ. Thể bê tao đang mượt vãi đái luôn. Bên em cái thằng bô này đẹp vãi cái biu. Bên em ở giữa ấy đẹp dã man. Em không có khe hở. Không, mình xếp cẩn thận ngay từ đầu ấy thì nó qua dễ mà. Bỡ ngỡ cái nè. Em bô kia nó xếp hở quá làm em hết mạng cái diện tích kìa. Lần đầu. Đây nè. Thẳng thớm trước. Thẳng thớm luôn. Mọi người chỉ cần xếp vào đúng chỗ mình thôi. Ôi mày làm sao xếp vào xuống dưới, nó sẽ lấy chỗ của em ở đâu ơi. Xếp chung mà mẹ mày. Đúng rồi, xếp chung đi. Cứ xếp đừng lọt lỗ. Nhưng mà tí nó lại nó bị khít. Nào nào. Rồi, ok. Màu đỏ thằng nào ấy. Màu đỏ vô. Đi quang vô nốt cái này. Ui, đấy. Anh em xếp chung. Mượt rồi. Có mượt rồi đó. Đừng. Ok, được. Ừ, đấy, ăn rồi đấy, ừ. Ừ. Đây, lo được. Em xin chỗ này nha. Anh em mình đẹp vãi biu trời. Chỗ này luôn, được, chạy đi bên này. Ok. Chạy. Rồi quen lần mình. Anh đây, vô form luôn. Ok, đâu ấy. Ủa sao của em nó không xuống nhỉ? Hai. Tím thằng nào nhở? Tôi. Mẹ tôi đỡ bạn miếng đấy làm gì? Bạn xếp địt mạ vãi bùi nhở? Ừ. Bọn trẻ con kia địt mạ. Rồi. Nào, còn mấy cái nữa xong rồi đó. Sổ đẹp vãi bìu. Ôi ôi. Bê tao đéo hở ô nào luôn. Vào đi kìa. Vào đi kìa, ok kìa. Vào đi kìa, ok kìa. Bắt đi. Xong rồi. Xong rồi. Vào cửa chứ. Ok. Ok. Mày ơi, vào đi. Ra gọi vào mới vào anh ạ. Cười chảy hết cả nước mắt ạ. Rồi cười từ đó bị mỏi mồm quá. Khó thế bọng cười à? Khóc chứ. Đau hết cả mồm. Gì đây? Gì đây? À, đây là bóng. Ăn bánh. Nào, anh ăn chanh của em đấy, anh đánh chanh của em mặc ăn lần lần. Không được rơi à, không được rơi cái hạt đó quả bóng. Ờ, cứ đỡ cho nhau được. Ui, ta đánh cho một hạt lọt khe kìa. Không làm ghê. Đỡ rồi, đừng để rớt nè. Không làm ghê nhá. Thằng nào đánh mấy quả bóng sang góc tao nhiều thế. Không làm ghê. Ok. Đấy, như nào đây? Đừng nhảy, chỉ cần đỡ thôi, đừng nhảy, không cần nhảy đâu. Ok. Ăn nốt đi, ai canh góc, ăn cái cục đi. Rồi, ăn rồi. Ăn rồi, lấy chìa khóa kia. Vào đây, và hết bên kia lại đây nha. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi.
Được rồi, thôi ơi, nhét nhét chung. Cho em ở đây đi. Từ anh vào trước, anh vào trước rồi. Không sao. Dọc lên bông mai, dọc lên. Được rồi, không sao. Không sao. Ôi giời ơi em ơi, mẹ đúng sinh ra dành cho nhau. Cháy gốc luôn. Rồi ok. Chết mẹ rồi, ai bên cạnh em màu hồng tím đấy. Không, tôi màu hồng nha. Anh coi em chỗ này cái. Vào đây, anh đâu vào đây luôn này. Đẹp luôn này. Để anh bông mai. Anh nằm. Anh nằm rồi, đẹp. Em trên, em dưới, anh dưới. Mẹ mày, cái thằng nâu là thằng béo đó đấy. Cái thằng màu cam thằng nào đấy. Cho mấy chỗ này của anh ơi. Anh nằm này. Rồi. Nằm đi, anh xuống này, anh xuống này. Được. Ok. Thiếu khoảng trống quá. Rồi, không sao, hay. Rồi, không sao. Ê, để anh đây không ơi. Thằng bô. Ok. Thầy. Ok. Thằng màu cam nào đây? Chết mẹ ơi, lũng lỗ to quá. Màu cam. Kìa bôi thì chung chiếc nhầm chỗ rồi. Chết. Sao cam lại nguyên cái lỗ khó chơi vậy? Mẹ thằng cái bồn bô cái địch mẹ. Sao mày lại để cái lỗ đó chứ? Ok. Thắt rồi, thắt rồi. Chung nhầm cái lỗ của con kìa. Cái lỗ mẹ để đi bạch hẳn chứ lờ. Mày nhìn bên trái kìa. Ôi, cái lỗ đó. Chị nhìn thằng bô nó xây chiếm hết cả diện tích của em mà nó hở. Mẹ mãi cầm bìu. Xây vãi cả bìu. Ôi, quá đá. Có cục gì giữa nhờ. Quả này của em không làm là được đúng không? Em cứ để nguyên quả này của em này. Được, có cái tấm thang vậy. Nhảy lên đây. Không nhảy gì, tiết kiệm. Ở kìa. Vì sao đỡ mày cản đi không? Ây da. Ôi từ mẹ mày, cái thằng Snake này. À rơi là mất chứ không thua nhá. Ây da. Nào mọi người cho em xuống cơ. Ây da. Ủa cái chấm thang là gì ta? Chấm thang là bơm cái gì anh ơi? Thì nhìn đồ đồ ấy sao? Đồ anh ạ, đồ nâng cấp hay sao ấy? Đồ kiểu nâng cấp anh. Cẩn thận kìa, đừng để dây bóng. Hai. Ôi giời ơi, nhanh đấy. Ôi giời. Ui bốn màn nữa. Ui. Bốn trường nữa. Ồ dễ. Nhảy kìa. À cho nó phá lọ anh em, phá lọ sau lưng. Nhảy lên cho phá lọ. Để đều anh em. Anh em nhảy đều. Đừng lên đầu nhau nữa, đừng lên đầu nhau nữa. Đứng xa nhau ra, nhảy. Đứng xa ra. Rồi. Nào thằng vàng kia. Xa ra tí. Ok. Cứ ta mình ra. Ok. Bố kìa. Đứng xa ra bố. Đứng xa ra anh Khôi. Mày thăm mình kiểu đéo gì đấy. Nhìn con của mình thôi. Nhìn cái của mình thôi. Rồi anh em mình đừng có mẹ mày ra đây để bạn đây. Đúng rồi. Ây ôi. Nhanh quá bạn ơi. Ây ôi bạn ơi, đéo được đâu. Nhảy đi qua nhau ấy. 1 2 3 mọi người. Ôi trời ơi. Ok. Bài này đéo quan. Ok. Xong rồi đó, không sao. Thôi đéo hiểu. Đéo hiểu bao giờ mới qua bài này luôn ấy. Đừng có cục của mình ơi, đừng nhảy theo người ta. Thằng Bạch nghĩ đi. Đèn cứ nhảy theo người ta. Cái này cuối đi mẹ. Nhảy cuối nhá. Nhảy cuối khó nhất đi. Lên nhảy đầu đi. Đây bọn tao nhảy cuối rồi. Thằng nào nhảy kém nhất lên đầu đi. Mày tập trung vào đi bé. Đấy đấy.
ấy ở trên 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 này kia kia nhiều biết tôi à, ngoài còn lâu đây đấy mà từ từ đem cười nữa này đây này mẹ à vô thằng rồi không biết gì chưa tìm hay đấy tìm hay gì đâu mày nhầm đâu rồi mày nhầm đâu mà mày nhầm đâu 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 mày nhầm đi coi ế mãi lìn bạn à ế bạn à đấy kia rồi chấp rồi chấp rồi mọi người chấp được rồi chấp được rồi ok anh chuẩn ơi anh đi con mẹ mày mày đừng xa ta bố đừng xa ta mà mày đấy 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 đúng rồi hợp lý rồi đấy sắp được rồi sắp được rồi sắp được rồi ấy ui mẹ nó nhanh hơn đấy ui nhanh quá không sao được cứ nhảy đi mọi người thì nhanh nhanh nhảy còn dễ hơn đấy ok ơi nhảy kia bên ok ấy ui đi 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 chảy cả nước mắt đi 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 Bên đây, không không, hai thằng chơi được, hai thằng chơi được, bên đây để tao chơi được, hai thằng chơi được cho đỡ loạn. Chơi đi, GoPro chơi đi, em gỡ. Thôi thôi, tránh ạ, hai thằng chơi được rồi. Nhảy vào này. Ok, đúng rồi. Đây đây, cứ mỗi bên hai thằng bạn ơi, Từ từ. Thằng nào chơi chip dài bên kia đi. Từ. Rồi. Kìa, chúng mày phải tham minh chứ. Để em chơi cho. Đây. Phải xuống, cái đồng thời phải xuống. Phải xuống mà. Thì vẫn xuống mà. Nhảy. Vẫn chậm. Chậm đâu mà chậm, anh em tôi khéo cái đài luôn. Từ từ. Nào. Bạn ơi, bạn phải xuống trước đi. Để quả bóng nó tham minh nó còn lăn nữa mà. Ừ. Đây. Rồi, bên kia nhảy này. Nào mấy thằng này đừng chen lấn cút ra ngoài đi, bọn tao làm việc không? Nhảy. Rồi, lật. Được rồi. Hay là thêm một thằng nữa chắc bên kia xuống sớm một tí, sớm lắm em rồi. Em nghĩ là một bên phải cần thêm một người nữa nè. Thêm một người nữa bởi vì đến đấy là hết rồi anh. Và người đó chính là em. Tôi biết nhảy lên đi. Không, thôi, để bọn tao chỉnh. Đẹp rồi. Mà đừng quá nha, quá hình như lăn. Không quá đâu. Đẹp rồi. Không phải thế thì hai người đó chứ nó mới cứng lên chứ đúng không nhỉ? Hai người anh ạ. Bốn người nó mới lực nó mới mạnh hơn anh ạ. Thế bốn người nhá, tí đến đoạn đấy bốn người nhảy lên nhá. Đó là một cái lực tầm bao nhiêu ấy, không biết tất cả nhảy lên luôn. Bảy. Qua này. Ok này. Ê hai thằng kia ra đây. Bảy. Nhá. Em kéo nhảy đi. Em sang sớm một tí đi bảy. Thế là bên kia chỉ cần nhảy thêm người nữa. Từ từ, kia đỡ đi kìa,
từ lại đang lạng quá. Chim ơi, alo. Đây. Đây, rồi bên kia nè. Ui. Sao đấy? Tham Minh đi mọi người. Không phải cái quả bóng lăn nữa. Tham đi, Tham Minh lăn về sớm sớm đi một tí đi. Ra giữa cây là được. Đúng rồi. Thằng này xuống rồi này. Rồi ra okay. Rồi hợp lý. Ok. Này bốn đang chuẩn bị lên này, bốn đang chuẩn bị lên này. Bốn người lên này. Lên mẹ luôn đi. Lên. Rồi. Năm người không? Rồi. Ai. Quá nhiều não. Cái gì đấy? Lại. À. Ô, em đang bên phải, tránh cho nó ăn dưới đã. Tránh cho nó ăn dưới đã. Thôi nó rớt cái đất mất nha. Đừng để nó rớt cái đất nha mọi người. Chỉ ăn ô ở dưới thôi. Ăn ăn một ô dưới thôi xong rồi đỡ. Tao đứng trên đầu tao đấy. Em mang đỡ bóng. Thôi cho nó ăn hết ô dưới này. Nhưng mà phải cố gắng đội qua phải ấy, ai màu tím ấy. Qua dần đi. Rồi phải, ok, xong rồi đấy, bây đánh góc phải đấy. Đánh góc phải đấy. Đi lên bật đi. Em để bớt qua phải này. Ui. Ok đó. Hay đây. Đừng đội về khó lắm. Ok. Bớt cái em bị bóng rồi đấy. Gần hết bóng rồi đấy. Ôi em đợi đầu quá đấy, em đợi qua này. Nào. Đừng nhảy, không phải nhảy đâu. Ôi okay. Kìa, sao đỡ trượt. Em cái động lực học nó nhưng mà. Ai đâu. Ơi hết. Ơi như là đủ rồi. Ok đéo đủ. Mẹ lên thật. Mẹ. Mình phải đánh qua phải, mình lực đánh lùi về. Né ra cho nó ăn cái đất trước đã. Em nghĩ cái ở dưới không cần phải gõ. Ờ đúng rồi, dưới đấy không gõ đâu. Gõ phải thôi. Ok, mất một đống bóng kìa. Rất nhiều bóng thế. Ôi giời ơi. Cristiano Ronaldo. Cuối rồi, bạn lên trên chưa? Mbappé. Đừng đẩy ve đẩy lên trên đi. Đừng đẩy ve đâu. Em đánh đầu. Quả đây. Đánh đầu miệng lồn nè. Cứ đánh đầu sang phải hết đi là được. Nhìn ra bên kia bô đúng rồi, nhìn ra bên đấy. Đúng rồi. Nhảy đấy, đi bạn đấy mày nhảy nó lại về ngược mẹ mày kìa. Đấy, anh đánh sớm sớm xíu, anh trễ quá nó ngang ấy. Ôi, đón bóng mày cứu bóng cái này. Trước cái đón bóng. Ôi, cẩn thận kìa. Hai. Hai quả được. Cố cứu hai quả nào, thằng xanh chưa? Cứu. Đây. Ôi giời ơi. Đây có một quả. Cơ hội. Đây rồi, để ta đánh đâu nữa. Hây. Đây đánh tiếp ạ. Hây. Đây, chồng ta lên, đánh xuống. Đánh xuống. Hay. Hay, quả được. À vào được rồi. Vào được rồi. Mẹ à. Cứ đuổi quả bóng đi. Đúng là bố bóng. Vào đây. Quang. Làm gì ở ngoài thì đấy, để cho anh em vào hết, em take care cho anh em. À take care, ok. Cái gì đây? Đỡ hả? Cái gì đây? Phải đỡ vào đầu. Từ nhá, để xem nào. Cái này dễ. Đây, anh em tính toán là được, anh em tính toán thôi, đứng yên, từng thằng đứng yên một. Đứng yên, đấy. Bạn nhảy cho nó nổi lên ấy, cho nó xa hơn ấy. Ừ đúng rồi. Truyền băng truyền. Đúng rồi. Chia ra khoảng cách ra là được. Cái gần cuối này. Chia. Gần em xíu mới được. Ok. Ủa phải đổi mạnh lắm ấy, phải đổi mạnh lắm. Đấy, từ bạn ơi, tôi phải thăm Minh bạn. Ráng nha. Ok, đánh lại. Nhảy đi đấy. Nhảy đi cho mạnh, đúng không? Ừ. Nhảy đi. Ai? Quay phải nhìn nhảy vào bóng chứ. Đổi chỗ. Thịt mạ. Đó đi. Sao cho bố béo đỡ đầu anh ạ? Ui đi, mạ mà thôi chú mày, mạ đỡ đầu đi. Đỡ đầu. Mạ. Đỡ đầu. Đây. Ở
đấu xuống cuối không cho chắc anh ơi. Em đứng cuối rồi. Đây đây đây. Nhảy nhảy lên thì nó mới ấy. Đây đúng rồi. Này. Trời ơi. Ủa kìa. Quay điên lên. Anh bảo này nhá, anh dễ hơn này. Anh bảo nhá, anh dễ hơn nhá. Đâu lấy anh làm mốc, lấy anh mốc tất cả. Đâu đừng nhảy nữa. Tất cả dồn lên về chỗ anh nào, tất cả dồn hết về chỗ anh nào. Dồn hết về đây. Đấy người. Rồi nhá. Lăn về luôn à. Ờ cho lăn về. Có nó bị bể mà anh không lăn được đâu anh. Nó bể à? Bể mà thế thì đéo được, vẫn phải đỡ rồi. Em làm đầu cho. Anh đổi đầu rồi. Đầu đây. Hay. Anh đâu? Hay. Ơ được luôn. Để em làm cho người kia đi. Ờ được rồi. Được rồi. Mở cửa đấy. Anh Độ đánh đầu như Cristiano Ronaldo vậy. Đỉnh vậy đấy. Dây bóng bằng đầu luôn ạ. Ủa, tính ra cái bài này khó. Ừ, bài này khó phết đấy. Ủa, còn 3 bài dưới nữa, phá đảo đúng không? Đúng rồi anh ạ. Thôi, phá đảo nốt đi. Ba bài cuối. Ủa gì vậy? Theo cặp. Đấy, quay trước ấy, xong rồi. Đè lên. Từ từ nhá. À, chị. Ui, đè lên. Bạn sang đây không được, bạn sang kia, bạn sang bấm nút kia trước đi. Đây. Rồi. Chúng ta sẽ chơi hai cả là cặp đôi mạnh nhất. Ai sẽ là cặp đôi hoàn hảo nè. Ui, ok, đổi màu. Đổi màu ạ. Đổi màu. Từ từ, đến anh kìa. Thôi anh Snake ư. Bây giờ anh đây rồi, mày đạp qua kia, anh nhảy nè. Đó, mày đạp qua kia, anh nhảy này. Bên này như nào? Đạp qua đây. Mày đạp qua đây, anh đạp đi. Ê, bóng men hình như em đạp được 2 cái một lúc ấy. Ừ. Hiểu không? Nè, đạp 2 cái không đạp, vai bìu. Anh đạp. Nhảy luôn đấy, nhảy được mà. Nhảy luôn đi. Ui, đạp được. Đạp được. Đạp được. Đến sau đấy nha. Rồi, qua cái đó. Ừ, rồi. Cái gì nó bấm. Anh phải đếm chứ. Rồi, ok. Không nhảy thẳng qua được mà, nhảy thẳng qua được, nhảy đi. Em đi. Nhảy thẳng qua được mà. Đạp hai cái cuối. Đạp hai cái cuối. Đây, anh biết mà, anh treo nó mà. Anh treo nó mà. Chưa. Sao nó nhảy? Mẹ, cặp đôi này phế phải cầm mìu. Nào, tôi biết ngay. Đây. Rồi. Đó. Cảm ơn lớp kim nha. Hai. Ok á. Mắt kệ. Mẹ, mày treo. Tôi lại ông một mình à. Ui anh với 7 à. Từ từ nhá. Bảy. Em nhảy đi, em nhảy giữa đi, anh nhảy hai cuối. Ờ. Đây rồi. Ui. Ui cậu tướng lớn bé nhưng mà sao nhỉ? Ờ đổi màu à. Ôi mình được có đổi màu mẹ rồi. Ờ mình được chút xíu à. Bố ơi mày hóa bé đấy. Em mày. Mày hóa bé đấy, tao không mày đâu, mày đầu tao. Rồi nhảy đâu anh. Rồi, xong chưa, anh hóa to này, đi này, cắn quét này, đi. Từ từ. Rồi nhảy đâu. Đéo hợp nhau một tí nào luôn ý. Đi em. Đây. Anh đào hai cục được. Ok. Từ từ nhá, để tính này, cái này là bấy lên này. Từ, bây giờ mày chạy sang cho thằng Bô nhảy xuống, xong chui qua cái khe kia luôn. Anh chạy thật nhanh cho mày nhảy xuống này, anh đếm này, bắt đầu này. 1, 2, 3, ấy. Bô nhảy sang trước được mà. Đâu được không? Bô nhảy sang trước để anh Khôi giữ nút. Ờ đúng rồi, mày sang trước mà. Không phải, Khôi ơi, cái việc em hóa to này như là để bấm lúc hai nút hay sao, em chạy ra xem có phải bấm được một lúc hai nút không? Đúng rồi. Rồi, Bô chạy sang trước. Thôi. Anh Khôi. Khôi đứng ở giữa hai cái nút đi. Anh Khôi đứng lại. Rồi, đứng yên đấy. Đấy, rồi. Bô sang đi, bấm cái nút kia xem nào. Ủa sao nãy giờ mà không nghĩ ra trời. Ok. Thu nhỏ lại. Từ từ nhá, bây giờ em đứng yên đấy. Bây giờ em đi nhỏ lại, Khôi đi nhỏ lại. Rồi, khọt nhỏ lại. Rồi, cứ nhỏ đi. Được rồi, tầm mấy được rồi. Đấy. Rồi, đấy, đi. Anh phải ấn nút trước anh Khôi. Ấn nút trước. Không cần. Cần. Speed
Kìm. Nó đẳng cấp, đi vào đây bô, qua rồi. Không, nhưng mà lúc to thì đi thẳng qua được mà, làm gì phải thu nhỏ bên này. Không phải nhỏ chứ, không bị mắc đầu. Mắc không mắc đầu anh. Không, không mắc. Nó tăng lên đây sao? Đây à? Ai kìa. Đây. Qua phải đây. Cái gì? Cái gì bay đúng không? Đâu, để cái chuột bây giờ mới biết. À. Hình như phải gần dâm. Chạy nhảy qua ngay. Này. Ủa, bút, đúng rồi, bút, này phải chạy ra. Bút set go. Thấy không? 1, 2, 3, cùng chạy không nhảy. Ui. Không được. Không phải đúng thông minh đâu, đúng thông minh chắc là. Đấy mình luôn à. Rất. Đấy. Rồi, được rồi. Điểm đi. 1, 2, 3. Ui. Là. Ủa, được. Tại sao ta không thể sang nhầm? 1, 2, 3. Lại rồi. Quay nào, quay nhảy thử ra. Sao quay nhảy được? Đéo được. Đéo được. Anh nhảy, một người nhảy trước xong một người nhảy lên đầu kiểu phải đúng ấy, đúng lúc ấy. Thế là đúng hả? Nhảy cách ấy, nhảy đúp ấy. Tao quay đứng yên một chỗ nhảy thử thôi. Để bê ta mình thử thôi. À đứng đó. Rồi nhảy đi. Đấy, qua cứ nhảy đi, qua cứ nhảy đi. Ui, đúng rồi đấy, gần được đấy. Đây. Gần xíu. Cái này nghe cháu bay đứng này. Đấy, rồi đây. Sống rồi. Phải đúng lúc. Ôi, khó thế. Khó thế nhờ. Ở đây. Ô kìa, mẹ. Ơ tao à? Đây quá nhờ. Ôi trời ơi. Ôi được lắm. Ai da. Cái này kiểu đéo gì nhở? Cái này là như nào anh nhở? Từ thử. À. Bây giờ em chào bên anh xong em nhảy qua. Không, bây giờ mày nhảy xuống trước xong tao nhảy với mày xong tao nhảy thêm phát nữa. Đây nha, em nhảy nha. À nhảy đi, 1 2 3 nhảy đi. Mày phải không nhảy được. Chứ, mày đừng chạy xuống, nhảy. 1 2 3. Không được, anh xông theo kịp em. Chồng nhau. À đây, chồng nhau. Rồi mày chồng chạy thẳng. Em chạy thẳng xuống anh nhảy nhá. Ờ. 1 2 3. Nhảy. À đúng rồi đấy. Rồi. 1 2 3. Nhảy. Đúng rồi đấy. Chọn. Gần được. 1 2 3. Hai. Ui. Em đi. Đi. Em. Chân nước lại. Qua đây. Lên đây bố, nhảy sang bên trái đây. Nhảy lên. Tao chặt nhảy lên đúng rồi, nó nhảy lên ở sang trái. Nhảy lên. Mày nhảy đi. Một người sang trái trước. Hai thằng nhảy chung. Ở đây đấy rồi. Đúng rồi. Nhảy đứng sát mép vào. Rồi. 1 2 Đấy. Bông mai kìa, bông mai về chip kìa. Anh chip cặp đó định mệnh. Đấy. Em mình chuẩn nhất luôn, nhanh nhất. Thế nào ấy? Trừ là một mắt đi. Ok anh chip cùng em lên thôi. Hai bên nhảy đều. Nhảy đều. Mày trước rồi anh chip. Là sao? Không, nó còn dấu mũi tên là đi lên đấy. Dấu trừ để nguyên để cho dấu kia lên. Anh phải đánh vào mũi tên, anh phải đánh trúng mũi tên. Rồi, đi mũi tên rồi lên. Đấy. Thằng mình rồi, lên. Ơi. Ok à. Đấy đúng rồi, lại đợi này. Nhảy một lần nữa được rồi nhá. Rồi, nhảy một lần nữa, không cần nhảy nhiều. Thôi xong rồi. Cặp đôi tới xa hết rồi. Anh em đừng chửi em, em áp lực lắm. Ấy anh bấm mũi tên lên là được đấy, nhảy anh. Nhảy. Để anh tiếp thử. Phải chắc. Chắc là được. Ui giời ơi. Ba cá biu. Ôi căng nhỉ. Bình tĩnh, không được cười. Tham minh thôi. 2. Run quá. Thấy rồi. 2. Ê, chip trước đi, chip. Ôi. Rồi. Easy man.
khó đấy chứ. Hay là hay là hay là không, cái này phải thăm minh chuẩn. Ủa nhưng mà được cái này thì hợp lý này. Ủa còn 3 màn, 2 màn nữa. Ủa. Let's go. Ủa. Ủa kìa, sao tối om thế này? Đêm à? Sao tối om này? À. Cảm giác, cảm giác. Chồng đen, chồng đen, hai thằng lên mà, chồng hai thằng lên nhau mà. Thế nào lên, phải cảm giác đấy. À. Ờ. Rồi, tiếp 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 kìa. Rồi nhảy sang trái cái kia xong nhảy lên chỗ chip. Ừ, ý là phải mường tượng cái cấu trúc của cái map ấy. Ờ nhảy đâu anh, nhảy đâu anh? Vàng vàng lên. Sát tường vô, sát tường vô. Cái này chui anh ạ, cái này chui. À, đây đúng rồi, đi tiếp đi, đi tiếp đi, đi tiếp đi. Đây đây đây, đây đúng rồi, đúng rồi. Nhảy lên, nhảy lên rồi, nhảy lên. Đâu đó có chồng nhảy lên, đâu đó có chồng nhảy lên. Chỗ này nhảy được không? Anh nhảy, anh nhảy đi. Ờ, trái phải rồi, trái phải, qua trái xem, nhìn bên trái đấy. Ờ, hình như là... Ờ, cảm ơn Ami nhá, tí nữa chơi sau bạn ơi. Nhưng là cái phá đảo nút cho này đấy. Ờ, đúng rồi, đi. Cái thang nâng lên, ừ. Sao phải? Sang trái, sang trái. Đây sang trái. Ở lại lại lại. Ở đây đây lại. Mày 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 đi sang anh đi cùng mà, cứ đi sang là đi cùng luôn. Hai ba. Không, tôi phải nhảy. Ừ. Ờ ờ. Ôi. Mày tao mới vô béo à? Quá kìa. Từ từ bo, từ 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 bo nha. Từ từ nha, để anh xem nào. Nó là cái gì nhỉ? Từ từ đã, để anh xem đoạn này nhau đã. Hình như nó là cái gì đẩy đẩy nó. À đây 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 đây. Rồi. Ôi, lại là phải đi qua. Đi qua ơi. Easy man. Là sao nhỉ? Ok. Ủa. Ủa. Trên một cái nữa, trên một cái nữa. Là một cái có gì đẩy ở đây quen ơi, thử xem, thử xem. Qua nó có cái đẩy. Đúng rồi, nó là cái thang. Ui. Cái map này. Ghê vậy. Ơ cặp trai à? Ôi, căng cái nhà. Nào, em ra vậy, em ra vậy. Anh. Thôi, thôi, bố bé. Đi, 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 bố. Đi, đây, đi, nhảy lên. Ôi kìa. Ôi kìa. Mẹ, mày có vực luôn ạ. Từ từ nha. Cảm nhận, cảm nhận. Đấy, cảm nhận xong rồi đấy. Chỗ đấy nó có cái lỗ. Ừ, đấy có cái lỗ nhá. Đi, đi qua đây, anh em mình. Đây, cái lỗ, đây này, cái lỗ, đây này, cái lỗ, đây này. Đúng rồi, cứ binh đi, anh cứ binh ở đây, cứ binh, qua nhảy lên trước đi. Không nhảy được, không nhảy được. Không không, nó chầm cao không nhảy được. Anh Khôi bỏ ra, xuống đấy, đi trái nào. Nhảy thẳng qua, nhảy thẳng qua chầm đấy, nhảy thẳng qua chầm đấy. Ơ đẩy được kìa, hai thằng vừa đẩy được kìa. Đẩy đẩy cái gì kìa? Đứng ngang nhau, đứng ngang nhau, đứng ngang nhau mà. Ngang nhau. Ừ, như khi. Có đéo phải. Phải lỗ rồi, phải nhảy qua cái lỗ. Nhảy qua cái chấm đi, nhảy qua cái chấm đi. Không nhảy thôi. Đấy. Đấy. Hình như nhảy lên. Đấy, nhảy vào cái chấm. Đấy. Đúng rồi. Đấy. Rồi, mò xem. Ôi có cái đẩy kìa. Cái đẩy. Ô, thằng nào đang dẫm vào cái nút đấy, thằng nào đang dẫm vào cái nút đấy sao? Em tìm đi bố béo trái phải. Nhảy sang trái đi, cái kia bên trái mà nhảy qua trái đi. Thôi có đây, có. Đấy, đấy, đấy. Có cái gì vậy mà sợ té quá. Mà đi chung, phải đi chung, anh lên đầu anh. Được không? Đấy, đấy, đấy. Mà ngay chỗ đó đúng rồi. Qua trái luôn, nhảy lên qua trái luôn nghe đây. Ờ, đúng rồi. Đẩy ơi, đẩy. Ờ, đẩy, để thùng. Ok. Ôi, ui, nhảy đấy, tới ai đấy? Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Nhảy vậy à? Từ từ, tao. Từ từ, để lên, lên đã. Đâu lên đâu anh? Nó là cái thang hai người á. Thì cái thang hai người mà, nhưng mà từ từ cho lên xem nào. Bây giờ học. Đây. Từ từ nha, đoạn này. Mới thuộc súng rồi kìa. Từ từ, chỗ này. À quay quay đây bật lên đây mà. Không phải đâu anh ơi. Đấy bật là đi qua trái đi rồi. Sao cái chỗ này nó bị lủng xuống nè. Chắc phải nhảy trên hai cục này anh ạ. Hai cục này. Đến đây là ai? Chồng nhau lên đây thôi mà. Cái kiểu đéo gì nhỉ? Ơ? Ơ? À cái thang. À đấy là cái thang. Ôi giời. Ôi sao lại là em? Ôi kìa. Ôi kìa, nhảy qua đi, đoạn đấy nhảy qua đấy. Cặp đôi nhảy lên. Nhảy lên đấy xong đi thẳng là được. Từ từ nhảy qua luôn. Đấy, đấy. Ờ anh chị phải qua trước. Đi đi, cứ đi đi. Này chắc phải mò rồi, phải nhảy mò. Nhảy qua luôn, nhảy qua đại luôn, nhảy qua đại luôn. Ô kìa. Từ từ nhá. À. Đây đứng ở đây, đứng ở đây này, đứng ở đây này. Em nghĩ nó là bốn cái cục tròn như này này, mình cứ nhảy thăm thăm minh là được. Ờ ờ đúng đúng đúng. Đây, đứng ở đây, đứng ở đây, đứng ở đây. Ba ba cứ nhảy đi. Không đợi đợi cứu ông Min. Anh lên đi theo chung. Rồi. Rồi. Nhảy trước đi. Ok, sao đứng lên đầu nhau. Trước xong lại chèn tao.
Đây, nó đây. Ôi trời ơi. Ui giời ơi. Thầy trời hết ngày luôn. Rồi rồi. Rồi lên trên nhà trước đi. Anh nhảy đi, anh nhảy đi. Đấy chưa. Nhảy đi. Đúng rồi, từ từ nha. Thì nếu như tôi không nhầm thì nó sẽ ở đây. Đúng rồi đấy. Đúng luôn chứ. Đây 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 bông mai. Nhảy đây. Nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi. Rồi, rồi. Rồi. Đấy, cái chấm chấm này tiện nhỉ. Má mày khó phết đấy. Cái lỗ chết luôn là cái lỗ nào nhỉ? Sao không thấy nhỉ? Không, nó bịt rồi. Nó thay bằng cái lò xo rồi đấy. Có cái nút đẩy lên đấy. Quay, 8 bài nữa. Hai cái tay gì này? Ôi bắn mẹ bắn súng, bắn súng, bắn súng, bắn súng. Bắn rồi, bắn rồi. Tao đã bắn okay. Chết rồi. À, hút nhau vô, hút nhau vô. À. Hút nhau vô, bắn nhau là hút nhau sao nhả ra đấy. Là em sao? Hút hết mà. Một người hút, là, một người hút đúng không? Cái này là hút cây vô, người đó vô cây súng, xong rồi bắn người đó qua, dây bắn khỏi qua nè. Đấy. À, đúng rồi, đúng rồi. Qua, bắn nhau qua. Hút em, hút em. Bắn lúc nào, bắn lúc nào. Em bắn chim ơi, bắn em chim ơi. Qua nè, bắn bắn bố béo qua nè. Anh chip thả đây chim ơi. Anh Snake đang đang giữ em. Cảm ơn Đạt nhá. Chúc mừng sinh nhật bạn Thương nhá. Đây em bắn được rồi quay ra. Rồi, đây đây. Đây bắn em. Đây đây để anh bắn vào cho. Ở đây rồi, em đây rồi. Đây. Hút tao vào nhờ nhờ. Bắn tao vào cái. Thằng bố. Ấn nút nào để bắn mọi người? Ê ê ê. Từ từ từ, bây giờ bắn thằng nào xong kia đã. Đây đây để tao bắn nào. Anh bắn thằng nào chìa khóa kìa, thằng nào cầm chìa khóa kìa. Em. Bắn em, bắn em, bắn em. Ok, đừng kéo hình răng sau nữa em. Đây đây vàng vàng. Bắn em, bắn em. Từ 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 từ. Hình như phải gom hết vô ấy, gom hết thành một cục. Đứng 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 hết lên đầu anh để kéo hình răng trước cho xem nào. Đứng dịch ra tí nữa, xanh 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 đứng xanh là cây dịch ra tí nữa. Rồi rồi rồi. Rồi lên 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 lên. Okay. Ok á. Đừng di chuyển. Để qua luôn xem. Đấy rồi, qua được rồi đấy. Được rồi này. À, qua xong rồi hút. Qua xong hút em sang là được. Qua hết đi, qua hết đi, xong hút em sang là được. Em hút tầng trên trước nha. Qua đi mấy thằng kia, ok ạ. Ok ạ. Qua được, anh cho qua được. Không biết tường để nhả ra. Đéo nào nhốt tao vào đâu rồi xong rồi đéo thả tao ra này. Bốn thằng là khổ quá, bốn thằng là nhảy được rồi. Dịch ra làm cầu thang đi. Đây này. Nhảy qua hết rồi. Tầm này là nhảy được rồi này. Cái thằng tím thằng nào ấy, bạn hình như bạn hút tôi. Người nhau là được. Đúng rồi bạn ơi, đây, 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 đây. Hút em, hút em được mày. Ok. Rồi, 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 rồi. Ủa, không cần bắn à? Ôm vô luôn, ôm vô vậy. Mình tao hút trong mãi mãi. Lại vậy. Hút trong không nhà. Rồi, tính là sẽ phát áo đúng không ấy? Ờ, cái này là gì đấy? Vũ khí mới mọi người ơi. Gồng gồng gồng. Cái gì vậy? Ông nào chết rồi kìa. Ok à. Từ từ nha, từ từ nha, xem cái này là cái gì đây. Anh em phải tập hợp lực, hợp lực. Hợp lực lâu từng người. Ok ok. Rồi rồi rồi. Lên tầng, lên tầng. Lên 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 lên, chồng lên, chồng lên đây, chồng lên đây. 1 2 3 hút. Hút. Thêm người, hai người hút sẽ được nhiều hơn. Cảm ơn Yoko. Ok. Cái bên gì đây? Bên kia đừng hút. Sao tầm quang lại hút? Bịt mẹ bên kia. Bên phải hút thôi, bên trái đừng hút, bên phải hút, bên trái không hút. Nè, tầng 2 nè, hút quang nè, hút quang nè. Lên đây, lên đây. Cảm ơn Yoko. Đấy. Rồi 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 rồi. Đâu chồng lên nữa, chồng lên nữa, chồng lên nữa, lên nữa đi. Lên này, em này chồng lên đây. Chồng lên đây, chồng bậc thang đây, chồng bậc thang đây. Thằng xanh bảy kia, bảy kia. Bảy ra mép đi bảy. Bảy nhảy bay, bảy. Rồi ra mép, Ha. Rồi. Ok. Đây. Nè, đừng hút linh tinh nữa. Em mà. Rồi này. Từ từ nha. Hút thằng vàng đâu, đẩy thằng vàng sang được. Cứ hút thằng vàng rồi, đi thẳng ra. Cứ hút thằng vàng vàng, đừng hút thằng vàng, đừng hút nhá. Rồi. Đấy, đẩy thằng vàng ra, hút thằng vàng đẩy nó sang là được. Đi. Đấy, hút nhau, thành đoàn tàu đây, Đẩy. Đừng hút, đẩy. Đừng hút kìa. Sao chứ không hút? Đẩy hút rồi. Bây giờ không phải thì một mình thằng vàng hút thôi. Không, quả đấy phải vừa hút vừa đi thành một đoàn tàu xong đi qua đấy là được. Đây, rồi quá. Nó từ từ nó mới tăng lực á mọi người. Cái hút ấy. Thôi đừng hút, đừng. Đừng hút linh tinh nữa. Rồi, cứ hút. Rồi, rồi, lên nốt thằng trên này đi. Rồi, sai quá. Một thằng nữa,
rồi rồi kéo về kéo về kéo rồi về. Bây giờ anh bảo nhá, bây giờ anh bảo nhá, xếp thành đoàn tàu xong hút đít nhau xong chạy qua chỗ đấy là xong, hiểu chưa? Đúng rồi, đúng rồi. Vừa hút vừa đi, vừa hút vừa đi. Đấy thử xem nào, thử xem nào, vừa hút vừa đi mà, vừa hút vừa đi nào. Từ từ còn đằng cuối, đằng cuối. Nào 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 nào. Từ từ. Anh bảo sai hướng rồi, sai hướng rồi. Nhìn sang bên phải, nhìn hết sang bên phải. Nhìn hết sang bên phải. Ơ kìa. Được chưa? Vừa hút vừa đi, vừa hút vừa đi. Vừa hút vừa đi, đi 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 đi. Đi đi. Sao đi được? Đi. Sao bên đấy phải quay sang trái ạ? À thế quay sang trái. Ờ thế quay sang trái vừa hút vừa đi. Ai ai sang bên đấy là phải quay lại sang trái. Mày à. Mày hút em hết. Mày cần điều bấm quần. Rồi đi 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 đi. Được chưa? Thế đi lùi nhá, đi lùi nhá. Rồi rồi nào quay hết sang trái đi lùi nào. Quay sang trái, quay sang trái, quay sang trái, đi lùi được, vừa hút vừa đi lùi em được không? Được. Được 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 được. Nào vừa hút vừa đi lùi, quay hết sang trái. Không được, thằng tím đang tím giữ em rồi. Đấp đê, đấp đê. Tao nữa, tao để tao xoay trái đã. Ừ. Rồi. Hình như vẫn thằng nào quay sai kìa, có thằng quay sai kìa. Bố bố. Này. Bố quay bên kia. Rồi. Khổ thế nhở? Đâu rồi? À, à, đi 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 đi. Ok ạ. Đéo được. Mẹ mày sẽ phải. Anh cho em nói, bây giờ đẩy một người sang xong người đấy cứ hút dần dần mọi người sang là được. Đúng rồi. Đúng không? Ờ đúng 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 đúng. Rồi rồi rồi, đấy đấy đấy. Rồi hút em đi. Mẹ mày đoạt tàu. Bé ơi. Ơ kìa. Trời ơi. Sao nhả ra? Anh tưởng mày giữ. Lại. Rồi. Em đứng luôn này, em đứng luôn này. Rồi lên đây lên hút đi. Nào hút tao làm đéo gì vậy? Một người hút thôi, đâu để em hút, để em hút. Đây. Rồi rồi rồi, đấy đấy, chồng lên chồng lên nhau. Đừng đừng hút linh tinh. Rồi chồng lên lên đi, đỏ lên. Rồi. Hút người nữa. Rồi ok, đi. Đấy, đẩy một người sang xong người đấy cứ thế hút mọi người sang là được nhá. Hút. Cứu anh độ. Rồi ok. Rồi bây giờ nè, từng người. Rồi thôi đẩy nữa. Rồi bỏ ra. Bỏ ra. Hút em rơi mất. Bỏ ra. Nào. Đi cay thế nhở? Đã tới khúc đó rồi. Mẹ mày nó bỏ ra đéo bỏ, nó còn lùi lại nó mới bỏ cơ. Đi ra đây, bảy đi ra đây. Ok, đừng hút nữa. Bảy. Đéo hút nữa mẹ. Bạn lên đây bạn ơi. Thôi bạn lên đây chơi chung. Lên nó đây. Bố bé hút của bố mình à. Ok. Ông nhả giữa đường luôn à. Nè, hút lên. Bạn hút tôi không? Bạn kéo tôi qua đây. Không, một người giữ anh chip, một người phải giữ anh chip đúng không? Một người giữ anh chip. Người giữ. Ôi, tôi biết rồi, bạn ơi, đoạn này dễ lắm. Chia làm 2-2 đi. Đây nhá, tôi bạn lên này, đây, tôi hiểu. Đây bạn lên đây đi. Nè. Rồi, lên cứu anh. Bạn nào hút tôi đi, xong rồi bạn thì tiến, tôi thì lùi. Rồi đi. Rồi. Bạn tiến đây. Tiến thôi, đéo tiến được. Không được, phải có người đẩy mới đi được. Thế thì từ nhá. Ok, bạn. Tôi là hút đây. Nhưng mà bạn từ thôi để tôi qua đã, xong lúc rồi tôi hút, xong rồi đến lượt bạn thả, bạn hiểu không? Cứu người trước. Cứu người trước anh Độ ơi. Thì bọn tao vẫn đứng đây mà. Lên tiếp này. Lên. Cảm ơn Đức Trung nhá. Rồi đi. Quay lại hút đéo với tao. Đấy bạn hút tôi, bạn dịch sang làm sao để tôi với bạn cùng đứng được đã. Rồi nhá. Bung ra. Bây giờ bạn thả đi, không chết được đâu. Đấy. Hai người một đi. Ok, như là bao rồi, lùi rồi, bọn em qua được. Cứ hai người một đi, chia cặp ra. Sao mọi người không bọn em cho nhau? Trong ba lần kia thì xong rồi bạn nhỉ? Trời ơi. Anh chip với cả anh Độ đứng bên đấy hút bọn em sang là được mà. Đã xong rồi. Thì phải 2-2 đi như tao với Độ là được. Nhưng mà nhiều người không phối hợp được. Nhưng mà nó mất thời gian hơn anh ạ. Đâu. Đây, nhìn bọn tao là mẫu nhá. Này. Đấy, bạn đẩy tôi sang đây. Đi lên coi. Đứng giữa này, hai đứng không vào. Rồi, bạn ơi, chết đây. Bạn sang tí nữa. Đấy, rồi bạn thả đấy. Tôi chết. Bạn thả đấy, không chết được. Đấy. Nào nhỉ? Bạn chạy ra tôi hút thử chúng nó mà, bạn chạy ra tôi hút thử chúng nó. Ôi giời ơi. Đừng thả ra bảo tôi. Anh Quang đừng có hút. Em không thả. Khi nào cần hãng bỏ.
cay vậy. Đấy nhá, thì bạn tao chúng bọn tao làm lại. Là làm mẫu đúng một lần nữa rồi nhá. Mẹ. Cứ một mình nhá, thiếu một. Rồi ok. Ui, ui. Chúng mày hai thằng úp mặt vào nhau đúng không? Anh thấy bảy úp mặt rồi này. Rồi chúng mày làm động tác hút đúng không? Chia đôi đi, lẻ kìa. Thằng hút đỏ. Hai thằng úp mặt vào nhau cùng hút bên nhá. Rồi cùng hút nhau. Rồi hút nhau rồi. Thế xong rồi thằng đứng đằng sau đẩy thằng đằng trước. Tao giữ lại. Đẩy cho khi nào hai thằng cũng đứng được bờ vực. Được chưa? Anh phải đây lắm này nữa. Trời ơi, làm máu đồ chết thế này thì xong rồi. Bạn bấm đi từ từ đó, bạn nhón nhón đó, bạn cứ bạn chạy thẳng ra ấy. Này bọn em không cứu ba thằng này đâu, cứu từ nãy giờ mỏi tay lắm rồi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Mẹ cứu nhau còn chết. Thôi bây giờ dễ nhất là bọn tao qua trước xong tao hút từng thằng qua nhá. Ok ok. Rồi đi vào đi rồi cứu nốt thằng kia đi. Nào, xếp hàng lên. Ok. Ok. Nhảy đi bông mai không chết được, nhảy đi. Sao đây? Rồi, đi. Đấy ra mày thấy mày tin tưởng anh hợp lý không? Đấy, bạn đẩy tôi ra đây. Rồi đấy, bạn thả đây. Rồi đấy, rồi bạn mở cửa xuống vào đây. Rồi sao bây giờ như nào? Rồi, em làm gì? Tao hút từng thằng sang. Mẹ. Đây. Đi qua đây. Vào cửa trước đi cho đỡ vướng. Rồi đúng rồi, đấy có vẻ nhanh hơn không? Ừ, mẹ việc đéo gì cũng đến tay. Khổ đấy. Anh đi trả lời bố nhá. Vào đi bố. Vào đi kìa. Vào đi. Vào cửa đi. Đây rồi, từ đây. Đánh từ đầu như thế luôn thì nhanh hơn. Rồi, từ đầu nên là xong rồi. Thì tao muốn chúng mày có sự phối hợp, hiểu nhau hơn. Mà chúng mày đéo làm được. Game teamwork mà. Mà phải game thì một mình bọn tao gánh đâu. Hút. Ủa, hút được cái cục này không nhỉ? Bắn, ai bắn? À đây, bắn đây cái cục ấy, đi, mang cục ấy đi. Em cục rồi. Đây, cục ấy thả đây em ơi. Đứng ra. Bảy ơi, cục ấy thả đây, thì mới lên được. Quên. Lên đấy, thằng bô lên đi. Sức ra của em. Sức ra, anh phải bắn vô đó. Mày lên trên kia đi, rồi. Thả thằng nào bắn nó ra cái. Tao tự quyết định cuộc sống của tao. Từ từ nha. Cái đoạn này nhảy là hỏng đúng không? Cái đỉnh con mẹ. Cái này á, nhảy thôi. Một người hút hết tất cả mọi người lại á. Đúng không? Người nhảy thôi. Nhảy phát là biến mất mà. Nhảy qua đây. Từ từ này, bây giờ tính là ai là người hút này. Bị hút mẹ rồi. Từ, mỗi người chỉ hút được một người thôi. Mẹ quá ơi. Thẳng ra. Bây giờ bô hút, anh độ hút bô đi. À, núp em bên đó ơi. Từ. Hút em. Sao để hút được nhỉ? Đây mày đừng xuống đây. Đừng... Em nè. Rồi. Bây giờ quay hút bô men đi. Ừ, anh cho hút em đi. Ship rồi. Bây giờ bảy hút tao với bô đi, bảy hút tao với bô đi. Ben gì rồi? Có anh Ben gì rồi? Rồi. Đúng rồi. Mày hút tao nè. Thằng nào nhảy tốt nhất thì thằng đấy hút cuối. Rồi từ, hình như hơi sai rồi. Nhả hai người kia đi. Nhả ra, bung mai, nhả ra. Quay với bô men. Đấy. Nhả ra, bung mai. Nhả rồi không được. Bây giờ phải nhả nhau hết ra đi, xong rồi xếp hàng. Không, một người hút là được, một người hút cuối là được. Đây. Ai hút bảy rồi. Rồi, hút em đi. Rồi. Ben hút anh chip. Mẹ giống mình phải nhảy. Ủa sao hút được, em xem hút được. Bấm e. Hai. Rồi. Rồi, hai nhảy đi. Hấp lực quá. Ôi. Bật ra bên kia. Đúng rồi. Ô đéo được rồi. Mà tôi thổi đấy. Ông có chỗ nhảy đạn. Nhảy lên bắn. À có kìa. Đấy. À rồi. Bây giờ bắn hết sang đi. Ui, phải tham mình đấy, đúng rồi. Bắn hết ra đi xong đỡ nó. Xong làm cầu đỡ nó. Thôi đứng lên làm cầu đi. Bắt cầu lồm. Làm cầu đi. Bắn bên này chứ. Bắn đại hồi sinh. Bắn đi, bạn cứ bắn đi. Hai thằng dưới làm cầu đi. Đi, con mẹ cứ đứng đấy, vãi cả lực. Đây, làm cầu nhảy. Nhảy lên đầu đi. Rồi. Đấy. À, cũng được. Rồi. Rồi. Nào. Rồi đấy từ đã, làm cầu đi đã. Dịch ra thêm tí nữa đi. Bên kia hút nhau sẵn đi. Thôi rồi từ nha. Đây bọn ta đéo nhảy. Ờ đây hút đi, bắn nhảy bắn đấy.
Rồi đúng rồi đấy, chuẩn rồi đấy. Đúng rồi, hay bố béo ơi. Hay. Hay. Được rồi. Cứu em, cứu em. Cái chìa khóa, cứu em. Phải lên. Lấy cái chìa khóa, lấy chìa khóa, lấy chìa khóa. Chìa khóa. Cái chìa khóa. Từ 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 từ. Làm cầu đi, lại làm cầu đi. Rồi lên. Rồi, lên nữa, lên nữa. Lên. Được rồi, ok. Vội thế anh em, vội thật. Bắn nữa, địt mẹ, thả nó ra. Đóng đi, mở cửa đi. Cái mẹ thằng nào lộn được, bắt tao nhở. Ok hả bố. Ai bắn em ơi. Thề luôn đi. Cười vậy. Đậu ruột. Ôi, thì phải lại hút. Ủa à. Cái nút đạp vào cái nút rồi mọi người đạp thử cho biết. Kéo cái nút ra đây. Ủa cái gì anh? Ui đếm bơm à. Kìa chết. Đi ra đừng đây. Từ để xem cái nút này nó có. Từ để xem cái nút này nó có tác dụng gì đã. Hình như cái cục kia chỉ tồn tại 10 giây ạ. Hình như từ từ nhá, xem hết 10 giây nó là cái gì đã. Em nghĩ là cái mỏ nó đào, nó đập, đổ xuống đây này. Ui! Ui, khó thế. Từ từ nha, 10 giây à? Từ, 9 từ từ đã. Cái kiểu gì nhờ? Hút kia được không? Rồi, mọi người lên hết cầu đi, lên hết cầu đi. Không, hình như cái cầu là chỉ được một người thôi. Không, được nhiều người bạn. Đâu, lồng đi số 1 lên mà anh. Nhảy lên đi kìa. Chồng lên nhau ấy, Anh đó đi, em hút vào đây. Đẩy cái kia xuống cho anh, đừng đẩy đâu ấy. Đây xuống à. Ừ, nhảy lên kìa. Ờ, đẩy cái đây xuống. Đẩy xuống nha. Đẩy đấy. Đấy. Đẩy từ. Thằng nào? Đẩy cái này để đặt thằng nào, thằng nào kéo cho anh sang bên này cái. Đứng. Kéo sang bên trái, kéo bên trái. Trái à? Đây. Ok, kéo bên trái. Đây, đỡ cái. Hút được về mà. Nào, từ. Hút được về mà mọi người. Rồi. Rồi, vậy đúng không? Đúng rồi, lên đi. Rồi, giờ nhảy lên này, Con mẹ mà thằng mô dư ta bây giờ. Đây, để em nói đây. Bây giờ nhá, cái số 1 này là đặt vào cái kia để đếm ngược 10 giây. Là một người dưới đấy sẽ phải ngay lập tức nhảy đến đây. Thì mọi người phải hút cái người nào mà kéo cái cục đấy vào cái ô 10 giây. Đúng rồi. Đúng chưa? Thế là cái cục này nó phải nằm ở dưới này này. Anh hút, anh đẩy cục xuống đây nữa. Không phải đâu anh Khôi. Không phải, Khôi sai rồi. Anh dẫm được mà, anh tự dẫm được mà. Để cái cục này để anh độ nhảy lên. Cục này là để tao nhảy lên này, đây này, thấy chưa? Lên đi, lên cầu đi. Mẹ bảo lên cầu đi rồi. Lên cầu đi. Rồi đứng cái cầu nhá, để chỗ cho anh nhá. Ủa nhưng mà thế nó kéo hình quá anh đổ. Sao nhảy lên đi. Được, nhảy được. Còn cái chìa khóa ở dưới này nữa này. Cái kia mới là quan trọng nè, tại sao cái kia nào mới. Rồi nha, để thử xem nha, đúng nha. Cứ đi. Cứ đi thử xem nó đúng nha. Kịp. Đúng rồi đấy. Cái chìa khóa sao nhỉ? Ừ, cái chìa khóa đấy cái gì. Ôi, cái nút kìa. Đừng nhảy xuống. Mình phải thả cái cục nó vô đó nè. Ờ, cái này là phải thả cục xuống là rồi. Tự động cho AI chuyển ấy. Phải hút. Thế nó đẩy cái cục này vào cái máy kia đúng không? Phải thả cái cục đó vô cái. Bây giờ anh bảo nhá. Đây lên trên hết đi. Hút lên là được. Rồi đi lên hết trên cầu đi. Lên đây thằng đỏ lên đây. Ủa thế tí nữa tham minh thả thì bịt mạng phải bìu. Bảy ơi, bảy quay đây. Rồi lên hết cầu đi. Rồi, okay. Bảy thả anh số đã. Rồi tí nữa bảy hút đây nhá, để anh dựa cái nút này. Lên hết cầu đi. Đứng dậy lên. Nhảy lên đi. Nhưng mà đứng vậy đó sao anh chip thả cục đó? Từ từ. Đây, đứng lòi ra nữa đi anh chip. Đứng lòi ra nữa đi. Đẩy cái cục ấy gần rơi đi bạn. Đẩy cục ấy gần rơi đi. Bạn cứ đẩy cục ấy gần rơi đi. Đúng rồi, anh phải đứng sát ra. Được rồi đấy, đứng ra sau lưng chip bớt đi. Đừng lên cái cục nhá. Một người đứng xuống đi, ba người đứng được mà. Rồi ok, đứng sát rồi đây. Anh nhanh quang tí, anh trái tí không tí rơi đấy.
hai, thả thả nha mày. Nhảy. Nhảy nữa. Rồi rồi rồi. Rồi, nào. Anh bảy. Chim ơi, cố lên. Thả mình nha chim ơi. Thả mình. Thả mình. Không, không, từ từ, nhiều cơ hội mà, cứ bình tĩnh nha bạn ơi. Ôi trời ơi. Anh chim ơi. Anh, đây rồi nhá, anh hút, 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 hút đúng không? Hút nhưng mà phải cho cái cục ở ngoài, xong anh chỉ cần đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi là lại. Như cũ, như cũ, như cũ, nhanh, 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 nhanh. Anh chip sang trước, anh chip sang trước. Rồi, nhảy lên, nhảy lên. Rồi, để nó ngồi dò ra ngoài, ok. Rồi, đứng hút mày. Nào, xếp hàng đi, xếp hàng đi. Rồi, ok nhá, được chưa? Đây, 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 đây. Ôi nào đừng hút. Để nó tự nhảy. Rồi ok. Được rồi. Rồi đi. Còn lại của anh chim. Kíp ơi, ăn kíp ơi. Ui. Từ từ nhá, ngồi yên đấy, đứng yên đấy, đứng yên đấy. Đứng yên đấy, đứng yên, đứng yên, đứng yên, đứng yên. Người lên xuống rồi. Bảy bảy xuống hút anh bảy. Ai? Ô kìa. Ai cho ngồi. Hút. Hút đéo hút rồi. Ôi mày ơi. Mày ơi, sao lại đạp cục đó? Sao lại đạp cục đấy? Không phải, chúng mày ở trên cứ đứng yên đi, đừng nhảy xuống. Dối. À đứng trên đầu em nhảy không được, em đứng thẳng xuống luôn ạ. Bảy à chip chip vào vị trí đi. Hay là hay đấy chip ơi. Đúng rồi đấy, hợp lý rồi đấy. Vậy tí chip tạm vào xong rồi đấy. Mày hút lại hút. Rồi, ok, lên. Ở trên đừng nhảy nhá, trên cứ đứng nguyên thôi. Rồi. Chồng lên. Ok. Được rồi. Ôi, nó bị chồng rồi kìa. Năm mình. Ôi giời ơi. Đấy, đấy là tôi thả. Đây. Không, anh đồ thả luôn. Thằng nào xuống hút bằng 7, Thằng nào xuống hút tầng 7, một thằng thôi. Rồi, đi. Rồi, ok. Rồi, thế là bây giờ là anh độ với anh chip là cứ thế thay nhau thả thôi. Ui. Biết gì cũng đến tay. Từ từ nhá. Quay lấy chìa khóa đi. Rồi, đây, quay đi. Quay lấy chìa khóa thôi, bấm nút. Bấm nút xong mới chảy sang. Bình tĩnh rồi, cứ bình tĩnh rồi. Let's go. Ok. Hay. Nhớ nhảy xuống lại, còn đây mình nhảy xuống này. Xuống đây. Ok. Ôi trời. Không nhảy. Không cần nhảy đâu, cả lũ bấm chạy xuống là được rồi, không cần phải bấm nhảy. Mọi người ơi, anh chip chân ngắn mọi người để cho chip đứng đầu đi. Không, để không đi thêm một lượt nữa cũng được mà. Không, nó kéo hình. À ừ dạ. Phải lên đi vậy. Nhầm. Không được, rơi đấy. Rồi. Đấy. Xếp lên trên đây. Đi. Ui, từ từ nha anh chip nha. Bình tĩnh thôi anh. Rồi, thả luôn. Tao thì thế. Khó. Dễ. Ôi. Rồi. Đi luôn. Bảy xuống 4m. Thả ra hút 7 đấy. Bấm nút hút thôi. Rồi đúng rồi, thế được rồi. Đây. Ây da. Sao nhảy rồi. Lên. Rồi. Đứng ở dưới hàng 1, cái người cầm cái đấy phải đứng dưới hàng 1. Lại. Lên. Anh mày xem với anh đeo một phút. Lên. Bảy bấm lên. Lên trên 1 đi. Rồi ok nha. Mà thực ra là hình như là chỉ cần đi một người thôi mà. Không, nó kéo hình bạn ơi, kéo hình chết. Thằng bảy vừa bị kéo hình chết xong. Chim này là nhà thả trưởng nha. Đấy. Đây. Không phải. Đứng lên tí nữa xuống anh bảo nhá. Tí nữa đến đây, anh bảo này. Tí nữa đến đấy mọi người chỉ cần bấm sang phải thôi, không cần bấm nhảy đâu, nhảy bị chèn nhau, cứ bấm hết sang phải là được.
Bấm đi. Ok. Ui, đây, rồi rồi được rồi, ok được rồi. Rồi. Mở cửa. Nhào nhào hết cả lên. Nào. Ok. Nào. Ok. Đây đây đi xuống đi kìa. Mở cửa đi kìa. Rồi. Căng thẳng quá. Tưởng là 12 giờ phá đảo, giờ 1 giờ hơn đi cơm. Ui mẹ, bây giờ mới bài cuối á. Trường cuối. Last back. Ui, cái gì đấy? Đạp thôi xem nào. Ờ, từ từ, bấm lại nút rồi. Ê, nhảy lên chặn à? Có thằng chắn ngang kìa. Mày, cái thằng chắn ngang. Ở đây đấy, chặn đây. Ai ôi. Chồng lên đầu đi. Chồng lên ở cái nút luôn. Ơ kìa. Không, thằng nào chặn ngang nhảy lên đầu. Chặn ngang nhảy thôi. Nhảy lên đầu anh ấy. Nhảy đầu anh ấy. Bố béo nhảy lên. Rồi rồi, đừng nghe đây nha. Đừng nghe đây nha. Bấm nút nữa mà. Đi sang bên trái bấm nút mà đúng không? Ờ cứ đi đi. Thằng bên dưới đi điều khiển lên sang trái đấy. À. Nút này nút để reset cái hộp à? Nhảy lên xanh lá. Cái hộp nó cưng lên nè. Cưng lên để cho hai người sau đi. Cưng lên để cho hộp đi qua. Ok. Cưng lên lên chi ta? Địt. Đấy, để làm cái tường ở dưới này à? Nó qua cái bậc kìa bảy, tưng nó qua cái bậc kìa. Tưng qua cái bậc, đúng rồi. Ok. Thế thì phải hai người ở dưới rồi. Nhảy lên kìa. Rồi. Đi qua. Lên lên, đẩy lại số 1 xuống đây, đẩy lại số 1 xuống đây. Để lại xuống kia. Để xuống bên kia được kìa. Để lại cho cũ. Đâu, để lại cho cũ chứ. Không, phải đẩy xuống đây thì tí mới lên được chứ. Nó cứ dính trên đầu em. Một người đẩy trên đầu em đi, một người đẩy ở trên đầu em thì nó mới xuống được. Để xuống tiếng bố tự nhảy, à tí anh Ben tự nhảy lên. Rồi, vô góc rồi. Để. Nhưng mà lại đừng nhảy. Đi bộ. Ơ kìa. Ôi. Phát đi bộ anh ơi. Em nhớ đi bộ. Thấy kìa. Mẹ cái thằng vô mấy lần rồi đấy. Nào bình tĩnh nào. Đây lại tao chặn rồi đây. Rồi. Rồi. Đi nè. Lại xuống một lại đây. Chạy nha, đừng nhảy nha, đoạn đấy chạy thôi nhá, chạy ngang qua đây nhá. Đẩy hạt xuống đi, đẩy hạt xuống đi. Lên nè, lên nè. Nhảy lên đầu đi qua này. Thằng đỏ này sang phải đấy, sang phải đấy. Ôi kìa, nhảy. Quên tay người, lỗi em. vướng không đi bộ qua được cái sao ấy. Vướng thì đi bộ được. Nào sự phối hợp hoàn hảo nè. Ừ đừng nhảy hai bậc là bị ấy. Nào đợi súng này. Rồi. Lên. Đừng đứng ở đây nữa, nhảy sang bên đây luôn đi. Nào. Đi qua xuống. Nhảy một người thôi, đúng rồi. Rồi đi qua trước nha. Từ, làm sao em có sao lấy cái kia ta? Rồi. Em qua trước thì làm sao em qua được nhỉ? Chồng lên, để em nhảy lên. Ok. Đéo được. Mọi người qua hết bên phải này trước. Để lại một cái số 1, cái số 1 đấy là để chặn mà. Đúng rồi, cái số 1 để chặn cơ. Không, ý là bây giờ mọi người phải qua trước, Sanex phải qua trước cả anh Độ cơ. Rồi, anh hiểu rồi, bây giờ nhá. Lên đẩy số 1 xuống đi, đẩy số 1 xuống đi. Chịu đứng yên nhá. Đẩy số 1 xuống đi, cứ đẩy xuống đi. Nào, đi. Rồi đây. Rồi. Được rồi, đây, đi lên đi, lên hết đi. Để lại anh với chip già được rồi. Đừng nhảy nha, đừng nhảy. Ô kìa. Lỗi em. Lại em lên coi ạ. Chỗ đó không đi hai hàng nữa đâu, đứng sát cái cục nhồi nhảy qua luôn ấy. Bô nhảy lên chặn đi, bô chặn đi. Được rồi, đây, đi lên đi, lên đi. Lên đẩy cái hạt cây xuống. Cái nút đỏ này để reset lại cục đấy, để tía nó chặn. Đi ra, qua. Rồi, lên đi, nhảy hết qua bên kia đi, qua hẳn bên kia luôn đi. Anh coi đứng sát cục nhảy qua luôn. Nhảy qua luôn đi, đừng đứng đây nhá. Anh phải nhảy qua. Nhảy qua luôn đi. Rồi, ok, qua hết bên này đi. Đừng có nhảy hai tầng là bị ấy. Rồi. Được kìa, rồi nhá, ok, từ từ nhá. Ít có mẹ bị kẹt hình. Thế một người đứng bên kia. Đứng nhảy lên một lần là qua được là kéo được hình Khôi ơi. À không, bây giờ ấy. Đây. Bây giờ sang nữa, một thằng nữa. Xong rồi còn cái chìa khóa kìa các bạn ơi. Từ từ để cho anh Độ lên mới chặn lấy chìa khóa được anh. Cái cục nó chỉ tưng nên không thì xét. Anh Độ đi sang đi. Tao sang thì đéo nào được. Bây giờ anh Độ lên trước đi, Độ lên trước chặn được mà. Nhảy lên là chết rồi. Nhảy lên chết luôn. Bê có mỗi thằng Bô nhảy được thôi. Thằng Bô hẳn xa hãy đi. Nhưng mà Bô nhảy qua luôn thì anh Độ. Bô đứng trên cái cục là được, Đấy. Thì tao đi kiểu đéo gì. Nhảy hạ thác, để cái Độ đấy. Đi sang đây. À không được. Ừ, đi phải. Cái cục này phải ở trên rồi anh ạ.
Cái cục này phải ở trên anh ạ. Ờ, cái cục này ở trên. Hoặc là vô đứng là chơi chít kiểu đứng mé mé ở ngoài. Anh Độ có một chỗ để nhảy đấy. Ừ, đó. Đúng rồi. Không được, tao không nhảy được, nó chặn tao rồi, sao nó nhảy được. Cái cục số 1 này phải đẩy xa ra rồi. Cái cục này phải đẩy sang bên này. Cục này làm sao phải đẩy sang được bên này này. À, được rồi, bài bài. Đừng đừng reset. Bây giờ này. Đừng reset. Tại vì một thằng bấm cái nút để cho cục ấy nhảy lên, ta chui trong cục đấy là được, là đỡ được cục đấy rồi. Bây giờ cứ chặn đi. Bây giờ tao đứng đây, xong rồi thằng nào đẩy cái cục số 1 lên đầu tao để tao di chuyển cái cục đấy sang. Đúng rồi. Đây. Tránh ra. Đây, nó như này. Đúng rồi. Đây, bây giờ đẩy cục xuống. Đẩy xuống đây đi. Nhầm. À không, nhảy cũng đúng đấy. Được rồi. Lên đi. Đúng rồi. Lên đi. Chip lên luôn đi, Không, tôi nghĩ là phải nhảy số 1 này lên. Được rồi, bạn lên đi. Đừng đẩy sát. Rồi, rồi sang bên kia đi. Anh biết rồi. Sang đi. Sang bên này đi, không có chết hết cả lũ giờ. Rồi, Giang. Ok. Bây giờ một người quay lại, bảy ơi, quay lại bảy. Không quay lại đi. Sao quay lại làm gì? Quay lại làm gì? Để cho mọi người đứng lên đầu. Không cần. Đúng mà. Bây giờ anh Độ nhảy lên trước. Tao không làm theo cách của anh tôi nhỉ? Tức là đội cái số 1 này lên nó như một cái lá chắn luôn, bạn hiểu không? Đúng. Không được nhỉ? Để hơi khó. Không nhảy lên được. Ủa, sao bây giờ nhá, anh bảo. Bây giờ nhá, thằng Bô nhảy xuống đi. Bô đi đẩy cái số 1 này sang trái. Bây giờ không cứ anh bảo đi sang bên kia lấy cái nút, bấm cái nút đấy để các cục cái nhảy lên, xong thằng màu đỏ chui qua là bên trong cái cục đấy đã. Hiểu chưa? Đấy, màn hình. Cứ nghe anh đã, đẩy dồn màn hình sang đi để cho nó đi đi. Từ từ nhá, đừng xuống. Đây, qua trái đi. Rồi, qua đây. Sang nữa đi mấy thằng kia, bảy. Đây, em. Được rồi đấy. Bây giờ chết rồi. Chết rồi anh ơi. Đó, lại nè. Ui, thì mình giờ hành người khác à. Rồi, nào lên nè. Ui, giàu nhỉ. Ui, số là được à. Mình đẩy cho đúng không mọi người? Thử chơi cách của anh Chip đi, đỡ lên trên đầu không nào. Ui, đến đầu hả? Đúng rồi, xong chẳng cái này luôn. Xong rồi chuyền qua cho mình sau lên nè. Các bạn bây giờ nhá. Bây giờ nhá. Đây rồi, từ từ đã. Mọi người nghe tôi đã, để tôi bảo này. Tránh ra, dịch vào sát tường đi, hàng này dịch vào sát tường đi. Bô để sát tường đi. Đi vào trong, bô vào sát tường đi. Anh bảo nhá, cái nút này bấm là để nhảy qua này, thấy chưa? Bây giờ đẩy này vào gần đây thôi, xong rồi là một thằng chặn đấy là bấm để cho thằng này chui qua thôi, thế là chặn được rồi, còn đéo nữa. Đúng. Hiểu ý anh không? Hiểu. Đấy, thế đây thôi. Thế đẩy vào đi. Anh đẩy vào trong đi. Bây giờ nhảy qua cái sau lưng cái cục hết đi. Đứng trước cục. Bè qua đằng sau lưng cục hết đi. Sau lưng này. Ừ. Rồi, bây giờ Bố. Rồi, đứng yên, hai thằng kia đứng yên đây đã. Đồn coi. Rồi, xích hết cơ thôi em ơi. Lên đi. Em. Rồi, ra hết đằng sau cục đi. Tại sao không để cái cục này lên đầu mình luôn mới được. Bây giờ nhá. Bây giờ thằng xanh là cây là thằng đéo nào nhỉ? Em. Em đi. Em đi xuống bên phải trước đã. Chết không phải. Đây rồi, đúng rồi, đó. Phải rồi. Mày bấm lại, mày bấm lại nút cho anh cái. Bấm lại. Bấm nữa. Rồi. Ê da. Bấm từ từ thôi. Che được đâu anh ơi, nó thấp lắm. Không phải không che được mà là cái nút này để chuyển sang bên kia, và thằng xanh là cây sẽ là thằng đứng ở trên cái cục này để đi cuối cùng. Đúng. Mày hiểu chưa? Đấy rồi, anh đi. Bạn ơi, bây giờ nhá, cho cái cục này lên đầu thằng xanh là cây luôn. Cho đầu em đi. Thì bây giờ đang truyền nè. Bây giờ thằng xanh là cây đứng lên trên, đứng lên trên cái cục số 1 này đi. Đứng hẳn lên cục số 1 này đi. Được rồi. Rồi. Bây giờ Bô bấm nút cho anh ấy để anh thoát ra khỏi cái này cái. Chạy ra bấm nút. Đi, có mẹ đâu thoát được. Không được, em đứng ở trên rồi, không đẩy được đâu. Đẩy số 1 kia đi. Úi giời ơi. Em gọi để làm gì? Ôi. Này,
tên chip. Em, chúng mày đẩy đẩy cục số 1 đấy nhá. Đẩy cục số 1 lên đầu anh là được. Để, Ngọc một người lên đây, một người lên đây để đem. Một người lên đi. Đây là em đẩy xuống này. Đây chúng mày lên hết đi để tao đỡ chip già ra thì cái cục này mới lên đầu chứ. Một thằng đâu? Không, xuống đây hết đi. Xuống đây hết. Một thằng đẩy thằng xanh là cái đẩy vào tím đi. Em đẩy vào tím đi. Đẩy vào tím đi. Xong mày xuống luôn. Xuống luôn. Rồi. Đúng rồi. Từ từ nhá. Mấy thằng kia tách cho Khôi xuống không là chết. Đấy, đúng rồi. Khôi xuống hẳn đi. Đúng. Em không xuống được, kẹt. Nổ qua trái xíu. Tím ơi. Đấy, tôi đây. Rồi. Bây giờ nhá, bây giờ tím đội đầu xong rồi đẩy cục số 1 lên đầu tôi nhá. Này. Bây giờ tôi làm béo đẩy cục về số 1 lên đầu bạn được. Bạn bấm tôi nút thôi mà, bạn ra bấm tôi nút thôi mà. Từ từ đấy, bạn bấm lại đi, bấm lại để tôi chỉnh. Rồi, từ, bấm lại phát nữa đây. Từ, à đây thôi. Ok kìa. Rồi bạn dắp lại đây để tôi đẩy cho. Rồi đây. Từ, bấm phát nữa bạn ơi, Để cục số 1 xuống. Rồi bạn tránh ra, bạn bấm phát nữa xong bạn đỡ vào. Rồi, đấy, bạn thấy chưa? Bạn đéo được. Anh kíp, em bảo. Đây làm sao bạn nhảy được? Cái cách hôm nay của tôi là đúng mẹ rồi. Thế, tôi đứng lên khẩu, đứng lên cái. Đúng rồi, bây giờ bạn đứng lên cục số 1 đi. Mọi người nghe em. Đấy, bạn đứng lên đi. Đấy, được rồi, anh em đi. Qua đây anh em ơi. Qua đây. Nhưng mà cái cục số 1 này của bạn phải dịch sang đây này, bạn dịch ra gần vào. Để anh chiếm chảy qua đá. Tại vì mình kéo mình hành lắm. Thôi anh em xuống hết đây, anh em xuống hết. Xuống. Quang. Xuống hết đây. Từ, được rồi, đây, chip dịch ở đây, Đẩy ở đây, đẩy sát. Nào, đứng sát vào. Đứng sát vào kìa, bét. Được rồi, đấy, bạn nhảy đi, bạn đứng đi. Đấy, đúng rồi, rồi anh em đi. Nào, cẩn thận chết ở đây nhá. Ok. Đứng sát vào nhau đi. Không đéo lên được. Bây giờ anh tại vì cái cục ở đây chip đẩy vào là được. Rồi đấy rồi. Đừng để nữa. Ok. Đây vào. Ok. Lôi cửa từ từ. Đúng rồi đấy. Trông có vẻ đúng rồi đấy. Anh hơi vội. Chip nhảy đầu em. Rồi đẩy đi, để cục kia xuống này. Lên anh nhảy lên đây giúp một đi. Áo. Đừng đẩy xuống đất là được. Đừng thằng nào nhảy nhá, chip xuống đi. Đấy, chip bấm vào cái nút để cái cục này đẩy lên. Đấy. Đúng rồi, vậy cũng được, anh chip đi. Đúng rồi. Không, em chỉ cần như thế được rồi, đúng không? Em giao lại. Rồi lại nè. Lên đầu nhảy đi. Rồi, đẩy xuống. Cảm ơn Giang nhá. Để tiếp. Nhảy qua đã. Rồi, xuống. Rồi, đấy, đừng sát bên phải đấy. Để cho hai người nó xử lý. Quang xuống. Bây giờ thằng Quang xuống. Quang xuống, bấm nút. Quang xuống qua trái. Bấm nút. Nút, đặt nút với, rồi, đặt đi. Đẩy sát vô, đó. Mọi người nhảy đi, thằng vàng. Nhảy đi. Nhảy đi bố. Người vô thôi, không phải vội. Đừng thành 2 tầng nha, 2 tầng là chết đấy. Rồi. Rồi, Quang đẩy vô cho vàng nhảy lên. Quang đẩy vừa lên cho nhảy đi. Rồi, con nhảy lên chặn trước. Chặn lên. Đứng dưới căn trái đi. Từ nhá. Rồi đấy. Đi, không chết được. Không chết được. Rồi. Sao nó chỉ bắt anh? Bây giờ nha. Từ. Bây giờ chồng ngược Quang lên. Quang nhảy lên đầu đồng vàng trước. Quang nhảy lên đầu đồng vàng đấy. Đứng vào để nhảy lên. Rồi. Từ nhá. Thằng bông mai gì các trái. Từ thôi. Một. Đấy. Rồi lên lấy đi.
Rồi. Hay rồi. Mọi người đây, mọi người đây. Cứ vô nè. Quay vào cuối cùng luôn rồi. Rồi rồi, đi rồi. Ôi giời ơi. Đây rồi, còn hai màn nữa thôi. Màn đầu mà đã như thế này rồi. Mệt đéo chịu được. Đi đi kìa, đi kìa, đi. Từ từ, đây sao đây có đây có cái quạt này. Từ từ đừng để mất cửa, đừng để mất cửa kìa. Ai đi đi đây. Quay lại được, quay lại được. Từ từ đã. Nhưng mà nó đang rút ngắn á, đang rút ngắn á. Rút ngắn cái gì cơ? Là gì vậy? Nhảy quá bậy bậy bậy, nhảy quá, nhảy quá bậy. Đúng rồi. Từ từ cứ quan sát qua bên này cho nào. Đi kiếm chìa khóa đã. Vô ra ra để anh ăn chìa khóa cho. Anh gì quá. Ui cái này. Ui. Hay là phải nhảy ra giữa chồng người lên. Nhảy ra giữa chồng người lên đấy. Quạt nó xô chứ. Ui mà phải di chuyển liên tục nha mọi người. Không. Thổi. Đấy, anh giữ, anh giữ, anh giữ. Quạt nó xô là xô người bên dưới. À xô hết tất cả. Xô hết tất cả mọi người. Bố béo, bố béo, bố nhất cho béo, bố. Béo đi. Ui. Không sao, không sao, không sao. Ôi. Anh em tự chủ động nhích nhích nhá. Đấy, mọi người tự nhích một ít đấy. Đừng nhích sâu quá, cứ đứng ở giữa được rồi. Nào. Ok. Ở trên cứ nhảy nếp được rồi, đứa phải nhích nè. Đẩy em ra nữa. Ấy là nó tự đẩy mà. Quá phần nhất chú là mỏng rồi chim ơi. Rồi. Mày nhích mà. Chồng lên, em sắp tới rồi, chồng lên. Cố lên. Đây, lên. Một người nữa. Nào, đứng đẩy. Ui giời ơi. Nè. Ui khó đấy. Nhảy lên đi, màu xanh nhảy lên đi. Da cam nhảy lên đầu nè. Đấy. Tiếp. Nữa, cần một người nữa. Khoan, làm móng một người nữa. Ôi kìa, thôi để ta làm móng rồi, ta làm móng rồi, đứng lên đi, nhảy lên đi. Rồi, phía này. Dịch sang kìa, để cho lạc sau lên kìa. Không dịch được. Người đằng trước phải dịch, em mới dịch mới được. Đấy, cái dịch một hàng thôi à. Bảy ơi, em rơi kìa. Dịch một hàng thôi. Nè, không dịch được. Mày nhảy lên, bây giờ em phải nhảy lên. Một hàng thôi, phải nhảy liên tục. Đấy. Phải nhảy một hàng thôi. Đi. Ok hả cô? Từ từ được. Yeah. Nhảy lên đi, đừng đứng đợi, nhảy lên đi. Mọi người nhích một. Mọi người nhích một tí đi, nhìn nhau. Nhìn chân. Rồi, hay. Đi. Rồi. Đấy, nhìn nhau nhích là được mà. Đây. Cẩn thận, rơi xuống vực nha mọi người. Có được ấy. Không, nhảy qua đi bảy bảy. Cái quạt này là nó để cho em biết là cái quạt này tác dụng nó là gì thôi. Chắn đường. Mở cửa. Đi. Mẹ đói thế nhở? Trời ơi. Mẹ ông chơi trò này nói nhiều quá. Hai bàn nữa. Ủa chơi trò này lâu phết rồi. Gọi cho anh một cơm bò à gà cà ri với. Phải làm rồi. Với cả là một nước chà lắc tắc sữa nhá. Bye. Nhanh quá. Ok. mày bon chen thế. Xếp hàng đi. Báo trước à. Xếp hàng đi, tao đi cuối cho. Cái đồ super cơm này, đấy. Khác nhau à. Đấy. Ôi giời ơi, mày cái thằng Sumaku này. Sumaku là ai vậy? Sumaku khùng. Lên. Lên. Ok. Vàng. Cái màn hình nó sẽ đi theo anh ạ. Cái màn hình nó đi trôi theo ấy. Có thế. Tao dẫn đầu đoàn đua cho. Xuống. Ôi trời. Không lùi được. Ôi nó random mà. Dẫn đầu đoàn đua. Ôi trời. Tập trung nào. Thì tập trung con mình thôi. Bồ ơi, mẹ mày đứng thằng trước thằng sau đây, mày cứ chèn vào đầu tao ấy. Em sau lưng anh mà. Đi khóa cho quá. Ok. Rồi. Hai. Xuống thôi. Đừng ham. Hai. Hai, lên. Ui. À. Em bị màu đỏ chèn anh ơi. Tập trung vào con của mình đi anh ơi. Em chèn anh lúc nào, chỗ nào? Đứng thẳng ra, đứng chồng vào nhau. Lùi lại được mà. Bị bảy chèn thật. Đấy, thấy chưa? Mày thấy chưa? Bị chèn thật. Lên. Chưa vô được. Ok, em muốn xe lắc cây ơi. Ăn cây kìa. Ui giời. Xe dương ai ấy. Đúng rồi. Thế là em cũng đang đi lên.
Mày đi lên làm gì? Ok kìa. Thầy, ai ép em này? Ai ép em á? Ta bảo rồi, cứ đi một hàng thôi, đừng chèn lên đầu nhau. Đấy, đứng như thế này thì sợ gì? Lên. Đi một hàng bay theo người đầu tiên đi anh. Đúng rồi, cứ bay theo anh Chip rồi. Rồi xong đấy. Đó, từ từ này. Vô phòng. Xong rồi đấy. Lên. Rồi, hay, bê. Ô, mất con. Ok kìa. Ôi ôi. Mày về đến nơi thì còn chết đi. Rồi, bình tĩnh. Mẹ mày thề, tao sắp nổ mẹ mắt ra rồi ấy. Tiếp lên đầu đây, rồi, đúng hình này đây. Hey, luôn ấy. Bay theo này. Mẹ quất đức thực sự. Rồi xong rồi đó. Chạy về nhà, xuống. Thầy quay chim ơi, khéo tê nhỉ. Lên. Hay. Xuống. Bình tĩnh nào. Nào, lại chết rồi đi. Bình tĩnh nào, cách chứng bình. Ôi. Phát nào chưa? Phát nào chưa? Chung kết này. Ui. Đi. 4-1-2 luôn, sinh nhật vợ tao. Ôi kìa. Đi luôn, không dừng lại. Nó kéo hình đấy. Nhảy đi Zubaka. Đừng lấy chân. Đừng có nhảy đi Zubaka. Nhảy đi. Từ từ nhá, không phải đoạn này phải trồng lên rồi. Trồng nhau đúng rồi. Tao đi trước, tao làm tường nữa này. Này. Đây. Xong rồi. Thằng nào nhảy bên này, trồng ngược lại luôn nhá. Thật nhanh vào. Đúng rồi. Nhảy bố tôi. Nào bố. Cuba cơ. Đi. Mày tay đuôi Super Khơ với cái lồn. Đấy, mọi người cứ khựng lại là em bị khựng một nhịp này. Mày tập trung vào đấy, mày. Tập trung vào. Không này. Đi. Mọi người một nhảy một thôi. Đúng rồi. Nhanh làm tường các bạn kia. Ok. Thế mà anh không nhảy trượt được. Tại tao ấy quá. À không, một người nhảy sang kia rồi thì làm không cần làm tường ở bên này nữa. Để đây, tôi làm tường à. Làm chứ anh, không đừng nhảy. Phải làm lại chứ. Ơ kìa. Ui giời. Bên kia phải làm tường lại thì bên này mới nhảy được. Không, bên này không phải làm tường nữa. Rồi. Tầm 2 người là được anh ạ, tầm 2 người là được. 2 người làm tường là được. Em bị kéo hình quá, áp lực quá. Anh cũng bị kéo hình bởi áp lực quá. Ơ kìa, làm tường lại. Nhanh kìa. Đâu tao xanh lá mà, tao đi sau mà. Thì anh nhảy lên đầu mày mà nhảy có tao chứ thôi. Cảm ơn Phạm. Em lại tưởng em đợi nhỉ. Thêm một tay đu xuống bậc hơn với các bì mùa. Cứ nhảy đi, tới lượt ai. Ok. Ai đây? Giờ nhảy cũng lượt là được à. Xuống bậc hơn cứ đứng lại chứ. Nhảy đi. Bắt chớn nha anh. Rồi. Wow, trời ơi. Ok kìa, không. Thằng Quang không làm tường lại cho bọn nó à? Ok kìa. Bấm nút là được. Ừ, ai qua đầu bấm nút. Một người là được. Thế để tao qua trước, tao bấm nút luôn nhá. Ok, bấm nút luôn. Ok kìa. Này, em qua này. Bấm nút. Rồi. Ok kìa, từ. Ui trời ơi. Subaker tay mỗ này. Đây. Đừng quát được anh ạ. Rồi, bình tĩnh này. Nhanh. Ôi giời ơi. Đừng chèn nhau, cứ xếp hàng thôi. Mà đang bị chèn nhau là đứa bị mắc vào nhau đấy. Ok, không có nhảy lên đầu nhau, không tưng lên được. Bạn ơi, đứng sát ra mép đi. Ui giời. Đây số 2. Nhảy lên lượt. Nhảy đi. Nhanh. Ui.
nhảy không đi thu tiền cái nào tên mày ấy vô của con mà đủ tay đuôi xuống mà mày quá của con mà mày nhảy mày đéo nhảy luôn mày lại quay lại tiếp này là em đi gửi kia luôn này. Rồi, xuống nè, xuống nè. Xuống này, xuống này. Rồi, từ từ thôi, bảy từ từ thôi, từ từ. Rồi, kìa. Mẹ ông xanh. Em bị kẹt ông vàng, em bị kẹt thằng vàng. Lại luôn đi bạn ơi, chậm. Lại luôn đi, chậm. Ra phát đi luôn, tôi bảo lại luôn mà, chậm mà. 2, 3, go. 2, 3, go. Đây. Có lúc đây rồi. Em đứng không lại, nhảy luôn. Đây. Rồi. Đợi. Rồi xuống nè, đi. Rồi từ từ thôi nhá, từ từ. Em nhảy cuối này. Nhanh lên. Ok. Tao. Mẹ thao tác nhanh lên. Trời ơi. Cái lúc xếp sang bên kia bông mai nhảy luôn đi. Nhảy liên tiếp luôn đi, được bao nhiêu người thì càng tiện mà. Thôi chết mẹ rồi. Cái bục kia chết. Tôi đã xin. Đừng có đợi, thế nó bị chậm. Để em nhảy cố cho anh từ trên này. Không nhảy cái đầu anh. Chờ đi đi kìa. Cái gì? Mày à mày. Em xin lỗi mọi người, Đấy, vô phơm này, anh ơi. Đây. Vô. Quay, tôi đứng trên không kìa các bạn ơi. Qua đi. Đấy, đúng rồi, qua luôn để nhảy luôn. Con người quả đấy nhảy với Ấn Độ bị block. Hai người block đéo thì tao chưa nhảy mày đã nhảy mẹ rồi. Đúng rồi. Đi đi kìa. Theo nhịp ấy. Quả lỗi em mà. Ok, không sao. Nào. Không sao, cho bé đạp trước luôn. Đi nhanh. Ôi giời ơi. Người cứ bị vội hết. Đéo phải, chúng nó cứ chen mẹ thằng này lên thằng kia ấy, nhảy lên đầu là đã nhảy được. Mẹ cái sàn đằng sau đéo đi. Cay vậy. Vậy anh? Ôi, muốn relax á. Ok, ok em relax từ mấy cái này. Tập trung rồi, qua này. Qua này. Có khoảng trễ cho mình mà, cứ từ thôi. Kết chung kết này hơi khó mọi người, bình tĩnh. Đừng chen mọi người. Chen không chen. Đi rồi. Từ từ rồi đây em nhảy cúi đi đi đỏ xuống rồi đây mình đánh nhảy như bông mai ấy. mình đánh luôn lại kẹt rồi đấy kẹt một người nhảy thôi đợi tí từng người nhảy một cứ dứt khoát lên nhảy tưng vất là quá à nhưng mà đợi lâu quá là em với bảy là chết đây cứ nhảy như bông mai ấy nhảy như bông mai thành độ ấy nào vậy đấy thằng này lại chen hàng rồi. Không cuối tôi hẹn bông đi luôn. Đi cho nó nhảy. Lên. Nhảy đây thôi. Rồi yên tâm anh bấm đoàn em. Rồi easy đây. Tiếp lên. Kẹt chưa. Đừng có nhảy lên đầu em. Rồi ôi đi mẹ. Chủ động đi á tại vì. Đúng rồi đoạn con sâu là phải vừa nhảy vừa đi luôn. Cái khúc con sâu rồi có đợi lại gần. Đừng có khựng lại, đừng có khựng lại. Chủ động chạy thẳng mặt luôn. Tôi đứng trên không kìa, đi ra mẹ. Nhảy đi. Nhảy từng lượt người một thôi. Em lên tầng 6 lấy anh lọ cồn cái. Anh đốt mẹ máy tính cái, cay quá. Ngung. Nó bị hồi hộp. Tập trung mọi người, tập trung. Tập trung lại.
Tập trung. Có áp lực, không áp lực. Rồi. Anh đừng có nhảy nữa nha anh Khôi, em phải... Được rồi, đây, đây. Mày nhảy đi trước anh đi cuối về luôn đi. Đi. Rồi, chạy qua rồi, nhảy qua rồi. Ơ kìa. Tôi thề bạn tôi với cả bạn tròn vai vãi lìn ý. Đéo lôi tí nào. Nào. Rồi, chú đóng luôn. Nhảy lên tiếp luôn. Nhảy lên tiếp luôn. Hai. 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 Đẹp. Đẹp. Ôi trời ơi. Mẹ à. Chạy theo lượt thôi. Anh chỉ nhảy đầu em xem này. Ngày chơi trò này đến sáng mai đi ăn sáng luôn nhở. Đi anh ơi đi. Thế mà học thêm luôn à. Đây. Rồi nhảy qua bớt đi rồi. Nhảy qua bớt đi. La mồi. Rồi easy. Nào. Subaker. Mẹ ảo thằng Subaker này. Em xin lỗi mọi người. Anh nhảy rồi mà nó không nhảy chứ. Lần cuối này. Cười vãi luôn. Lần cuối anh ơi. Đây, cũng này nhảy qua luôn cũng được. Đây, đấy, được chưa anh đâu? Nào, đéo biết đi, lại xung phong đi trước đấy. Ok, đi anh, đừng. Đừng đến đầu, xin. Đó. Wow. Mượt. Ôi, đầu kìa thề. Nó bị đẩy hình. Em bị đẩy hình á. Đẩy luôn đi, anh nhảy luôn trước đi. Để cho người ta nhảy. Ôi dồi ôi. Mày làm cái khe bé tí mà em không nhảy qua ai nữa thì làm sao để phá đảo được. Trời ơi. Cố lên mọi người ơi. Vô. Mày quá. Đây. Ôi. Cố lên nào nó không chơi khởi để đấy, cho mày nhảy trước đấy, mày đi chơi. Giữ khoảng cách. Đừng chơi. Đó. Đi, đừng mai, đi. Cố lên. Ôi trời ơi. Thằng Bông Mai đi nhanh lên. Mọi người đợi gì? Đi nhanh lên. Đấy. Kéo hình đi. Là bọn anh, đằng sau là bọn anh đây. Đúng rồi, mày đừng có đợi bọn anh chết á. Bạn là đi. Mẹ. Ôi lắm rồi đi mẹ. Đâu ta hiểu rồi. Em lại anh Ben. Đâu? Bông Mai mà. Anh Nguyễn Văn Ngọc. Em xin lỗi mọi người. Đừng bực. Relax. Anh Nguyễn Văn Ngọc đi. Ôi trời ơi. Anh Trần mạnh quá. Ôi đều ấy. Ôi. Anh nhảy ra cái đi đặt đầu em. Phong lấy vô phong lấy. Nhảy đi mọi người, nhảy đi. Đấy. Đầu nhảy luôn cũng được. Ừ. Mượt. Ok. Con mẹ ảo sát quá, mẹ con sâu hiện ra đéo nhìn thấy. Em lấy anh phùng danh đồ. Ui trời ơi. Em lạy anh lên nước anh luôn. Em lạy anh lên nước anh. Quên. Gọi nhá nhờ. Đừng em áp lực quá. Anh em đừng. Rồi. Đừng rồi, mượt rồi. Đừng. Nhảy đi qua. Ok. Mẹ ơi, thôi. Đâu hết đâu được hết đâu được. Không phải đâu, thằng còn đứng đấy làm gì. Mẹ nó nhảy là con nhảy, mẹ nó vượt mẹ ra bên kia. Con của mình rồi anh. Mọi người cũng muốn bầu nghỉ xíu. Rồi đi nhầm bầu anh ạ, đi có mẹ. Nhìn lâu cũng bị bạn bỏ mất á. Cố lên mọi người ơi. Quá. Ok rồi. Ôi. Em lại anh. Địt. Bùng tay đồ. Em lại anh. Lần cuối. Mày. Anh nhổ nhà có thể dùng phái phục lắm đổ. Lần cuối. Đấy okay. Là em với 7 là mượt lắm rồi đấy nhá. Đéo phải, nãy giờ tròn vai quá rồi mà. Em đi cuối em áp lực quá. Ok. Đó kìa. Em đang nhảy mà. Nhảy thôi. Đấy. Đấy. Mẹ.
Em lại anh tại ơi. Tao để ý tao nhìn đằng sau chúng mày ấy mẹ loạn 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 loạn. Bọn em đi cuối là mượt lắm rồi đấy chứ. Ừ, bọn em đi mượt vãi bìu. Bọn tao từ đầu đến giờ đi mẹ mày perfect mẹ rồi. Chỉ có đoạn giữa là hơi lủng củng nữa anh ạ. Nào 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 nào. Nào đấy, nào 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 nào. Nào đấy, mượt lắm rồi nha, mượt lắm rồi nha, mượt lắm rồi nha. Mượt nào. Nào 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 nào. Dẫm lên đầu em này. Đấy rồi nhưng mà uống chậm quá rồi. Mày bị chậm thì mới bị đằng sang người sau đẫm vào đầu chứ. Không phải. Em nhảy xong rồi nó bị đẩy hình, em nhảy đến đầu anh Khôi luôn à. Đấy nó bị đẩy hình á. Nhảy luôn đây, nhảy luôn. Đây ở đây. Đấy, mượt chưa? Mượt. Nào mấy con sâu nhá, mấy con sâu nhá. Không được rồi này, bông bô này. Bô bị kéo hình này thì em sao nhảy được em? Mẹ thằng bô cứ giật lại làm gì, mày không tiến lên. Nhảy luôn đi bô. Mày mẹ là bô. Đừng có đứng. Thì không cho lấy chân, nhảy ra chung. Nhảy luôn. Đừng đứng đợi, cứ nhảy đi. Ừ, không bị kéo hình lắm. Cài vãi rồi. Nhảy luôn nhá bô, cứ tiến vừa tiến vừa nhảy luôn. Đứng đây ta xem con sâu cái đã. Rồi mượt rồi nhá, mượt rồi nhá. Tái. Nào lại thằng bông mày. Đi con mẹ thế tao điên người thế nhở. Em xin lỗi. Nút cách hỏng. Anh Nguyễn Văn Ngọc. Nhảy luôn nha mọi người, nhảy luôn. Đừng cho em đi cuối áp lực lắm. Đó, mượt. Hay. Chị bơi, mượt. Sao, 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 đây, sao, 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 em đi đâu, em đi đâu. Ui trời ơi. Anh Trần mạnh quá. Địt mẹ Thạch Quang nó phải chết ở chỗ này 15 lần rồi. Thạch Quang ơi. Anh tha cho bọn em. Xin lỗi. Bọn tắm rồi anh thề. Thôi em tha cho em nhớ thề. Đẹp rồi. Nào con sâu nào, con sâu nào. Đừng đái. Con sâu nào. Nào con sâu nào. Cái thằng bông mai này. Ngọc có thu mấy con sâu này Ngọc. Sâu nó nhảy lên đầu được á. Cứ nhảy lên đầu nó đi tiếp rồi cứ nhảy tiến. Vâng. Gánh nhảy sớm là được. Có tài luôn. Nhảy sớm thì đừng nhảy trễ. Nè Ngọc, Ngọc nhảy sớm kìa. Có mẹ, tao nhảy đâu tới. Tao đến vươn đâu. Anh Nguyễn Giang Thuận. Anh Chim sao nhảy lỗ bằng kia vậy. Thôi. Em mà thật lỗ. Anh Chim. Gì? Lỗ bằng kia làm em bị lỗ. Tao đến tên của mày đâu mà mày nhảy. Nhưng mà. Nào. Bình tĩnh. Nào, đợi con sâu, Rồi, mượt rồi. Vẫn làm được. Mẹ con sâu vậy nữa. Chúng mày, mẹ, bạn tao bị khuất quá. Đi, số 30 là chút đầu lốc nhá. Cái đoạn đầu là em nhảy, không cần nhìn màn hình. Nó gà nhanh quá em này. Đi lên trước đi bông mai. Rồi, tập trung mọi người ơi. Anh Ngọc ơi, tập trung. Nào, con sâu nào. Rồi, bình tĩnh nào. Đó. Hay. Nhanh. Nào, đốt chút kìa. Chú ơi. Mẹ anh lấy được anh ơi. Chú hay. 2 giờ sáng rồi chú. Cô lại chú. Chút kìa. Mẹ thế điên thế nhờ. Nhưng mà chơi tới sáng thật luôn ấy. Tới sáng. Rồi. Em nghĩ ván cuối mình nên chơi ở trên Nemo thì hợp lý hơn. Đây, ông sao vậy? Rồi. Ôi trời ơi. Mẹ anh Khoa ơi. Mẹ. MC Đinh Khoa. Anh Đinh Văn Thanh Phước Khoa. Tại show em ấy thầy. Đồ con sung mặt. Nào, mượt lắm rồi đấy, mượt lắm rồi này. Hay. Nào, mày con sâu nào. Mượt này. Mượt này. Đó. Mượt này. Mượt. Ôi trời ơi. Nhảy rất lùi em rồi đi. Con sâu đấy nhá là nhảy hai phát qua luôn nhá, đừng dừng lại.
Thì mấy đằng sau, mấy đằng sau nó mới có thời gian để nhảy. Mượt này, mượt này, sâu này, mượt này, sâu này. Ô kìa. Anh Quang ơi. Mẹ ơi, mọi người có nghỉ tay ăn cơm uống nước mà. Ok. Bọn tao mới ăn. Phá đảo mới ăn cơm. Phá đảo tao mới ăn. Đúng rồi, phá đảo tao mới ăn cơm. Anh cùi cổ vũ đi bọn em phá đảo đã. Cày đéo chịu được. Nhọc ơi, tập trung nhọc nhọc. Mượt này, mượt này. Nào, con sâu nào, con sâu nào. Đẹp này, đẹp nào. Nào. Qua luôn nào, không dừng lại. Don't stop. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Hai giờ sáng còn coi. Lỗi em xin lỗi các anh. Em lỗi em. Má mày. Khúc kia còn cái đòn bút nữa chứ. Mấy tiếp cái cổ gì sau lưng nữa. Ừ. Áp lực này. Mượt lắm rồi đây. Mượt nha, mượt này. Mẹ bọn tao ít lỗi lắm rồi đấy. Mượt. Mày tới anh được. Con sâu này, con sâu này. Sâu nè. Sâu đây. Ui giời ơi. Anh chết. Tao đéo đâu, đi mẹ tao qua bao lâu rồi. Để có con sâu đâu mà nhảy con trượt. Anh độ chán không muốn nói nữa rồi. Đi. Tao phải lấy khẩu trang ra bịt mắt rồi khi tao vẫn đi được ấy. Quen mẹ rồi. Kìa. Nào đây. Nào con sâu nào, con sâu nào. Tập trung con sâu, con sâu. Con sâu làm dầu nồi canh nào. Cái. Ơ kìa. Em là chết nhờ. Anh đi ngang em bảy. Hình như em bị kéo hay sao? Em đi qua đó rồi mà. Em lại anh bị bóng. Lại anh. Thì phải đi cuối mới có bị kéo mấy người. Cứ nhảy qua luôn đi. Kệ. Em nhảy qua luôn rồi. Đi, vô phom. Anh nhảy đến đầu anh thôi nè. Ok kìa. Bây giờ nhá, anh bảo nhá, cái đoạn nhảy sang bên kia ấy thì chip già sẽ là người dùng cầu thôi, còn mọi người là đứng lên đầu chip già nhảy qua luôn đi. Thì cho nó nhanh. Đừng đợi. Anh cứ nhảy như bình thường đi. Nè, qua đi. Đấy, qua luôn đi. Anh lá. Qua đi. Không đi được. Rồi, đi rồi nè. Từ từ nhá. Mượt này, con sâu này, con sâu làm dầu nồi canh này. Sâu này, sâu bọ này. Sâu này. Ui giời ơi. Ôi em còn tức quá được rồi anh coi. Ôi ơi. Mày nó nhảy vào đầu em, giữ em lại. Em làm gì có nhảy. Ôi, đây đợi anh đi. Anh bấm cửa cứ để đấy hộ anh cả cho. Sao mà lên đầu anh được ta. Anh chết rồi. Qua đi, anh coi. Này quen lắm rồi này thuộc. Mày rồi mẹ mày. Mà thằng nào ấy? Bên anh Nguyễn Văn Thuận. Mày đéo gì? Mẹ từ từ này tao nhảy đã. Ok. Nhảy đi cuối không? Ờ mình đi cuối nha. Ok để em đi cuối. À thôi em đi trước. Lên, mượt. 1, 2. Con sâu này. Con sâu. Con sâu. Nào, không bấm nhá. Để mẹ có em này. Khóa đâu, khóa. Ôi kìa. Mẹ mày có biết tiếng Anh không hả? Bùm thằng Nguyễn Văn Ngọc. Ôi. Don Boots. Bally. Don Boots. Bally. Nguyễn Văn Ngọc. Số đeo 24. Nào. Không hiểu kêu lộn gì. Đi lá đây. Đấy mày cứ để cho anh tí khoảng trống lúc chỗ sâu ấy. Đấy cho mọi người rất nhiều. Đúng rồi. Kìa, đừng ghen. Con sâu. Con sâu. Ơ kìa. Ui giời ơi. Anh bé ơi. Mọi người từ nãy giờ em hơi bị tập trung, không để nó xảy ra sai sót gì đâu ấy. Tập trung mọi người.
Nào, tập trung nào anh Chip ơi. Con sâu nào. Hai. Rồi, hai. Đốt bút. Ôi trời ơi. Mày tập trung mày chơi mày đừng nói nữa được không Khoa? Anh nói em nhiều đấy. Cái gì đâu chịu được. Lần cuối em xin lỗi lần cuối. Lần cuối nhá. Lần cuối. Nào, qua đây. Đấy, thoải mái. Mưa rồi, hay lắm các em ơi. Nào, con sâu nào. Con sâu nào. Con sâu. Nào, nhảy qua vực này, Từ thôi. Đốt bút. Ôi. Mở cửa. Hết chưa nhở? Mệt mà. Hết chưa? Màn này phải chơi nửa tiếng. 15 phút rồi nè. Ôi đau lưng quá. Ui Nguyên. Bởi vì nhiều màu quá. Loạn dã man. Ui. Vu cho mọi người thay mọi người. Chết đúng 25 phút này. Ao đéo gì. Chơi mẹ mới 3 tiếng rồi. 3 tiếng nhưng refund được con nè. Ui. Mình xếp thứ hai toàn thế giới này. Đâu? Hai con cây chơi. À em đoán thế. Cảm ơn Linh nhá, cảm ơn em. Hay hơn cái tính ạ. Game 9M mà phá đảo khó thế. Ôi lâu lắm mới chơi một con game mà bị mệt như thế mọi người. Ừ, mệt đéo chịu được ấy. Có về Nemo đã 2 giờ mẹ rồi. Ngày mai có khi cũng chẳng cần phải cắt clip đâu các bạn nhỉ. Ngày mai tôi cứ để public cái stream này luôn nhá. Với cả tôi thay cái ảnh thăm thôi để các bạn ngồi xem lại full đi cho nó dễ. Cảm ơn Romery nhá. Các bạn nhỉ. Ôi tôi qua bên Nemo đây các bạn. Các bạn nào xem tiếp qua Nemo.tv.mc nhá. Hôm nay ngồi hơi sâu một tí. Hơi muộn rồi qua đấy chắc là hôm nay thì muộn nhỉ, không biết còn chơi Resident Evil được. Chắc tôi bắn mấy trận CSGO đi xong rồi đi ngủ các bạn nhá. Cảm ơn các bạn nhiều. Chúc các bạn giữa tuần vui vẻ nhá. Bye bye, chào các bạn. Làm việc hàng hai đến hết sức thì thôi. Qua thời gian tôi mãi cứ nghĩ vu vơ về cuộc đời. Vì cuộc sống là thế, vốn gì chẳng tô vẽ nên con người. Ta tự lo tự lắng cho cuộc đời. Mong một ngày ta vẽ nên được bức tranh để tăng bản thân. Dù ngày mai sẽ có sóng gió bao tố vây quanh mình, ta sẽ cố vượt qua. Sợ chi khó khăn, sống như thế mới đúng đời. Lo sợ chi khó khăn, sống như thế mới đúng đời.